Hạ Tưởng liên tưởng đến kiếp sau Tào Vĩnh Quốc không chịu thông đồng làm bậy với Cao Thành Tùng, cuối cùng bị Cao Thành Tùng điều đến sở đo vẽ bản đồ, cuối cùng ảm đạm lui ra. Dường như hắn còn mơ hồ nghe được Tào Vĩnh Quốc có thể điều đến Ủy ban xây dựng tỉnh làm chủ nhiệm Ủy ban xây dựng, nhưng không ngờ thế sự khó lường, bởi vì Cao Thành Tùng ngang ngược can thiệp, giấc mộng tiến thêm bước nữa của Tào Vĩnh Quốc cũng tan biến. Bởi vậy phỏng đoán, Tào Vĩnh Quốc là một người tính cách ngay thẳng, không chịu thỏa hiệp với Cao Thành Tùng. Hạ Tưởng không thể khuyên ông ta thay đổi lập trường, dựa vào Cao Thành Tùng. Theo tính cách của Tào Vĩnh Quốc, nếu mình nói ra có khi còn có hiệu quả tương phản, còn bị lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng Tào Vĩnh Quốc. Hơn nữa cho dù dựa vào Cao Thành Tùng, hai năm sau, khi Cao Thành Tùng rơi đài, có khi vì vậy mà ông ta còn bị liên lụy lớn. Tuy nhiên sau khi Cao Thành Tùng rơi đài, Tào Vĩnh Quốc cũng không có cơ hội quật khởi, được trọng dụng, chỉ sợ cũng là có ẩn tình trong đó. Đúng vậy, nghị lực và tinh thần của thế hệ trước quả thật thế hệ chúng cháu sau này không thể so sánh được. Tuy nhiên con người trưởng thành cần có thời gian, từ tuổi trẻ đến thành thục cần một quá trình chậm rãi trưởng thành. Hạ Tưởng cũng nương theo lời Tào Vĩnh Quốc để nói. Tào Vĩnh Quốc hứng thú nhìn Hạ Tưởng vài lần. Tiểu Hạ, tôi cảm thấy cậu thành thục hơn trước kia rồi đó, có lẽ ra ngoài xã hội đúng là không phải bình thường. Nhìn cậu chỉ hơn Lê Nhi 3 tuổi nhưng lại như thành thục hơn cả chục tuổi. Nếu Lê Nhi có một nửa sự bình tĩnh, điềm đạm và hiểu biết của cậu, tôi cũng không cần phải tốn nhiều tâm tư thế này. Tiểu Hạ, trưa nay ở lại ăn cơm nhé, đừng đi. Vợ của Tào Vĩnh Quốc là Vương Chi Phân từ phòng bếp đi ra, hai tay dính đầy bột mì, hông đeo tạp dề. Bà mặc quần áo mộc mạc, nhìn như một người nội trợ bình thường, không hề có vẻ gì kênh kiệu của một phu nhân của giám đốc sở. Người ta khách khí nhưng hắn không thể thiếu lễ độ được. Hạ Tưởng vội đứng dậy cáo từ. Không quấy rầy bác gái nữa, cháu cũng nên đi. Hạ Tưởng không biết Vương Chi Phân làm chức vụ gì, ở đâu, nên đành phải gọi là bác gái. Không được đi. Tào Thù Lê chạy ào từ phòng bếp ra, tay cầm một chén trà, thở phì phì nói. Không lễ phép, em vừa mới pha trà cho anh xong, anh không uống ngụm nào đã đi, hoàn toàn không nhìn thành quả lao động của em. Đáng giận. Chương 20, vô ý dung hòa. Tiểu Hạ, ở lại ăn cơm. Tào Vĩnh Quốc ăn nốt miếng táo cuối cùng, nói vẻ chân thành. Đúng thế, ở lại ăn cơm. Tào Thù Lê lặp lại, sau đó cười hì hì nói. Hạ học trưởng, một em còn rất nhiều vấn đề chưa thỉnh giáo anh đó. Còn muốn chạy à, không dễ như vậy đâu. Một, học trưởng, người học cùng trường nhưng ở lớp cao hơn mình. Hạ Tưởng mà không ở lại chính là làm cao, đành phải ngồi xuống, nói. Như vậy chẳng phải là không biết xấu hổ sao? Vương Chi Phân bỗng nhiên chỉ vào Tào Vĩnh Quốc cười ha hả. Lão Tào, ông là chủ nhà, sao lại để Hạ Tưởng gọt táo cho ông ăn? Ông thật đúng là không biết xấu hổ. Nên thế, giám đốc sở Tào là bề trên, cháu là dạng con cháu, gọt táo cho giám đốc sở Tào là vinh hạnh của cháu. Có lẽ trong sở số người muốn gọt táo cho giám đốc sở Tào phải xếp thành hàng dài ấy chứ. Hạ Tưởng không để lỡ cơ hội nói. Tào Vĩnh Quốc cười ha hả. Cái cậu Tiểu Hạ này cũng học được nịnh nọt. Ở nhà tôi nếu đã tự xưng là con cháu thì sao còn gọi tôi là giám đốc sở Tào? Dường như không đúng nhỉ. Hạ Tưởng nghe vậy liền hiểu ý, vội vàng kính cẩn hô một tiếng. Tào bá bá. Tào Vĩnh Quốc vui vẻ mỉm cười, Tào Thù Lê giơ tay làm một tư thế, thắng lợi, sau đó kích động chạy vào bếp pha trà. Tiếp đó Hạ Tưởng nói chuyện một ít công việc với Tào Vĩnh Quốc. Từ miệng của ông ta, Hạ Tưởng không nghe ra được gì. Dù sao ông cũng là một giám đốc sở, sẽ không mang theo công việc về nhà nói chuyện, hơn nữa Hạ Tưởng còn không đáng để ông nói chuyện ở sở. Hạ Tưởng cũng biết không thể hỏi nhiều, hắn chỉ mượn cớ thử một ít vấn đề mà thôi. Giám đốc Lý công ty cháu tên là Lý Đinh Sơn, không biết Tào bá bá có quen không? Tào Vĩnh Quốc mới biết Hạ Tưởng đã điều ra khỏi công ty xây dựng số 3. Ông ta luôn làm quan trong mảng xây dựng, bị hạn chế rất lớn, quan hệ giao tiếp cũng không quá rộng. Ông nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt phức tạp, nói. Có nghe qua người này, từng có vài lần gặp mặt nhưng không có quan hệ gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Tưởng cười cười cảm khái nói. Cháu rất bội phục giám đốc Lý, ông ấy làm việc rất cố gắng. Vẫn luôn dựa vào năng lực của bản thân, không dựa vào quan hệ. Kỳ thật ông ấy có một bạn cùng học cực thân ở tỉnh ủy, hình như tên là Tống Chiêu Độ gì đó,
vậy mà vẫn không nhờ vả gì. Tống Chiêu Độ. Tào Vĩnh Quốc giật mình kinh hãi. Là trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tống Chiêu Độ. Giám đốc sở tuy cũng là cán bộ cấp sở nhưng vẫn có sự chênh lệch rất lớn so với trưởng ban thư ký tỉnh ủy thường xuyên tiếp xúc hàng ngày với bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh. Bởi vậy khi đột nhiên nghe thấy tên Tống Chiêu Độ, Tào Vĩnh Quốc không khỏi kinh hãi, biểu tình hơi rung động. Là người trong quan trường, Tào Vĩnh Quốc biết thiếu hụt lớn nhất của mình là căn cơ không đủ, bên trên không có người đủ mạnh nói chuyện giúp mình. Từ khi từ bí thư tỉnh ủy Cao Thành Tùng nhậm chức tới nay, ông rõ ràng cảm nhận được áp lực. Ông biết rõ, vị trí của mình vô cùng mấu chốt, mà trọng yếu là hiện tại mình đang bị Cao Thành Tùng xa lánh, cuộc sống không được tốt cho lắm. Kỳ thật sở xây dựng đô thị tỉnh trực thuộc ủy ban xây dựng, lúc này còn chưa thành lập sở xây dựng, bình thường cấp bậc giám đốc sở xây dựng đô thị hẳn chỉ được xem như cấp phó giám đốc sở. Nhưng hai năm trước Tào Vĩnh Quốc đã được thăng lên cấp giám đốc sở, cho nên ngồi vào vị trí giám đốc sở xây dựng đô thị vẫn là hơi thấp một chút. Nếu xét kinh nghiệm và lý lịch của ông, lại thêm có người trong tỉnh ủy tác động, điều làm chủ nhiệm ủy ban xây dựng hoặc tới một sở khác ngon lành trong tỉnh cũng hoàn toàn có thể. Nếu thật sự có thể kết bạn với Tống Chiêu Độ thì tốt rồi, ít nhất trong thường ủy cũng có một người nói đỡ cho mình. Trong quan trường chính là chuyện anh giúp tôi giúp anh. Đương nhiên, Tào Vĩnh Quốc cũng biết Tống Chiêu Độ sắp sửa thất thế. Tuy nhiên theo ông thấy, Tống Chiêu Độ vẫn còn trẻ tuổi, nếu còn trẻ như vậy đã ngồi lên vị trí cao như thế, thêm một thời gian nữa lại ngoi lên cũng là bình thường. Cao Thành Tùng quá kiêu ngạo nhưng liệu y có thể tùy ý bầy bố toàn bộ cán bộ tỉnh Yến trong lòng bàn tay sao? Cho dù y muốn thì cấp trên cũng sẽ đáp ứng sao? Trung tầng đi vào trung dung, thượng tầng dựa vào cân bằng. Trong một tỉnh, không có các lực lượng cân bằng để kiềm chế nhau. Để cho bí thư một mình độc đạo cũng không phải là cục diện mà Trung ương muốn thấy. Nếu Hạ Tưởng biết ý tưởng của Tào Vĩnh Quốc, khẳng định sẽ khuyên ông không nên khinh địch, bởi ông quá mức lạc quan. Cao Thành Tùng hoành hành hơn 2 năm tại tỉnh Yến, biến tỉnh Yến thành chướng khí mù mịt. Hạ Tưởng cũng đoán và đánh cuộc rằng Tào Vĩnh Quốc sẽ động tâm, sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn cũng hiểu được có thể lên làm lãnh đạo cao nhất của một sở trong tỉnh, không thể không có người đứng sau. Muốn bổ nhiệm giám đốc sở phải đưa ra hội nghị thường ủy để thảo luận. Tuy rằng từng thường ủy đều có mạng lưới quan hệ và vòng tròn của mình, không dễ lọt vào nhưng lúc này lại khác. Lúc này Tống Chiêu Độ đang thất thế, trước kia không muốn tiếp nhận người, hiện tại tìm tới tiếp cận sẽ dễ dàng và đỡ tốn công hơn rất nhiều so với lúc gã còn ở trên đài. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vĩnh viễn sẽ càng khiến người ta nhớ lâu hơn là dệt hoa trên gấm. Có lẽ thế, cụ thể cháu cũng không hỏi. Chỉ có điều nhận được một cuộc điện thoại của ông ta gọi tới, tự xưng là người của tỉnh ủy. Hạ Tưởng không phải cố tình lừa gạt Tào Vĩnh Quốc mà là muốn cho ông một cảm giác vô tình nói ra. Còn một điểm nữa, hắn cũng không dám khẳng định là Tào Vĩnh Quốc có sẵn lòng nắm lấy cơ hội này hay không. Người đứng phía sau Tào Vĩnh Quốc có chịu cúi người xuống tiếp xúc với Tống Chiêu Độ hay không? Tống Chiêu Độ à, tôi biết ông ta. Tào Vĩnh Quốc nói một câu rồi không nói gì thêm. Tào Thù Lê pha trà xong, mang lên. Hạ Tưởng đứng lên bày trà, rót cho Tào Vĩnh Quốc một chén. Tào Vĩnh Quốc uống một ngụm sau đó ra hiệu cho Hạ Tưởng nếm thử, nói. Không tính là trà quá ngon nhưng cũng khá ổn, là thiết quan âm. Nước trà vàng óng ánh, trong suốt sáng ngời, hương khí nồng đậm, Hạ Tưởng nhấp một ngụm, cảm thấy thuần mà đậm, trước chát sau ngọt. Đời sau hắn cũng là người yêu trà, cũng đã uống không ít trà ngon. Nhưng chưa từng thưởng thức trà thiết quan âm nào có hương vị nồng hậu thế này, hẳn là cực phẩm thiết quan âm, giá chừng 2.000 tới 5.000 tệ một cân ngoài thị trường. Hạ Tưởng không kìm nổi khen. Bất kể là màu sắc, mùi thơm hay vị đều là cực phẩm. Trà ngon khó cầu, hôm nay xem như ăn theo được Tào bá bá. Một ly trà thơm thắng 10 chén rượu mạnh. Tào Vĩnh Quốc liên tục gật đầu. Không thể tưởng được tiểu hạ chẳng những thành thục, điềm đạm chắc chắn, kiến thức rộng rãi. Còn có nghiên cứu về trà. Thanh niên mà có tâm tính như vậy thật không đơn giản, quả thật mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với Lê Nhi và Tiểu Quân nhà ta. Tào Vĩnh Quốc càng nhìn Hạ Tưởng càng thấy thích, chàng trai trước mắt này không vội vàng không hấp tấp, biết giữ chừng mực, lại không mất vẻ hài hước. Mấu chốt là nói chuyện với hắn rất vui, lại có thêm quan hệ với đồng nghiệp của em trai mình, khiến ông ta không tự chủ sinh ra cảm giác thân cận. Tào Vĩnh Quốc rất để ý tới cái nhìn của người nhà đối với mình, cho nên lúc trước vừa nghe nói là con trai của đồng nghiệp em mình,
liền không nghĩ nhiều lập tức nhận lời hỗ trợ. Sau này xong việc, Hạ Tưởng đã tới nhà hai lần. Lúc ấy Hạ Tưởng không nói nhiều lắm, có chút ngại ngùng và ngây ngô. Tào Vĩnh Quốc cũng không có nhiều ấn tượng về hắn lắm. Dù sao tìm giúp Hạ Tưởng một công việc chỉ là chuyện vặt, giúp cho em trai mình có một nhân tình là tốt rồi. Nhưng thật không ngờ lần thứ ba Hạ Tưởng tới chơi, hơi tiếp xúc thêm một chút lại lộ ra sự cơ trí, khôi hài, ăn nói khôn khéo, vừa không quá câu nệ vừa không mất lễ phép. Điều này khiến ông rất có thiện cảm, liền hứng thú nói chuyện, không ngờ chỉ chuyện phiếm một lát lại từ miệng Hạ Tưởng biết được một tin tức quan trọng, hơn nữa còn có thể nhờ Hạ Tưởng làm trung gian, khiến mình có thể kết giao với Tống Chiêu Độ. Tào Vĩnh Quốc không khỏi âm thầm cao hứng, chẳng lẽ chàng trai này sẽ mang lại may mắn cho mình. Ba khen người khác thì được nhưng không thể hạ thấp con đâu đấy. Một giọng nói lười biếng truyền đến, một thiếu niên chừng 17, 18 tuổi cởi trần, mặc quần đùi từ trong phòng đi ra, nheo mắt lại nhìn về phía Hạ Tưởng. Trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường và ngạo mạn. Tào Vĩnh Quốc cau mặt hơi giận, nói. Tiểu Quân, sao lại nói thế? Thấy khách mà không chào hỏi, nhìn bộ dạng con kiểu gì vậy? Đây là Hạ Tưởng, là người quen của ông nội. Tào Thù Quân nheo mắt nhìn Hạ Tưởng, khinh miệt nói. Cái gì mà ông nội chứ? Ông nội không ngớt có người tới, sao không cho người ta yên tĩnh một chút? Phiền chết đi được, các người cũng thật là, nghĩ ba tôi là vạn năng, cầu cái này cầu cái kia, hận không thể khiến ba tôi an bài tiền đồ cả đời cho các người. Tào Vĩnh Quốc giận dữ. Cút sang một bên, còn nói hưu nói vượn nữa, ba sẽ cho con biết tay. Tào Thù Quân ngậm miệng lại. Vẻ mặt ngạo mạn đi qua bên cạnh Hạ Tưởng, trong ánh mắt đầy vẻ miệt thị không hề che giấu. Hạ Tưởng cười cười, không thèm đấu võ mồm với Tào Thù Quân làm gì, như vậy càng tự hạ thấp bản thân, ngược lại càng làm Tào Thù Quân thêm đắc ý vênh váo. Theo hắn thấy, Tào Thù Quân chẳng qua chỉ là một thằng danh ỷ vào địa vị cha mẹ, luôn tự cho mình là siêu phàm. Việc quản giáo gia đình của quan lớn quả thật là rất vấn đề, khó trách trong xã hội lại ăn chơi trác táng như vậy. Hạ Tưởng không kìm nổi âm thầm lắc đầu nhưng nghĩ lại thấy cũng bình thường. So sánh với Tào Thù Quân, Tào Thù Lê không hề có vẻ cao ngạo của thiên kim của giám đốc sở. Mỗi người là khác nhau, không thể vơ đũa cả nắm. Đang trong phòng bếp làm việc nghe thấy động tĩnh, Tào Thù Lê đi ra, không chút khách khí véo tai Tào Thù Quân, hung hăng nói. Chị đếm đến ba, lập tức xin lỗi Hạ Tưởng, nếu không chị cho em biết tay. Tào Thù Quân như thể con chuột bị mèo tóm được. Dáng vẻ bệ vệ lập tức biến mất, ăn nói khép nép xin tha. Chị tốt, tha cho em đi, em nhất định sẽ ngoan ngoãn với chị mà. Tào Thù Lê không đáp ứng. Xin lỗi, không thương lượng. Hạ Tưởng không muốn làm căng, vội nói. Không có gì, xin lỗi gì chứ. Giữa đàn ông với nhau có chút tranh chấp cũng rất bình thường. Hơn nữa khi anh còn trẻ, ăn nói còn khó nghe hơn Tiểu Quân nhiều. Quên đi Thù Lê, thả Tiểu Quân ra. Tuổi trẻ ai chẳng có lúc kích động. Lúc này Tào Thù Lê mới thả tay ra, quay người lại mỉm cười. Hạ Tưởng, anh thật là lợi hại. Sao có thể nói những lời như vậy được nhỉ? Tào Thù Quân cũng không cảm kích, hừ hừ mấy tiếng nói. Tôi không nhận ân tình của anh, đừng nghĩ nói mấy câu mà thu mua được tôi. Chương 21, Tào Thù Lê có tâm tư khác. Muốn tiếp cận một người thì cách tốt nhất là hòa nhập với gia đình người đó. Khi ăn cơm, Hạ Tưởng ngồi giữa Tào Thù Lê và Vương Vũ Phân, đối diện với Tào Thù Quân. Tào Thù Quân chỉ cúi đầu ăn cơm, thi thoảng nhìn Hạ Tưởng một cái, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Mãi đến khi ăn xong, ngoài việc Tào Vĩnh Quốc nhắc Hạ Tưởng không cần khách khí ra thì những người khác không nói gì. Qua đó có thể thấy nhà Tào Vĩnh Quốc nghiêm như thế nào, tuân thủ lời dạy của người xưa, ăn cơm không nói chuyện. Sau khi ăn xong, Hạ Tưởng đang muốn giúp dọn chén bát thì bị Tào Vĩnh Quốc chặn lại. Ông xua tay nói. Để bác gái và Lê Nhi làm, đàn ông không cần sờ vào việc này. Hạ Tưởng nhớ hình như Tào Vĩnh Quốc tốt nghiệp học viện kiến trúc, không ngờ lại là người rất truyền thống, giữ vững điều dạy quân tử cách xa nhà bếp. Sau khi ăn xong, Hạ Tưởng nói chuyện với Tào Vĩnh Quốc một lát liền nói muốn về thì bị Tào Thù Lê ngăn lại. Cô cười hì hì khoác tay Tào Vĩnh Quốc rồi nói. Bố, bài tập kỳ nghỉ của con là một bản thiết kế siêu thị, vừa lúc anh Hạ Tưởng tới. Con muốn chiều nay anh ấy cùng con đến công trường, học tại thực địa. Tào Vĩnh Quốc bị Tào Thù Lê làm nũng như vậy liền nhìn Hạ Tưởng mà nói. Chuyện này con hỏi Hạ Tưởng đi,
xem cậu ấy có rảnh không. Tào Thù Quân nghe thấy thế liền tò mò nhìn Hạ Tưởng, kinh ngạc nói. Anh giỏi đó, trước kia bao nam sinh viên theo đuổi chị tôi, hoặc là không qua cửa chị tôi, hoặc không qua cửa bố tôi, anh là người đầu tiên qua cả hai cửa. Không ngờ anh có bản lĩnh này, chẳng qua cũng đừng vội mừng, nếu muốn làm anh rể thì phải qua cửa tôi nữa. Mặt Tào Thù Lê đỏ bừng giơ chân lên đá Tào Thù Quân. Em chạy xa một chút đi, cẩn thận không chị xử lý đó. Hạ Tưởng cười cười thản nhiên nói. Vừa lúc anh quen một người bạn đang xây dựng siêu thị, bài tập của em thì anh không đảm bảo nhưng đối với sự an toàn của bản thân em thì anh phụ trách được. Lời này Hạ Tưởng nói để Tào Vĩnh Quốc nghe. Tào Vĩnh Quốc cầm điện thoại, vừa ấn số vừa nói. Lê Nhi không được ăn hiếp Hạ Tưởng đó. Hạ Tưởng, cháu đừng có chiều Lê Nhi quá, đừng để nó chạy loạn. Con bé này rất, chú bảo lái xe đưa hai đứa đi. Tào Vĩnh Quốc bố trí lái xe đi theo thì một là tiện cho bọn họ đi lại, hai là cũng có ý giám sát. Dù sao cô con gái bảo bối đi theo Hạ Tưởng, ông lo lắng cũng là điều bình thường. Chẳng qua trong lòng Hạ Tưởng lại thầm kích động. Hôm nay chẳng những nói chuyện khá hợp với Tào Vĩnh Quốc, còn được mời ở lại ăn cơm. Tuy rằng có chút không hòa thuận với Tào Thù Quân nhưng một nhà bốn người thì có ba người có ấn tượng tốt đối với hắn. Nhất là Tào Thù Lê mượn cớ cùng đi với hắn. Dù cô bé này có ý đồ gì, chỉ riêng sự tin tưởng này đã làm hắn vui vẻ rồi. Có thể nói hắn đã thành công mở cánh cửa của nhà Tào Vĩnh Quốc. Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đi, Tào Thù Quân khinh thường nói. Bố, sao bố có thể để chị con đi cùng hắn? Tên đó tiền không có, địa vị không, chị con mà cùng đi với hắn thì quá mất mặt. Tào Vĩnh Quốc trầm giọng nói. Nói bậy gì hả, chị con và Hạ Tưởng chỉ là quan hệ bình thường. Con không được nghĩ lung tung. Đi chỗ khác, mau. Tào Thù Quân không sợ Tào Vĩnh Quốc, cười nói. Dù sao con mong chị lấy quan lớn, hoặc nhà giàu. Như vậy sau khi bố về hưu thì con cũng có ông anh rể giỏi giúp đỡ. Vương Vu Phân cười mắng. Con chỉ có như vậy thôi sao? Sao không nghĩ dựa vào chính mình? Tào Thù Quân đi về phòng. Dựa vào chính mình có phải mệt không ạ? Có ông bố tốt thì đỡ phải phấn đấu 20 năm. Có ông anh rể tốt sẽ đỡ phải phấn đấu thêm 20 năm, như vậy cả đời sẽ hạnh phúc mà. Tào Vĩnh Quốc và vợ nhìn nhau rồi đều lắc đầu bất đắc dĩ. Vương Vu Phân một mặt dọn ghế, một mặt nhìn Tào Vĩnh Quốc mà nói. Không ngờ thằng bé Hạ Tưởng này cũng được, em thấy Lê Nhi cũng muốn ở cạnh cậu ta. Thanh niên đi cùng thì có gì chứ, chỉ là tò mò và có ấn tượng tốt mà thôi. Hạ Tưởng cũng được, chẳng qua chỉ là xuất thân bình thường. Cậu ta không có suy nghĩ với Lê Nhi thì tốt, nếu có suy nghĩ thì phải cho cậu ta biết có một số việc là không thể. Em nói lão Tào, sao anh lại hám lợi như vậy? Vương Vu Phân suy nghĩ khá đơn giản, cho rằng chỉ cần con gái thích là được. Bà nghĩ hai người ở bên nhau thì quan trọng nhất là yêu nhau, những điều khác nói sau. Năm đó anh không phải cũng là thanh niên nghèo sao, lúc ấy em coi trọng anh, còn không phải do thấy anh thuận mắt và hiểu chuyện sao? Chuyện của Lê Nhi, anh đừng miễn cưỡng, để con tự chọn đi. Không được, Tào Vĩnh Quốc nghiêm túc nói. Trước kia chúng ta đã rất khổ, không thể để con chịu khổ theo. Hôn nhân của Lê Nhi không thể do con nó tự quyết định, phải do anh thay con chọn một người xứng đôi với nó. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Tào Vĩnh Quốc còn có một suy nghĩ không nói ra. Ông đồng ý để Tào Thù Lê đi cùng Hạ Tưởng thì tự nhiên có suy nghĩ của mình. Chẳng qua thời cơ chưa đến nên chưa thể cho ai biết. Xe của Tào Vĩnh Quốc là xe Audi, lái xe Lý Khiết Phu khoảng 35 tuổi, ít nói. Sau khi đón Hạ Tưởng và Tào Thù Lê liền hỏi địa điểm, sau đó im lặng lái xe. Tào Thù Lê và Hạ Tưởng ngồi ghế sau, cô mặc chiếc váy dài màu vàng, trên người là chiếc áo ngắn bó sát người trông vừa trẻ trung vừa quyến rũ. Bởi vì nói là đến công trường nên chân cô đi chiếc giày du lịch trắng. Chiếc tất dài đi trên chân làm Hạ Tưởng không thể rời ánh mắt. Nếu Tiếu Giai đẹp như hoa, Tào Thù Lê lại đẹp như ngọc, thuần khiết và trong trắng như ngọc. Ánh mắt cô như dòng suối, vẻ tươi trẻ, thêm mái tóc ngắn đúng là như một đóa hoa sơn trà trong gió. Tào Thù Lê cầm một chiếc bút vẽ một bức tranh vào sổ rồi đột nhiên ngẩng đầu hỏi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, bạn gái của anh có đẹp không? Hạ Tưởng không ngờ Tào Thù Lê im lặng một lúc mà lại mở miệng hỏi chuyện khó như vậy. Hắn nói, bạn gái lúc trước cũng đẹp, bạn gái sau đây thì chưa biết. Sao lại chia tay? Tào Thù Lê cắn đầu bút,
hai chiếc răng cửa của cô to hơn so với mấy chiếc răng khác một chút, có vẻ lộ ra nhưng lại rất ăn nhịp, khá thú vị. Tốt nghiệp xong thì được phân đến cơ quan khác nhau, khoảng cách khiến tình cảm xa lìa, tự nhiên mà chia tay. Hạ Tưởng không muốn nói nhiều về việc của Dương Bối. Hắn từng nghĩ Dương Bối sẽ chờ hắn 3 năm, không ngờ chỉ nửa năm cô đã chia tay. Chia tay cũng tốt. Tào Thù Lê nhìn thẳng vào mắt Hạ Tưởng, trong mắt có một tia khác lạ. Là cô ấy không nhìn xa, là cô ấy không có phúc. Hạ Tưởng, anh đừng buồn, anh nhất định có thể tìm được bạn gái tốt hơn cô ấy nhiều, xinh hơn cô ấy, dịu dàng hơn cô ấy, đáng yêu hơn cô ấy. Thấy Hạ Tưởng có vẻ bất đắc dĩ, Tào Thù Lê cẩn thận hỏi. Có phải anh vẫn đau lòng? Hạ Tưởng thấy vẻ mặt cô rất tò mò liền cười nói. Trẻ con không nên hỏi linh tinh, hơn nữa chuyện đã trôi qua, đàn ông cầm được thì cũng có thể buông ra. Ai mà nghĩ mãi đến chuyện quá khứ cơ chứ? Ai nhỏ, em đã 20 rồi, đã là người trưởng thành, anh chẳng qua chỉ hơn em 3 tuổi thôi mà, còn ra vẻ người lớn đối với em. Không nói cho em thì thôi, em cũng có thể tự yêu, tự mình cảm nhận, ai thèm. Tào Thù Lê nói với giọng nửa tức, nửa làm nũng. Lý Khiết Phu nhìn qua gương chiếu hậu, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Hạ Tưởng đoạt lấy quyển sổ trong tay Tào Thù Lê, nhìn rồi nói. Thù Lê, em học ngành gì? À, Tào Thù Lê giật mình kêu lên, vội vàng đoạt lấy quyển sổ trong tay Hạ Tưởng. Sao anh lại giật đồ của con gái như vậy? Không lễ độ gì cả. Tào Thù Lê kêu như vậy làm Lý Khiết Phu phanh gấp, xe lập tức dừng lại rồi tiếp tục đi tới. Y cũng ý thức đây chỉ là tiếng kêu hơi quá của mấy cô cậu sinh viên, cũng không có tình hình khẩn cấp gì. Y không khỏi lắc đầu tự cười giễu mình. Hạ Tưởng giơ tay vỗ vai Lý Khiết Phu rồi nói. Xin lỗi Lý đại ca, làm phiền anh. Lý Khiết Phu nhìn qua kính và cười cười với Hạ Tưởng. Không có gì, là tôi quá khẩn trương nên không kịp có phản ứng. Trong lòng y lại nghĩ thanh niên này là ai mà lễ độ như vậy, bảo sao lại được Tào Thù Lê thích. Hạ Tưởng vừa nãy chỉ là vô thức làm như vậy, hắn không ngờ Tào Thù Lê lại có phản ứng mạnh đến thế. Hắn không thấy rõ trong sổ vẽ gì. Chẳng qua mặt Tào Thù Lê đỏ lên làm hắn đoán đây có thể là nhật ký của cô, viết mấy chuyện riêng nên cười cười xin lỗi. Nói thật một chữ anh cũng không thấy, em có thể yên tâm. Yên tâm cái gì, hừ, dù sao bên trên cũng không có gì cả, cũng không viết về anh. Tào Thù Lê đây là không đánh mà tự khai, mặt càng đỏ hơn. Cô vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài nhưng lại sợ Hạ Tưởng nghĩ nhiều nên Lý Nhi nói. Cũng không viết gì về anh. Mà là tìm được mấy ưu điểm của anh, em ghi vào, về sau tìm bạn trai sẽ lấy anh làm tiêu chuẩn để tìm bạn trai hơn anh gấp 100 lần. Ưu điểm của anh là con số 0, 100 lần cũng là 0. Em tìm một bạn trai không có ưu điểm thì quá dễ. Hạ Tưởng cố ý trêu Tào Thù Lê. Tào Thù Lê nghiến răng nghiến lợi nói. Anh không phải dùng cách đánh giá thấp mình như vậy để chủ ẻo em không tìm được hạnh phúc đó chứ. Đồ xấu xa. Không lâu sau đã đến công trường siêu thị Giai Gia. Hạ Tưởng bảo Lý Khiết Phu đỗ xe ở ngoài, bởi vì vấn đề an toàn nên công trường bình thường không cho xe không có nhiệm vụ đi vào. Lý Khiết Phu xua tay nói không cần, sau đó dùng tay chỉ vào tờ giấy thông hành phía trước, trong đó có một tờ giấy thông hành của Sở Xây Dựng Đô Thị Tỉnh Yến, lại chỉ vào tờ thông báo tiến độ của công trường. Là do công ty xây dựng số 2 thi công, là đơn vị cấp dưới của Sở. Hạ Tưởng không nhịn được cười cười. Vì sao hắn lại quên việc này, đây là xe của giám đốc Sở Xây Dựng Đô Thị, các công ty xây dựng trong toàn tỉnh sao không nể mặt. Chương 22, vô ý mượn thế. Quả nhiên bảo vệ thấy biển số xe liền lập tức cho vào, xe Audi chạy đến cửa phòng giám sát, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê xuống xe, hắn ném cho Lý Khiết Phu một bao thuốc rồi nói. Lý đại ca vất vả rồi, anh đi dạo một chút, tôi và Thù Lệ vào xem hiện trường. Lý Khiết Phu có thể làm lái xe cho Tào Vĩnh Quốc, đương nhiên cũng có ánh mắt. Tuy không rõ quan hệ giữa Hạ Tưởng và Tào gia là gì, nhưng giám đốc Tào nếu đồng ý để cô con gái bảo bối đi cùng Hạ Tưởng thì quan hệ không bình thường. Lại nói Hạ Tưởng rất lễ phép làm y có ấn tượng tốt thì sao có thể không biết xấu hổ cầm lấy thuốc. Lý Khiết Phu muốn trả lại. Hạ Tưởng không cho y cơ hội, cười cười xua tay rồi rời đi. Hạ Tưởng đi vài bước rồi nhỏ giọng nói. Thù Lệ. Bàn với em một chút, chờ lát nữa trước mặt người ngoài em đóng làm bạn gái anh, được không? Tào Thù Lê ôm sổ trước ngực,
Đôi môi đỏ chu lên, khó hiểu hỏi. Sao em cảm thấy đứng trước mặt mình là con sói nhỉ? Em rất muốn biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Hạ Tưởng đành phải nói dối. Có bạn học cùng học đại học của anh làm kỹ thuật viên ở đây, lúc thấy mặt liền cười anh bị bạn gái bỏ. Đàn ông ai chẳng sĩ diện, nếu anh đưa bạn gái tới thì sẽ ngăn được mấy cái mồm xấu xa kia. Tào Thù Lê lộ rõ vẻ vui mừng nói. Ý anh là em còn xinh hơn bạn gái trước đây của anh. Hình như xinh hơn một chút. Vì làm cho Tào Thù Lê đồng ý, Hạ Tưởng đành phải nói quá sự thật. Trên thực tế theo hắn thấy Tào Thù Lê dù xinh hơn Dương Bối một chút nhưng Dương Bối cũng là người đẹp hiếm có. Anh nói không tính, nếu gặp bạn học của anh, từ miệng y nói ra mới càng đáng giá. Cái này hay đó, em đồng ý. Tào Thù Lê đóng vai rất nhanh, liền khoác tay Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vội vàng nhìn thì may là Lý Khiết Phu đã đi đâu đó. Hắn biết nếu Lý Khiết Phu biết thì nhất định Tào Vĩnh Quốc sẽ biết. Giám đốc phụ trách thi công hạng mục xây dựng siêu thị Giai Gia là giám đốc công ty con của công ty xây dựng số 2 tên là Lý Hồng Giang. Sáng hôm nay Lý Hồng Giang đến công trường, biết công trình còn một khoản tiền chưa lĩnh liền có chút tức giận, vì thế y gọi tất cả đốc công lại họp gấp. Trong cuộc họp có hai điểm, một là đình công, hai là không có chỉ thị của hắn thì không ai được làm tiếp. Ai không nghe theo thì lập tức đuổi. Năm 1998, thị trường xây dựng không phải là thị trường mua bán như sau này, công ty xây dựng đối mặt với bên thuê thì lưng có thể ưỡn thẳng, cũng có thể đưa ra yêu cầu bên thuê trả tiền đúng hạn, nếu không sẽ lấy cách đình công mà uy hiếp. Vài năm sau công ty xây dựng vì tranh đoạt thị trường có hạn nên dùng đến mọi biện pháp. Cuối cùng phát triển đến mức độ chỉ cần có công trình thì công ty xây dựng sẽ nhận, thậm chí san nền hay xây 3 tầng đều được. Vì thế khiến cho sự cạnh tranh quyết liệt trong ngành xây dựng, làm cho một loạt công ty xây dựng đóng cửa, vì thế mới sinh ra các công trình hủ bại. Đồng thời cũng khiến cho ngành bất động sản trở nên hút khách. Chỉ cần có bản lĩnh lấy được đất thì sẽ tìm được công ty xây dựng, để công ty xây dựng bỏ tiền ra trước xây nhà rồi trả tiền, sau đó lấy một khoản tiền từ ngân hàng, rồi tiếp tục xây nhà mới, cứ tiếp tục như vậy thì chỉ cần vài mảnh đất làm thành chùm bất động sản. Lý Hồng Giang là giám đốc công ty con của công ty xây dựng số 2, ít nhiều cũng là lãnh đạo. Y dục Phùng Húc Quang 3 lần nhưng không lấy được tiền thì rất mất mặt. Vì tỏ ra chút quyền lực của lãnh đạo để Phùng Húc Quang biết ai mới là người định đoạt, y liền quyết định tỏ vẻ uy phong. Y biết thái độ của mình rất nhanh sẽ đến tai Phùng Húc Quang. Sau khi ra tay, Lý Hồng Giang từ trong văn phòng đi ra. Từ xa nhìn thấy cửa văn phòng Phùng Húc Quang đang đóng chặt, không chút động tĩnh. Y cười lạnh một tiếng, lúc này còn có thể nhịn được, công trình dừng lại, chậm ngày khai trương của siêu thị thì xem ai sốt ruột, xem ai chịu tổn thất lớn hơn. Cả siêu thị Giai Gia chiếm diện tích 60 mẫu, trong đó kiến trúc chính là 15 mẫu, còn lại là mấy công trình phụ thuộc như điều hòa trung ương, bãi đỗ xe và kho hàng. Tất cả công trình đều được một bức tường vây quanh, bên thuê cũng chính là siêu thị Giai Gia có một văn phòng đơn giản ở công trình. Bên thi công cũng chính là công ty xây dựng số 2 có văn phòng đơn giản ở đây, ở hai bên phân biệt ở trên công trường, xa xa nhìn đối mặt nhau. Mấy lần Phùng Húc Quang đùn đẩy làm Lý Hồng Giang rất giận. Y không buồn tìm đối phương để cãi cọ, lập tức đình công để xem đối phương dám đùn đẩy nữa không. Lý Hồng Giang cũng mặc kệ Phùng Húc Quang có tiền thật hay không. Không tiền thì không xây dựng, không tiền đừng chơi bất động sản. Bỗng nhiên, ánh mắt Lý Hồng Giang dừng lại trên xe Audi dừng trước văn phòng Phùng Húc Quang. Bởi vì cách khá xa, y không thấy rõ biển số xe, chỉ mơ hồ thấy sau chữ Yến A là hai số 0, sau đó là ba con số. Ba con số này là mấy, y mở to mắt ra không dám xác định đó có phải là một không. Y không nhịn được, và rất khó chịu. Có xe Audi không đáng gì, người có tiền cũng nhiều mà. Nhưng biển số xe lại Yến A 00XX thì rất ít. Bởi vì có thể có biển này chỉ là mấy trăm xe, đều là nhân vật có đầu có mặt, rất có thể là lãnh đạo các sở trên tỉnh. Chẳng lẽ Phùng Húc Quang mời được nhân vật lớn nào? Lý Hồng Giang không dám chắc, trong lòng không nhịn được lo lắng chẳng may chọc vào nhân vật không thể trêu được. Y chỉ là giám đốc một công ty con, còn đến độ không thể con hơn, một câu nói của người ta là cắt đứt tiền đồ của y. Nghĩ như vậy, y từ từ đi đến gần xe Audi. Chờ khi y đến gần và thấy rõ biển số xe thì kêu lên sợ hãi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thì ra là xe của giám đốc Tào. Xe giám đốc Tào sao dừng trước văn phòng Phùng Húc Quang.
Chẳng lẽ Phùng Húc Quang biết giám đốc Tào? Không thể, y nếu có quan hệ với giám đốc Tào thì còn bị một giám đốc công ty con như mình làm khó sao? Nếu là thị trưởng hoặc lãnh đạo khác của sở đến, Lý Hồng Giang không lo như vậy. Tốt xấu y cũng gặp nhiều người, nếu thực sự có lãnh đạo nói giúp Phùng Húc Quang, y cũng có nhiều lý do lấy cớ. Ví dụ như tài chính khó khăn, không có tiền từ chủ đầu tư thì không thể nào ăn nói với công nhân, không có tiền không mua được vật liệu xây dựng. Một loạt khó khăn khiến lãnh đạo cũng biết không phải y gây khó dễ. Nói lý thì Lý Hồng Giang cũng là người có bản lĩnh, nếu không thì y cũng không thể lên chức giám đốc công ty. Nhưng nếu thực sự là giám đốc Tào thì y không dám nói dối một câu. Không chỉ bởi vì giám đốc Tào cũng xuất thân trong ngành xây dựng, hơn nữa tổng giám đốc công ty xây dựng số 2 Đỗ Đồng Xuân do một tay giám đốc Tào đề bạt. Có thể nói là người của giám đốc Tào, mà y chỉ là người của Đỗ Đồng Xuân. Như vậy tính ra y coi như là người của giám đốc Tào. Nếu đúng thực có lời nói của giám đốc Tào, đừng nói không tiền, chính là có tiền cũng phải ra vẻ không cần tiền, sau đó dù không có khó khăn cũng phải tạo ra một loạt khó khăn cuối cùng vượt qua tình hình khó khăn, rồi cam đoan với giám đốc Tào đảm bảo chất lượng công trình, và hoàn thành đúng hạn. Nếu giám đốc Tào nhớ hắn, vị trí phó tổng giám đốc công ty xây dựng số 2 không chừng có hy vọng. Lý Hồng Giang càng nghĩ càng hưng phấn. Y xoa xoa hai tay rồi chạy đến trước xe Audi, chuẩn bị hỏi lái xe Lý Khiết Phu để tìm hiểu tin tức. Khác với Lý Hồng Giang đang rất hưng phấn thì Phùng Húc Quang bây giờ lại đau đầu. Y không ngừng gọi điện thì kết quả đều là không có tiền. Y cũng biết rất nhiều bạn không phải không có tiền, không muốn cho y mượn là vì thấy siêu thị của y không có tương lai tốt. Thành phố Yến là thành phố mới phát triển, tuy rằng là tỉnh thành nhưng thu nhập của dân không cao, sức tiêu thụ có hạn. Y xây dựng siêu thị lớn như vậy, theo nhiều người thấy chỉ có đường chết. Ai cũng không muốn mình cấp tiền cho hạng mục thất bại cả. Phùng Húc Quang đang không còn cách nào và cũng nghĩ tới Hạ Tưởng. Chẳng qua theo y thấy Hạ Tưởng giống một thằng đang dở trò, dọa mình, muốn mình có ấn tượng tốt. Nếu muốn đối phương giải quyết lỗ thủng 1 triệu thì khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Cho dù y đúng là đang rất lo lắng nhưng cũng không đến mức mất mặt nhờ sinh viên vừa tốt nghiệp. Phùng Húc Quang bỏ điện thoại xuống mà rất bực mình chuẩn bị sang công trường, xem có thể thuyết phục Lý Hồng Giang hay không, cho y 1 tháng để quyên tiền. Thực ra cũng có người bạn nói muốn cho y vay 1 triệu qua cửa khó nhưng điều kiện là 20% cổ phần, làm y mắng tên kia là đồ lang sói, uổng là bạn tốt nhiều năm, không ngờ nhân lúc người ta cháy nhà mà hôi của. Phùng Húc Quang mở cửa không ngờ thấy xe Audi dừng ở cửa khiến y ngẩn ra. Lại nhìn biển số xe. Y không khỏi thầm nói vị lãnh đạo kia sao lại đột nhiên đến kiểm tra hạng mục siêu thị Giai Gia, sao không ai thông báo với mình. Đang khi khó hiểu thì chợt nghe đến giọng nói nhiệt tình, thân thiết của Lý Hồng Giang truyền tới. Tổng Giám Đốc Phùng, tôi nói Tổng Giám Đốc Phùng, anh biết Giám Đốc Tào từ bao giờ vậy? Anh đúng là không tốt rồi, nếu biết Giám Đốc Tào thì sao không nói tôi 1 tiếng, sợ tôi không đảm bảo chất lượng công trình nên giấu nhẹm sao? Phùng Húc Quang gãi đầu. Hôm nay sao vậy? Chương 23, cái ôm âu yếm và ánh mắt thoáng nhìn. Siêu thị không giống nhà bình thường cũng là 2-3 tầng, kết ấu dài, thi công cũng không phức tạp, chủ yếu là giá trị xây dựng cao, toàn bộ đều là xi măng và thép. Siêu thị Giai Gia có 3 tầng, bây giờ 2 tầng đã xong, tầng 3 đang dựng khung. Bởi vì Lý Hồng Giang ra lệnh đình công nên công nhân tầng 3 đang túm tụ ngồi dưới bóng râm nói chuyện. Tào Thù Lê muốn lên tầng 2 quan sát, còn muốn lên cả giàn giáo thì bị Hạ Tưởng ngăn lại. Đúng là không biết nói em như thế nào nữa. Em mặc váy thì có thể đứng trên giàn giáo sao? Tào Thù Lê không suy nghĩ mà nói. Sao không thể? Giàn giáo không giống cầu thang, bên dưới có thể nhìn lên trên, mặc váy đứng trên thì. Hạ Tưởng không tiện nói thẳng, nếu không nghe ra sẽ giống như trêu chọc Tào Thù Lê. Không biết Tào Thù Lê có hiểu không nhưng mặt cô đỏ bừng, nhìn quanh rồi nhỏ giọng nói. Công nhân cũng không ở đây, em lên tầng, anh ở dưới canh chừng cho em. Đề phòng tiểu nhân không đề phòng quân tử, nói vậy coi Hạ Tưởng là quân tử sao? Hạ Tưởng không biết may mắn vì được Tào Thù Lê tin, hay nên xấu hổ vì Tào Thù Lê bỏ qua hắn cũng là một thân nam tử. Tóm lại một người đẹp không đề phòng mình cũng không phải việc xấu mà. Hạ Tưởng nhìn quanh thì thấy công nhân đều ở rất xa, không ai ở đây ngăn bọn họ. Có lẽ theo bọn họ thấy chỉ cần có thể vào công trường là lãnh đạo, đều có thể quản lý bọn họ, vì thế không ai chủ động tiến lên để mà chịu ăn chửi.
Được rồi, em lên rồi, anh đừng giả vờ nhìn quanh nữa, mau lên đi. Tào Thù Lê ở trên tầng hưng phấn vẫy vẫy Hạ Tưởng, một tay còn túm váy giống như sợ bị lộ vậy. Muốn xem đã sớm nhìn rồi, bây giờ còn ra vẻ túm chặt váy không bỏ, cô bé này thú vị đây. Hạ Tưởng cười cười một tiếng rồi trèo lên mái tầng 2. Hắn nói với Tào Thù Lê. Cứ đòi được lên tầng trên, em không sợ phơi nắng làm đen sao? Tuy bây giờ là 2-3 giờ chiều nhưng thời tiết tháng 6 rất nắng, đâm thẳng vào mắt. Trên mái nhà không có chỗ che, hai người đứng dưới ánh nắng mặt trời, trong chốc lát liền có cảm giác nóng rát khó chịu. Hạ Tưởng đứng ngay cạnh Tào Thù Lê, dưới ánh mắt trời vừa vặn có thể nhìn rõ mặt cô, nhìn rõ từng chiếc lông tơ trên cổ, càng thấy làn da cô rất mịn và trắng. Một mùi hương nhàn nhạt mang theo hơi nóng từ cô truyền tới, nó như mùi hoa lan thơm ngát, làm người ta cảm thấy cô gái trước mặt xinh như đóa sơn trà, đẹp tựa ánh trăng. Trong lúc nhất thời, Hạ Tưởng nhìn đến ngẩn ra, không chú ý đến bàn chân đã bước ra khỏi giàn giáo, người nghiêng thẳng về phía trước, tay đưa ra muốn túm gì đó. Một tay ôm Tào Thù Lê vào lòng không kịp thu lại, kéo cô về trước 2 bước. Hai người ngã xuống cùng nhau, may là bên cạnh có cây cột thép, hắn giơ tay túm lấy nên mới ngừng lại. Chẳng qua tay kia đã đưa ra sau lưng Tào Thù Lê, ôm chặt cô vào trong lòng. Tào Thù Lê đầu tiên khẽ kêu một tiếng, sau đó mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Nhưng cô không giống Hạ Tưởng túm lấy gì đó mà dùng hai tay ôm chặt lấy Hạ Tưởng, dán sát người vào lòng hắn giống như chỉ ôm chặt hắn là sẽ không sao. Chẳng qua do dùng sức quá mạnh nên hai bên ngực cô bị đè đến đổi hình, hoàn toàn chạm vào ngực Hạ Tưởng như chiếc bánh bao mềm vậy. Hạ Tưởng thầm kêu nguy hiểm, hắn lấy lại bình tĩnh thì cảm nhận trước ngực rất mềm mại, lại thấy Tào Thù Lê như đứa trẻ bị sợ, hai tay ôm eo hắn, dường như đã dùng hết sức khiến hắn thiếu chút nữa không thở nổi. Mùa hè mặc ít quần áo, hắn có thể cảm nhận rõ sức nóng trong lòng ngực, xuyên qua hai làn áo, thấm vào người Hạ Tưởng, giống như hai người đang trần truồng vậy. Tào Thù Lê nhắm mắt lại, đôi mi dài không ngừng run run, không biết vì sợ hay kích động, hai người rất mập mờ ôm nhau, Tào Thù Lê vừa lúc cao đến mũi Hạ Tưởng, hắn vừa cúi đầu liền từ cổ cô thấy đến hông, sau lưng trắng nõn như bờ cát làm người ta lưu luyến không muốn rời mắt. Đàn ông bị kích động chủ yếu là do thị giác và xúc giác, xem và sờ là dễ làm người ta ham muốn nhất. Bây giờ Hạ Tưởng chẳng những nhìn còn ôm Tào Thù Lê vào ngực, mũi ngửi mùi hương cơ thể của Tào Thù Lê, là một người đàn ông bình thường nếu không có phản ứng thì ngược lại sẽ là không bình thường. Hắn đột nhiên cảm thấy bên dưới bụng nóng lên, sau đó có phản ứng. Ôm chặt như vậy, gần như vậy, hắn vừa có phản ứng thì Tào Thù Lê biết ngay. Hạ Tưởng thầm mắng mình không khống chế được bên dưới. Đây là chỗ nào, không nói bên dưới có 100 công nhân, cách đó không xa là văn phòng thì cũng có lái xe của giám đốc Tào là Lý Khiết Phu lúc nào cũng phải mở to mắt, bất cứ động tác nào đều báo cáo với giám đốc Tào. Hắn khẽ đẩy Tào Thù Lê ra thì thấy cô bé không nhúc nhích, cổ đỏ ửng. Hạ Tưởng bất đắc dĩ, xấu hổ cũng phải buông ra, không thể cứ ôm mãi như vậy chứ. Hắn khẽ vỗ vỗ lưng Tào Thù Lê, nhỏ giọng nói. Mùa hè rất nóng. Chờ mùa đông hai người ôm nhau sưởi ấm mới lãng mạn, bây giờ gọi là đốt người. Tào Thù Lê, phì, một tiếng đẩy Hạ Tưởng ra, cười mắng. Em không ôm anh, lúc ấy khẩn cấp nên dù là cây cột em cũng ôm, nếu không ngã xuống sẽ rất đau. Anh nhớ kỹ, em vừa nãy ôm cột, nghe thấy không? Không được nghĩ linh tinh, cũng không được có suy nghĩ khác. Nếu không em cho anh biết mặt. Tào Thù Lê uy hiếp không có tác dụng mà làm người ta thấy như cô đang làm nũng. Hạ Tưởng thấy cô như vậy liền trêu. Hình như vừa nãy anh mới là người bị động, nói suy nghĩ linh tinh phải là em mới đúng. Không thừa nhận việc em không dựa vào anh thì sẽ ngã sấp xuống thì thôi, đúng làm người tốt khó thật. Tào Thù Lê trợn to mắt nói. Rõ ràng anh không cẩn thận mà ngã, may là em kịp thời cản lại nếu không bây giờ anh đã ngã xuống mặt đất. Ơn cứu mạng không báo còn đổi trắng thay đen. Sớm biết vậy người ta không để ý đến anh, cho anh ngã dập mặt. Vậy sao sau khi anh đứng vững một hồi rồi mà em vẫn ôm anh, có ý gì thế? Tào Thù Lê lúc này trông rất đáng yêu, Hạ Tưởng không nhịn được trêu cô. Anh còn không biết xấu hổ, anh ôm người ta trước, làm em quá sợ, em mượn anh ôm một chút thì có gì không được. Hơn nữa anh là đàn ông sao lại nhỏ mọn như vậy, quá đáng. Tào Thù Lê tức giận như đứa bé mất món đồ chơi vậy. Hạ Tưởng cười nói. Được rồi, sợ em. Nếu em thấy ôm anh rất ấm,
có thể dựa vào thì lúc nào cũng chào đón em. Vậy còn được. Tào Thù Lê tự cho là đánh bại Hạ Tưởng, nhưng ngay khi chút hưng phấn còn chưa mất thì cô đã thấy không đúng, vội vàng kêu lên. Hạ Tưởng giỏi đó, anh dám nói xấu em, dám nói xấu sự trong sạch của em. Là anh chủ động ôm em trước, ai thèm thích dựa vào lòng anh. Anh. Hai người nói chuyện trêu chọc vài câu và không thấy xa lạ. Hạ Tưởng đã trải qua 12 năm nên không khỏi thầm than tuổi trẻ quá tốt, càng không phải nói Tào Thù Lê rất ngây thơ. Không lâu sau Tào Thù Lê đã vui vẻ, trong tay cầm sổ không ngừng đi lại trên tầng 3. Gió thổi phất phơ làm váy tung bay như con bướm. Vẽ qua bản đồ công trình, Tào Thù Lê gập sổ lại rồi nghiêm túc nói. Công việc của em xong rồi, bây giờ xuống thôi. Nắng quá, ở lâu thì đen mất, không đẹp. Hạ Tưởng xuống trước, sau đó đứng ở một bên cầu thang để phòng công nhân đột nhiên xuất hiện, cũng vì đề phòng việc đột nhiên xảy ra. Tào Thù Lê một tay túm váy, một tay giữ cầu thang và gọi Hạ Tưởng. Này này, nói anh đó, đừng nhìn trộm, nghe không? Hạ Tưởng nghiêm túc nói. Em yên tâm, anh không có hứng thú với cô bé. Tào Thù Lê trầm giọng nói. Hạ Tưởng, anh coi thường người ta. Anh nhìn coi, trên người em có chỗ nào chưa phát dục đủ, anh nhìn chỗ nào không hoàn hảo. Cô bé, như vậy mà anh cũng có thể nói ra. Em sao giống cô bé chứ? Hạ Tưởng không biết nói gì. Tào Thù Lê nói đúng là đủ ghê, hắn không dám tiếp lời. Tào Thù Lê trèo xuống vài bước không thấy Hạ Tưởng trả lời liền quay đầu nhìn. Không ngờ tuột tay nên cô kêu thảm một tiếng, hai tay giữ chặt cầu thang không dám bước. Hạ Tưởng vội vàng trèo lên, ngẩng đầu hỏi. Có sao không, có cần anh đỡ em không? Đập vào mắt hắn là đôi chân thẳng tắp thon dài rất cân đối. Đôi chân mượt mà, gợi cảm, bên trên là chiếc mông tròn, bên trong là chiếc quần lót màu trắng. Hạ Tưởng liếc cái là thấy trên quần lót của Tào Thù Lê còn có con thỏ trong phim hoạt hình, con thỏ có hai tai lớn vừa vặn ở hai bên mông. Cuối cùng vẫn lộ ra, Hạ Tưởng đột nhiên có suy nghĩ kỳ quái, cũng may chỉ là do hắn thấy. Hắn giả vờ không thấy gì cả mà nhìn sang chỗ khác. Thấy Tào Thù Lê bước từng bước một xuống liền đưa tay đỡ cô. Tào Thù Lê vỗ vỗ tay, không nhìn vẻ niềm nở của Hạ Tưởng, cô nhìn quanh mà cười nói. Việc của em xong rồi, đi gặp bạn học của anh thôi. Em muốn xem ánh mắt anh tốt, hay mắt người đó tốt. Chương 24 Các bên gặp mặt với tâm tư khác nhau. Hạ Tưởng cũng không có bạn học nào ở công trình này, hắn bảo Tào Thù Lê giả vờ làm bạn gái của mình là có ý đồ, chẳng qua không tiện nói rõ nên lập lờ nói. Kệ hắn, giờ có việc khác là đi gặp người quan trọng. Vậy sao cần em giả bạn gái? Tào Thù Lê có chút khó chịu hỏi. Tùy ý em thôi. Hạ Tưởng trêu, miễn sau này Tào Thù Lê nhớ đến và giận vì hắn lợi dụng cô. Cho nên hắn cho cô quyền lựa chọn. Tào Thù Lê không hề do dự mà khẽ khoác tay Hạ Tưởng. Trò hay như vậy, vừa lúc lại để em gặp phải, nếu không tham gia thì không phải tính cách của em. Đi, xem ai sợ ai. Hạ Tưởng thấy Tào Thù Lê dán sát mình nên cười khổ trong lòng, giả vờ một chút thì cũng không cần thân mật chứ. Ai sợ ai, hắn đúng là sợ Lý Khiết Phu thấy được sẽ nói lại với Tào Vĩnh Quốc. Nếu chẳng may Tào Vĩnh Quốc có suy nghĩ khác đối với hắn. Vậy thì bao cố gắng tạo ấn tượng tốt với Tào gia sẽ bay biến. Không thể rút khỏi tay Tào Thù Lê, hắn đành thầm hy vọng Lý Khiết Phu không ở văn phòng của Phùng Húc Quang. Đáng tiếc hy vọng của Hạ Tưởng đã thất bại, Lý Khiết Phu chẳng những ở văn phòng của Phùng Húc Quang, còn bị Phùng Húc Quang và Lý Hồng Giang vây quanh. Hai người một bưng trà, một đưa khói như tiếp lãnh đạo. Chẳng qua Lý Khiết Phu dù uống trà hút thuốc nhưng luôn tỏ vẻ không biết với những gì Phùng Húc Quang và Lý Hồng Giang hỏi. Tổng Giám đốc Phùng, Giám đốc Lý, hai vị đừng ép tôi. Tôi chỉ đưa con gái Giám đốc Tào đến công trường mà thôi, về phần thanh niên đi cùng có quan hệ gì với cô thì tôi không biết. Tôi là lái xe, chỉ chú ý lái xe, không nên hỏi vấn đề không nên hỏi. Thực ra hai người Phùng Húc Quang và Lý Hồng Giang cũng rõ dù Lý Khiết Phu có biết con gái Giám đốc Sở Sao đến công trường siêu thị dai ra thì nhất định cũng không nói với bọn họ. Phùng Húc Quang và Lý Khiết Phu không quen nên không nói gì. Lý Hồng Giang ỉ vào mấy lần uống rượu với Lý Khiết Phu nên quen hơn, liền tìm mọi cách hỏi. Lý Khiết Phu không mắc mưu, uống trà, hút thuốc nhưng cười hì hì đi vòng vo với Lý Hồng Giang. Lý Khiết Phu đưa hai người Hạ Tưởng tới, biết rõ Giám đốc Tào bảo y đến là lưu ý hành động hai người này. Nhưng y thấy Hạ Tưởng trầm ổn có thể tin,
lại thấy thái độ của Tào Thù Lê với Hạ Tưởng không bình thường, trong lòng liền có suy nghĩ và quyết định đi quanh, lúc về báo cáo với giám đốc Tào tất cả bình thường là được. Y thậm chí còn nghĩ Hạ Tưởng cũng được, rất biết điều, không chừng giám đốc Tào thích thì mình sao phải làm việc thừa. Việc nhà giám đốc Tào là tốt hay xấu đều không thể do y, cho nên không thấy thì không để ý. Cho nên Lý Khiết Phu quay người đi đến siêu thị, vòng vo nửa ngày về thì bị Lý Hồng Giang túm lấy. Lý Hồng Giang đã truy hỏi Phùng Húc Quang một hồi mà không hỏi ra Phùng Húc Quang có quan hệ gì với giám đốc Tào. Phùng Húc Quang cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chờ Lý Khiết Phu vừa về, Lý Hồng Giang mới biết hóa ra giám đốc Tào không đến, chỉ điều xe tới mà thôi, hơn nữa không phải đến vì Phùng Húc Quang. Trong lòng y coi như yên tâm, cũng lạnh nhạt với Phùng Húc Quang và chỉ cố lấy lòng Lý Khiết Phu. Lý Khiết Phu biết xe Audi bên ngoài là xe chuyên dùng của giám đốc sở xây dựng đô thị Tào. Tuy y không biết giám đốc Tào nhưng cũng biết giám đốc Tào quyền cao chức trọng, nếu Lý Khiết Phu là lái xe của người này thì cũng không dám sơ sót, vội vàng mời vào văn phòng, cười cười lấy lòng. Ba người có suy nghĩ khác nhau, nhất là Lý Hồng Giang cảm thấy khá lo lắng, thật không rõ con gái giám đốc Tào sao lại đến công trình siêu thị Giai Gia, hay là đến làm đồ án nhỉ. Suy nghĩ của lãnh đạo phải cân nhắc thật kỹ, nếu không làm mất lòng lãnh đạo thì chỉ cần một câu thôi cũng làm cho y mất tiền đồ thì nguy. Y suy nghĩ mãi, thấy Phùng Húc Quang cũng có vẻ khó hiểu thì càng thêm lo lắng, càng thêm cung kính với Lý Khiết Phu. Tuy Lý Khiết Phu chỉ là lái xe nhưng lại là thân tín của giám đốc Tào, mỗi ngày ở bên giám đốc, cho dù y không mở miệng nói lung tung nhưng lúc cục trưởng vui vẻ, Lý Khiết Phu như vô tình nhắc đến tên mình, làm giám đốc Tào nhớ ba chữ, Lý Hồng Giang, thì là thành công quá lớn. Lý Hồng Giang càng nghĩ càng kích động, trước đây đã uống với Lý Khiết Phu. Mặc dù chỗ đông người nhưng hôm nay gặp mặt vẫn nói chuyện được. Y đang suy nghĩ xem nên làm như thế nào mới mời được Lý Khiết Phu đi uống rượu vào tối nay. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Hồng Giang, y có chút tức giận vừa định mắng kẻ gõ cửa thì lời ra tới miệng lại phải ngậm vào, cảm thấy rất khó chịu. Y đứng dậy ra mở cửa thì thấy một nam, một nữ như sinh viên. Y cũng không nghĩ nhiều, tưởng là sinh viên học viện kiến trúc đến xin thực tập liền tức giận nói. Các người là ai, có việc gì? Hạ Tưởng không biết Lý Hồng Giang, chẳng qua thấy y đội mũ bảo hiểm màu đỏ mũ mà lãnh đạo hay đội liền cũng đoán được vài phần. Hắn cười nói, tôi tìm Tổng Giám Đốc Phùng, cô ấy tìm bác Lý. Lý Khiết Phu từ phía sau Lý Hồng Giang tiến lên, gật đầu với Hạ Tưởng rồi mặt mày nhã nhặn cười nói với Tào Thù Lê. Thù Lê, làm xong bài chưa? Có thể về được chưa? Tào Thù Lê rất khó chịu nhìn Lý Hồng Giang rồi cùng Hạ Tưởng vào phòng, cô gập quyển sổ trong tay lại nói. Chú Lý lên xe chờ cháu một chút. Lý Khiết Phu ừ một tiếng rồi gật đầu với Lý Hồng Giang và Phùng Húc Quang, sau đó vỗ vỗ vai Hạ Tưởng, cười cười ra ngoài. Tào Thù Lê bị ánh nắng làm mặt đỏ hồng như hoa đào, cô trợn to mắt không có chút sự uy hiếp mà còn lộ rõ vẻ ngây thơ. Nhưng trong mắt Lý Hồng Giang lại như chậu nước đá từ trên trời rơi xuống. Làm y sợ hãi, lạnh đến thấu xương. Xong rồi, không ngờ người trước mặt là con gái của giám đốc Tào. Mình sao ngu như vậy, sao lại dốt đến như vậy. Cả nửa ngày chỉ nghĩ làm thế nào để nịnh bợ Lý Khiết Phu, không ngờ chưa lấy lòng được lái xe lại làm mất lòng cô con gái của giám đốc sở. Ai chẳng biết con gái bây giờ rất hẹp hòi, cô ta mà nói xấu mình trước mặt giám đốc Tào, vậy mình xong rồi. Trong nháy mắt, Lý Hồng Giang như rơi vào hố băng. Không biết nói gì, ngồi ngẩn ra đó một lúc mới lấy lại tinh thần. Y vội vàng đi lên cười cười lấy lòng nói với Hạ Tưởng. Bạn học này, vừa nãy xin lỗi, tôi nói hơi quá, không phải nhằm vào hai người. Tôi xin lỗi. Lý Hồng Giang không dám chọc vào Tào Thù Lê, thấy Hạ Tưởng đi cùng cô liền nghĩ tới việc đi vòng cứu nước nên chủ động tiếp cận Hạ Tưởng. Hạ Tưởng sao không hiểu ý của Lý Hồng Giang, hắn đưa tay ra nói. Làm quen chút. Tôi là Hạ Tưởng. Phùng Húc Quang thấy Hạ Tưởng không ngờ xuất hiện nên khá giật mình. Lại thấy hắn có quan hệ thân với con gái giám đốc sở như vậy liền đi lên nói. Tiểu Hạ, cậu tới sao không báo tôi, còn muốn làm tôi ngạc nhiên sao? Lý Hồng Giang đổ mồ hôi, sao quan hệ lại phức tạp như vậy? Phùng Húc Quang vừa nãy còn nói không biết giám đốc Tào, không có quan hệ với giám đốc Tào, bây giờ sao lại quen Hạ Tưởng? Mà Hạ Tưởng này lại đi cùng cô con gái của giám đốc Tào, là như thế nào? Y bắt tay Hạ Tưởng rồi thân thiết nói. Tôi là Lý Hồng Giang,
giám đốc chi nhánh của công ty xây dựng số 2, rất vui được gặp cậu. Phùng Húc Quang cười nói. Tiểu Hạ, giới thiệu một chút, đây là... Y nhìn Hạ Tưởng đầy ẩn ý. Tào Thù Lê đứng cạnh quạt rồi đi tới trước một bước cầm tay Hạ Tưởng, ngọt ngào nói. Tôi là Tào Thù Lê, tạm thời, là bạn gái của Hạ Tưởng. Phùng Húc Quang rất vui mừng, nụ cười trên mặt Lý Hồng Giang càng tăng hơn, vội vàng rót nước mời Hạ Tưởng và Tào Thù Lê, cũng không để ý mình không phải là chủ văn phòng này. Tào Thù Lê nói một câu rồi không nói gì nữa, ngoan ngoãn rồi trên sofa, cúi đầu xem sổ. Hạ Tưởng nhìn cô và có chút kinh ngạc, hắn vốn nghĩ cô là người hiếu động, bây giờ thấy cô cũng biết ý như vậy. Phùng Húc Quang biết Hạ Tưởng tìm mình là có việc cần bàn nên nháy mắt với Lý Hồng Giang hy vọng đối phương rời đi. Lý Hồng Giang lại làm như không thấy, y đã quyết định chỉ cần Hạ Tưởng và Tào Thù Lê không mở miệng đuổi mình đi, y dù như thế nào cũng phải ở đây. Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua, huống hồ thái độ vừa rồi của y không tốt. Mặc dù Tào Thù Lê có vẻ không để ý, cũng không nhìn y nhưng y không dám bỏ qua. Hạ Tưởng và Phùng Húc Quang nói chuyện vài câu, cũng không ngại Lý Hồng Giang ở đây. Thực ra Hạ Tưởng cố ý nói cho Lý Hồng Giang nghe. Tổng Giám đốc Phùng, tôi vừa rồi thấy công nhân đình công, có phải vấn đề tài chính chưa giải quyết? Phùng Húc Quang không ngồi trên ghế ông chủ mà ngồi trên sofa với Hạ Tưởng. Y đầu tiên là nhìn Lý Hồng Giang, sau đó theo thói quen vuốt tóc, cười hắc hắc nói. Đúng thế, bây giờ thiếu một chút, một khoản tiền của tôi khi rút về có vấn đề, nếu không sao thành như vậy. Đúng rồi Tiểu Hạ, lần trước chúng ta nói chuyện hợp tác, tôi thấy khá hứng thú nhưng đáng tiếc cậu mãi không quyết định. Dù như thế nào thì hôm nay cậu đến cũng phải có câu trả lời thuyết phục chứ. Hạ Tưởng thì ra là bạn trai của con gái giám đốc Sở Tào. Sao giám đốc Tào không bố trí vào một công ty tốt chứ, mà lại đến công ty nửa sống nửa chết của Lý Đinh Sơn? Phùng Húc Quang nói chuyện với Hạ Tưởng nhưng thực ra là để Lý Hồng Giang xem, trong lòng y cũng rất khó hiểu. Trong lòng y cũng rất khiếp sợ và đầy nghi vấn khiến trong lúc nhất thời này cũng không thể được hiểu mục đích thật của Hạ Tưởng. Nếu Hạ Tưởng chỉ dựa vào quan hệ với giám đốc Tào thì nói một câu với Lý Hồng Giang kiểu gì chẳng phải nể mặt mà làm tiếp. Nhưng chỉ bằng việc mở miệng mà đòi 10% cổ phần thì đúng là quá tham. Phùng Húc Quang không phải không nghĩ bỏ 10% cổ phần mà thấy không đáng, nên coi thường Hạ Tưởng. Chẳng qua chỉ là kẻ kém cỏi dựa vào bố vợ, lần trước còn ra vẻ này nọ với mình, giống như hắn có bản lĩnh thật vậy. Có vẻ như xác minh suy nghĩ của Phùng Húc Quang, Tào Thù Lê đột nhiên nói xen vào. Đúng rồi giám đốc Lý, công trường sao lại đình công? Tôi vừa nãy ra còn định vẽ sơ đồ thi công thì không thấy công nhân nào đang thi công cả. Mắt Lý Hồng Giang sáng lên và hiểu là có việc gì rồi. Chương 25, kết quả vừa ý và uy hiếp không ngờ. Tào Thù Lê nói như vậy làm Hạ Tưởng thầm khó hiểu. Cô bé này quá giỏi, tuổi không cao mà suy nghĩ rất giỏi. Chẳng qua nghĩ đến cũng thấy bình thường, cô sinh ra trong nhà con quan lớn, gặp nhiều thứ, dù là cố ý hay không thì cũng có thể nhìn ra điểm quan trọng. Lý Hồng Giang có năng lực công tác, ngoài quá mức thích thăng chức thì không có tật xấu mấy. Ai chẳng thích thăng chức, là việc gì đều thích nghĩ nhiều. Cho nên nghe Tào Thù Lê hỏi như vậy, Lý Hồng Giang vừa mừng vừa sợ, vội vàng đứng bật dậy ra vẻ báo cáo công việc với lãnh đạo nhưng rồi nghĩ ra và xấu hổ ngồi xuống. Y xoa xoa tay nói. Xảy ra chút vấn đề về chất lượng nên tôi bảo bọn họ dừng thi công mà chỉnh đốn. Đại kế trăm năm, chất lượng là thứ nhất, không thể sơ sót. Chẳng qua có lẽ bây giờ bọn họ đã phát hiện ra nguyên nhân, tôi lập tức bảo bọn họ làm lại, đẩy nhanh tiến độ thi công. Tào Thù Lê cười cười rồi hỏi Hạ Tưởng. Sau khi công trường khởi công, có thể có phải nên tới xem lần nữa không anh? Hạ Tưởng lắc đầu. Không nên làm phiền giám đốc Lý, chúng ta về thôi. Đúng rồi giám đốc Lý, Thù Lê chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, anh đừng để trong lòng, không cần lập tức thi công. Tiến độ công trình là quan trọng nhưng chất lượng đứng ở vị trí thứ nhất. Đúng, đúng. Lý Hồng Giang cười tươi như hoa ra vẻ hiểu biết mà nói. Tiểu Hạ đúng là nhân tài, một câu đã nói trúng vấn đề. Tào Thù Lê giơ tay nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài. Hạ Tưởng, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi nếu không bố sẽ không vui. Bố việc gì cũng thích quan tâm, chuyện gì đều nhớ kỹ, lại cứng nhắc. Bảo em 5 giờ về. Nếu chậm một phút là lại phê bình em không nghe lời. Người nói vô ý, người nghe cố tình.
Lý Hồng Giang dường như được ám chỉ liền vội vàng nhảy dựng lên và nói. Tôi lập tức đi giám sát bọn họ thi công, không thể để chậm tiến độ thi công công trình được. Phùng Húc Quang và Hạ Tưởng đưa tới cửa thì thấy Lý Hồng Giang chạy đi như có lửa cháy về công trường, hai người nhìn nhau cười cười. Hạ Tưởng ra hiệu Phùng Húc Quang tránh ra vài bước, khi cách văn phòng một đoạn, y thấy người trên công trường đã bắt đầu làm việc. Hắn ngồi xuống một chỗ râm mát và lấy một tờ giấy trong túi đưa cho Phùng Húc Quang. Tổng Giám đốc Phùng nhất định cho rằng tôi trước đó nói giúp anh giải quyết khó khăn trước mắt chính là lấy Giám đốc Tào để ép Lý Hồng Giang thi công lại phải không? Phùng Húc Quang không ngờ Hạ Tưởng trực tiếp nói như vậy nên có chút sửng sốt nói. Không cần biết dùng phương pháp gì, chỉ cần anh giúp tôi, 10% cổ phần tôi nhất định chuyển cho anh. Tôi nói chuyện giữ lời. Được. Hạ Tưởng nhìn ra trong mắt Phùng Húc Quang có vẻ không vui, hắn có thể hiểu Phùng Húc Quang đang khinh thường hắn nên không vòng vo. Phùng Húc Quang này đáng để làm bạn, về sau có lẽ còn nhiều chỗ cần dùng tới. Bạn bè quý ở tấm lòng. Bây giờ Phùng Húc Quang còn chưa phát triển mạnh, hắn liền chỉ vào tờ giấy trong tay Phùng Húc Quang rồi nói. Chuyện vừa nãy coi như là chút quà, biện pháp đáng giá 10% cổ phần mà tôi nói là trong tờ giấy này. Phùng Húc Quang có chút khó hiểu mở ra đọc vài lần liền tỏ vẻ nghiêm túc, từ từ mày giãn ra, cuối cùng vỗ đùi vui vẻ nói. Tôi nói lần đầu gặp ông em thì đã thấy chú rất tự tin, không phải người dựa vào kẻ khác. Nói thật chuyện vừa nãy làm tôi đúng là coi thường chú. Bây giờ mới biết đây mới là cách của chú. Việc này tôi thấy chắc chắn thành công được 8 phần rồi. Y ôm vai Hạ Tưởng, thân thiết nói. Sao chú em, đến chỗ tôi làm phó tổng không? Nghe nói chú học kiến trúc nên không ngờ có suy nghĩ kinh tế như vậy. Không đơn giản, còn trẻ mà ánh mắt còn chuẩn hơn tôi. Hạ Tưởng bị Phùng Húc Quang khen như vậy thì có chút xấu hổ. Cũng cảm thấy vui vì sự ngay thẳng của đối phương. Y biết người này coi như làm bạn được rồi. Tổng Giám đốc Phùng. Gọi vậy làm gì, nếu không chê thì gọi tôi là anh, tôi gọi chú là em. Phùng Húc Quang lại nhìn tờ giấy trong tay như được báu vật. Cao, quá cao, tôi sao không nghĩ đến biện pháp này. Đáng 10% cổ phần. Lại nói việc vừa nãy, ông anh này cũng không thể bạc đãi chú. Nói thật với ông em. Anh chiếm 72% cổ phần của công ty, anh để lại cho chú 12% được chứ? Hạ Tưởng lắc đầu, thản nhiên nói. Tôi nói rồi, chuyện vừa rồi không phải công của tôi, anh muốn cảm ơn thì nhớ đến Giám đốc Tào là được. Tôi chỉ cần 10%. Thấy Hạ Tưởng như vậy, Phùng Húc Quang biết đối phương đã quyết định nên gật đầu nói. Nhân tình này tôi nhớ. Biện pháp mà Hạ Tưởng đưa cho Phùng Húc Quang thì mấy năm sau không lạ. Mấy năm sau siêu thị phát triển rất mạnh, nắm giữ thị trường thì chẳng khác nào nắm giữ mạch máu, tất cả hàng hóa trong siêu thị đều là do các xưởng đưa tới, sau đó siêu thị lấy tiền cho thuê, hơn nữa còn lợi nhuận hợp lý, như vậy nắm được quyền chủ động. Nhưng khi vừa bắt đầu thì rất nhiều siêu thị không nghĩ được việc này nên khi triển khai công việc làm ăn không tốt. Hạ Tưởng chính là muốn Phùng Húc Quang chia mấy vị trí tốt của siêu thị như khu hoa quả, khu thịt, khu rau quả chia ra theo bảng giá 151. Đến trước được trước. Ở trong siêu thị vị trí tốt xấu trực tiếp quyết định sản lượng tiêu thụ, quyết định lượng hàng bán ra và lợi nhuận. Trước tiên thu giá thấp một chút nhưng lại hạn chế chỉ có 1 năm sử dụng, hơn nữa có thể thu một khoản tài chính. Vì thế đây là biện pháp hai bên cùng có lợi. Là chủ của siêu thị lớn nhất thành phố Yến sau này, Hạ Tưởng tin Phùng Húc Quang có ánh mắt hơn người. Y chẳng qua chỉ vì kiến thức có hạn nên không nghĩ đến mà thôi. Hạ Tưởng vừa chỉ một chút. Phùng Húc Quang liền hiểu bí quyết trong đó, còn thực hiện cụ thể như thế nào là do đàm phán của các nhà đầu tư. Với năng lực của Phùng Húc Quang tự nhiên đơn giản, đây không phải điều Hạ Tưởng cần quan tâm. Tạm biệt Phùng Húc Quang, Hạ Tưởng từ chối lời mời nhiệt tình của Lý Hồng Giang, hắn cùng Tào Thù Lê lên xe trong ánh mắt có chút thất vọng của Lý Hồng Giang. Tào Thù Lê vừa lên xe liền lén nói với Hạ Tưởng. Sao, biểu hiện hôm nay của em được chứ? Hạ Tưởng thực lòng khen. Đúng là ngoài suy nghĩ của mọi người, còn tốt hơn anh nghĩ nhiều. Đúng rồi, vì sao vừa nãy em hỏi Lý Hồng Giang về chuyện công trường? Hạ Tưởng tự nhiên không cho rằng Tào Thù Lê không suy nghĩ mà nói. Tào Thù Lê chỉ cửa xe, ngẩng đầu nhìn Hạ Tưởng. Em chỉ thấy thời tiết tốt như vậy thì sao lại đình công? Bởi vì tò mò nên hỏi như vậy không ngờ giám đốc Lý kia lại có trách nhiệm, đúng là có thể nghe ý người khác. Biết nghe lời, rất được.
Hạ Tưởng cẩn thận đánh giá Tào Thù Lê, muốn từ trên mặt xem cô có đang giả vờ không. Nhìn vài lần, không biết Tào Thù Lê nghĩ gì mà đỏ mặt xoay đi không dám nhìn hắn. Hạ Tưởng đành lắc đầu, đúng là cô bé thông minh. Rõ ràng giúp mình còn giả vờ không biết. Không biết sao sâu trong lòng Hạ Tưởng lại có chút xúc động. Xe đến khu giao nhau giữa đường Sơn Trung và Bằng Hiếu, Hạ Tưởng bảo Lý Khiết Phu dừng xe, hắn từ đây về công ty. Hắn không quên nói vài câu khách sáo với Lý Khiết Phu, rồi xuống xe thì phát hiện Tào Thù Lê cũng xuống theo. Cô bé đưa bút và tay ra nói. Viết số điện thoại cho em, vài hôm nữa em có việc cần anh giúp. Hạ Tưởng nhìn sổ của cô và nói. Có sổ mà, sao lại phải viết vào tay? Tào Thù Lê giơ chân đá hắn mà nói. Bảo anh viết thì anh viết đi. Cầm tay Tào Thù Lê đúng là rất mềm mại. Hạ Tưởng viết trên lòng bàn tay cô, viết một lúc mới xong và trả bút cho cô. Có chuyện gì tốt thì tìm anh thế. Có thể lộ ra trước để anh chuẩn bị không? Không nói để anh đoán đó. Tào Thù Lê đột nhiên nhỏ giọng nói, hai chân có chút lo lắng đi khua khua tại chỗ. Hay là tối đến nhà em ăn, em có mấy vấn đề muốn hỏi anh. Hạ Tưởng không dám tới nữa, Tào Vinh Quốc để hắn đi cùng Tào Thù Lê đã là quá tin tưởng, hắn không thể được voi đòi tiên. Tối mà đến nhà nữa đó là làm người ta bực bội. Dù sao quan hệ của hắn với Tào gia còn chưa đến mức thường xuyên tới nhà. Hạ Tưởng khéo léo từ chối lời mời của Tào Thù Lê. Hạ Tưởng đang định nói gặp lại thì Tào Thù Lê đột nhiên cúi người nói nhỏ vào tai hắn. Chỉ cần em gọi điện cho anh, trong 5 phút anh phải đáp lại. Nếu không em sẽ nói với bố là anh nhìn lén vào trong váy em. Đến khi xe Audi rời khỏi, Hạ Tưởng vẫn ngẩn ra đứng đó mà cười khổ. Tào Thù Lê đúng là cô bé kỳ quái, nghịch ngợm. Hóa ra cô biết hết, về sau qua lại với cô phải cẩn thận nếu không sẽ trúng kế. Chương 26, càng lúc càng tiếp cận mục tiêu. Lý Đình Sơn nói thứ hai quay lại nhưng đến trưa thứ ba mới thấy y cùng Cổ Hợp từ Bắc Kinh chạy về. Nhìn vẻ nhẹ nhàng trên khuôn mặt mệt mỏi của y, Hạ Tưởng biết mọi chuyện coi như đã thành. Lý Đình Sơn trực tiếp gọi Hạ Tưởng lên tầng, sau khi ngồi xuống liền mở miệng nói. Tòa soạn đồng ý thả người. Hạ Tưởng vui mừng vừa định chúc mừng thì thấy mặt Lý Đình Sơn xa sầm lại chỉ xuống tầng dưới. Hạ Tưởng biết ý y, vội vàng nói. Công ty không có ai. Hôm qua là thứ hai chỉ có mình hắn đi làm, những người khác đi đâu thì Hạ Tưởng không quan tâm. Khó hiểu là không biết vì sao Tiếu Giai cũng chưa tới. Tiếu Giai gần đây rất bí ẩn giống như đang âm thầm làm gì đó. Lý Đình Sơn yên tâm nói. Chẳng qua tòa soạn có một điều kiện là để tôi chỉ định một người quen thuộc công việc của công ty thay thế chức giám đốc. Bây giờ công ty ở tình hình này đúng là không có lựa chọn nào, tôi đề cử Văn Dương. Văn Dương không đi cùng Lý Đình Sơn nhận chức là may mắn. Để y ở lại công ty sẽ tốt hơn để y đi theo bên cạnh Lý Đình Sơn. Chẳng qua Hạ Tưởng lại không rõ sự quan trọng của Văn Dương trong mắt Lý Đình Sơn nên không tiện nói gì. Để Phó Giám đốc Văn tiếp quản công ty cũng là hợp lý, chẳng lẽ Phó Giám đốc Văn không muốn? Lý Đình Sơn gật đầu nói. Đúng thế, khi tôi bàn với Văn Dương, anh ta không đồng ý và nói mình không có năng lực kinh doanh công ty, hy vọng có thể đi theo tôi. Đúng là tên đáng ghét. Hạ Tưởng thầm mắng tên Văn Dương này quá gian xảo. Vừa thấy đi cùng Lý Đình Sơn tới huyện là có lợi liền không thèm làm giám đốc công ty. Có lẽ y cũng biết tương lai công ty không tốt, không muốn nhận lấy củ khoai nóng trong tay. Nếu giám đốc Lý cứ muốn Phó Giám đốc Văn làm giám đốc thì sao? Hạ Tưởng thử hỏi. Chỉ sợ không được, có lẽ Văn Dương sẽ quay về tỉnh đoàn. Thực ra tôi lo chính là Văn Dương không nhận công ty, tòa soạn sẽ do dự xem phái ai thay thế. Nếu thật sự cuối cùng là do tòa soạn quyết định phái người thì sẽ có nhiều trở ngại. Vấn đề như phải giao tiếp, xét duyệt, lại phái ra người khác tới nói là còn có việc cần giải quyết. Như vậy cũng phải mất 1-2 tháng. Đúng là việc này chưa xong, việc kia đã tới. Nếu 1-2 tháng nữa Tống Chiêu Độ không còn lực lượng để vận động công việc của Lý Đình Sơn thì nguy cơ của công ty sẽ lộ ra toàn bộ. Lý Đình Sơn nhất định sẽ bị lún vào vũng bùn không thể thoát. Nếu như vậy thì không khác nào tiến vào chỗ chết, tất cả việc Hạ Tưởng đã làm coi như xong. Giám đốc Lý có biện pháp đối phó gì chưa? Hạ Tưởng biết Lý Đình Sơn không ngồi chờ chết. Biện pháp thì có nhưng chỉ có thể thử xem sao. Lý Đình Sơn dựa vào ghế, dùng tay gõ vào trán rồi nói.
cậu phụ trách việc khuyên nhủ Văn Dương, cố nghĩ biện pháp để anh ta nhận công ty. Tôi trực tiếp đi tìm Tống Chiêu Độ, bảo anh ta bắt đầu bố trí công việc. Tóm lại phải làm xong trước khi Tống Chiêu Độ đi, chỉ cần bổ nhiệm xong thì đến lúc đó không sợ làm tòa soạn khó chịu. Đây là việc bất đắc dĩ. Hạ Tưởng giật mình, xem ra Lý Đình Sơn đã hạ quyết tâm. Y có lẽ bị đả động gì đó ở tòa soạn nên quyết liều mạng cũng phải rời khỏi. Tôi sẽ cố gắng làm công tác tư tưởng đối với Phó Giám Đốc Văn, hy vọng có thể giải quyết được việc này. Truyền thông có tác dụng lớn đối với thành tích, Giám Đốc Lý là người bên truyền thông, đây là tấm bùa hộ mệnh làm người ta e ngại. Hạ Tưởng không thể nói rõ thủ đoạn và sức mạnh của Bí Thư Tỉnh ủy Cao Thành Tùng, chỉ có thể khéo léo nhắc Lý Đình Sơn. Lý Đình Sơn xuất thân là người của tòa soạn cấp quốc gia, đây là điều khiến người ta chú ý nhất. Lý Đình Sơn hài lòng cười nói. Tiểu Hạ, cậu vừa nói như vậy lại khiến tôi càng tin cậu. Đến lúc đó phải cùng tôi đến huyện nghèo khó, có thể bỏ được chốn phồn hoa nơi tỉnh thành không? Đây là lần đầu Lý Đình Sơn trực tiếp ám chỉ sẽ mang theo Hạ Tưởng. Tuy rằng Hạ Tưởng sớm chờ mong giây phút mà Lý Đình Sơn tự nói ra, chẳng qua hắn rất bình tĩnh nói. Con người quan trọng không phải là ở đâu, mà quan trọng là có thể làm được điều gì. Tôi tin chỉ cần theo Giám Đốc Lý thì sẽ thấy ngày đó ngài rực rỡ huy hoàng. Lý Đình Sơn vốn là người có học nên cũng có phương pháp của mình, cho nên lời này của Hạ Tưởng đã nói đúng suy nghĩ của y. Lý Đình Sơn cười phá lên. Hạ Tưởng cũng vui vẻ. Tuy rằng Lý Đình Sơn không mang hắn đến gặp Tống Chiêu Độ thì có chút nuối tiếc, chẳng qua hắn cũng biết có một số việc không thể gấp. Dù sao Tống Chiêu Độ dù thất thế cũng là thường vụ tỉnh ủy, không phải ai muốn gặp cũng được. Hắn thầm hạ quyết tâm sẽ có ngày gặp được Tống Chiêu Độ, cũng sẽ có lúc đối phương chú ý tới mình. Đời trước của hắn thì Tống Chiêu Độ khi trở lại đã từ chủ tịch tỉnh lên bí thư thị ủy, không ngừng lên chức, còn có thể vào trung ương, là nhân vật rất giỏi. Chỉ cần đi theo Lý Đình Sơn thì sẽ có ngày lọt vào mắt Tống Chiêu Độ. Buổi chiều Hạ Tưởng nhận được điện của Phùng Húc Quang nói là muốn phái người tới lấy chứng minh của hắn, làm việc chuyển nhượng cổ phần cho hắn. Hạ Tưởng suy nghĩ và cảm thấy mình nên ẩn thân mới đúng, đỡ bị người nắm nhược điểm. Vì thế hắn nghiêm túc nói. Ông anh, ý của tôi là cứ để tên anh là được. Đến chia phần trăm thì anh đưa cho tôi tiền mặt là được. Giọng Phùng Húc Quang qua điện thoại tuy hơi đổi nhưng Hạ Tưởng có thể thấy sự kinh ngạc của đối phương. Không phải chứ ông em. Chú không đổi sang tên mình, sau này anh không nhận thì chú cũng không thể làm gì được. Hạ Tưởng thản nhiên nói nhưng lại có lực lượng xuyên thấu lòng người. Tôi tin anh. Chỉ mấy chữ mà làm đầu bên kia im lặng một lúc. Cuối cùng Phùng Húc Quang chỉ nói một chữ. Tốt. Hạ Tưởng nhớ kỹ sau này con của Cao Thành Tùng là Cao Kiến Viễn nhúng tay vào siêu thị Giai Gia, chiếm một số cổ phần. Khi Cao Thành Tùng ngã, mọi người đều cho rằng siêu thị Giai Gia nhất định bị ảnh hưởng mạnh. Bị siêu thị khác thay thế nhưng không ngờ siêu thị Giai Gia không những không sụp mà còn phát triển rất mạnh làm mọi người mở mắt. Qua đó có thể thấy Phùng Húc Quang chẳng những có thủ đoạn còn tinh mắt, rất giỏi, nhất định làm nhiều việc kẻ khác không ngờ đến. Hạ Tưởng có lý do để tin một nhân vật có thủ đoạn và nhìn xa như vậy sẽ không thầm nuốt cổ phần của hắn. Phùng Húc Quang không phải người như vậy, dù y muốn thu cũng có đủ thủ đoạn để dùng. Quan trọng nhất Hạ Tưởng cũng không có thực sự muốn 10% cổ phần của siêu thị Giai Gia, hắn nghĩ đến để đó khi cần dùng sẽ ra tay, có lẽ sẽ thay đổi vận mệnh một số người, đồng thời cũng mang tới chỗ tốt cho hắn. Hơn nữa hắn cũng tin Phùng Húc Quang không rõ về hắn, thấy hắn ở bên Tàu Thù Lê, lại có xe của giám đốc Tàu đưa tới thì cũng phải suy nghĩ. Chiều vừa đi làm, Hạ Tưởng đang chờ Văn Dương xuất hiện thì lại đột nhiên thấy Tiếu Giai tới. Mấy hôm không gặp thì Tiếu Giai đã gầy đi một chút, mặt trắng nõn phơi nắng nên hơi ngăm lại nhưng còn làm cô thêm quyến rũ. Hạ Tưởng theo bản năng so sánh Tiếu Giai và Tào Thù Lê. Tiểu Giang quyến rũ hơn, mỗi cử động đều mang theo sự mê người, giống vỏ rượu lâu năm, mùi hương tỏa ra bốn phía. Chỉ cần đứng trước mặt thì hương rượu đã làm say lòng người. Tào Thù Lê càng đáng yêu và tinh nghịch hơn, giống như cô em gái nhà bên, hương thơm hợp lòng người. Ngoài chút tinh nghịch thì mỗi cử động luôn làm người ta yêu quý, không đành để cô bị tổn thương. Đương nhiên nói thật lòng thì Tiếu Giai hấp dẫn hơn một chút. Dù sao Tiếu Giai thành thục hơn xa Tào Thù Lê bây giờ mà. Tiếu Giai chỉ đứng trước Hạ Tưởng mà cười cười, không nói gì. Mặc dù chỉ cười cười nhưng mắt như nước, hai má đỏ bừng làm Hạ Tưởng nhớ đến đêm mưa to chạy vào nhà của Tiếu Giai, trong đầu đột nhiên nghĩ đến câu.
cầu vồng sau cơn mưa. Tiếu Dài trước mặt không phải giống đóa hoa đào sau cơn mưa sao? Có việc gì tốt mà vui như vậy? Hạ Tường không chịu được sức hấp dẫn của Tiếu Dài. Anh đoán đi. Tiểu Giang nhét tay vào túi quần jean, người khẽ đong đưa. Chẳng lẽ có quan hệ đến Văn Dương? Hạ Tường hơi ghen, đàn ông đều như vậy, không thích người phụ nữ đẹp qua lại với người đàn ông khác. Tiếu Dài tái mặt nói. Anh có thể nghĩ đến việc chính không? Sao có quan hệ với Văn Dương kia? Tôi cho hắn, à, anh có ý gì? Tiếu Dài đột nhiên tỉnh ra, Hạ Tường hỏi không phải là quan hệ giữa cô và Văn Dương, mà là có phải Văn Dương đã đưa cô 500 ngàn? Sao đột nhiên lại nghĩ tới cái đó? Mặt Tiếu Dài nóng lên, cúi đầu lén nhìn Hạ Tường thì thấy hai mắt hắn đang phát sáng nhìn tới, vẻ mặt như đang cười nên có chút buồn bực. Bị lừa, không ngờ thấy hắn vốn thành thật mà cũng là người như vậy. Đoán sai rồi, ngốc, đoán tiếp. Tiếu Dài nói với giọng ngọt ngào. Hạ Tường run lên, đột nhiên nghĩ ra và nói. Cô viết thư thành công. Chương 27, kẻ ác phải dùng biện pháp ác. Tiếu Dài vui vẻ ngồi xuống trước mặt Hạ Tường. Đúng, tôi gửi 5.000 bức, bây giờ cũng lục tục có câu trả lời. Có lẽ có 3.000 người bị lừa, không đúng, là 3.000 người gửi tiền. Tôi tính rồi, ít nhất kiếm được 1.5 triệu, lãi lớn. Cô ấy thành công, Hạ Tường nhìn Tiếu Dài vui mừng như vậy thì thầm nghĩ một người kiếm tiền là không sai nhưng lại nhằm vào lỗ hổng của pháp luật và công ty, đây là phạm tội kinh tế. Hắn vốn còn có suy nghĩ mình không giúp thì một mình Tiếu Dài sẽ không làm được. Không ngờ Tiếu Dài lại ngang bướng như vậy, quyết định là không thay đổi, không nói một câu đã làm xong. Hạ Tường cầm bút viết lên giấy và nói. Không biết nên chúc mừng cô hay khuyên cô thu tay lại. Chẳng qua cô có lẽ nhất định sẽ làm đến cùng, tôi không nói gì nữa. Chỉ muốn nói một câu, dừng đúng lúc. Tiếu Dài có chút ngạc nhiên. Sao anh lại có vẻ không vui? Thành công lớn như vậy thì phải chúc mừng chứ. 1.5 triệu này có một nửa của anh, tôi chia anh 750 ngàn. Người ai chẳng thích tiền, Hạ Tưởng cũng vậy. Nhưng đột nhiên có 750 ngàn rơi xuống đùa, hắn gan to nữa cũng không dám nhận. Tôi không bỏ công, không tham gia nên không có lý do nhận. Cảm ơn ý tốt của cô. Tiếu Dài trầm giọng nói. Anh nhát gan, sợ sau này liên lụy hả? Anh yên tâm, anh chỉ cần nhận tiền. Xảy ra chuyện thì một mình tôi chịu, tuyệt đối không để anh có chút trách nhiệm nào cả. Tôi chia anh một nửa là một nửa, anh không cần cũng phải lấy. Bởi vì tôi không có tài chính khởi động nên tiền dùng ban đầu là 10.000 vay anh. Còn có một điều là anh biết tôi làm giả dấu mà không tố giác, chỉ bằng hai điểm này tôi thấy anh đáng được 750 ngàn. Tiếu Dài nói xong liền thở hổn hển đi ra, trước khi đi còn nói một câu. Tôi đã xin thôi việc với công ty. Về sau cũng không đến công ty, anh có số điện thoại của tôi đó. Tiếu Dài đi rồi, Hạ Tưởng mới nhớ đến việc mình định nói với cô là Lý Đinh Sơn sẽ rời khỏi công ty. Nếu cô từ chức thì cũng không sao cả. Chẳng qua hắn có chút lo lắng về quan hệ giữa Văn Dương và Tiếu Dài nên cười cười một tiếng. Nếu để Văn Dương làm giám đốc công ty, y nếu biết Tiếu Dài khắc dấu giả thì sẽ uy hiếp cô, vậy cô sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời. Hơn 4 giờ Văn Dương đến công ty, thấy Hạ Tưởng. Đầu tiên y ngẩn ra, sau đó không hài lòng nói. Hạ Tưởng, cậu đến văn phòng tôi có việc nói với cậu. Hạ Tưởng thản nhiên nói. Được, tôi vừa lúc có việc cần bàn với phó giám đốc Văn. Hạ Tưởng bình tĩnh như vậy làm Văn Dương sửng sốt, trong lòng không vui. Y mở cửa ngồi xuống ghế rồi nói giọng kênh kiệu. Cậu đến siêu thị Dài ra chưa? Đã nói chuyện với Phùng Húc Quang chưa? Nếu cậu không quý trọng cơ hội trước mặt thì trả lại tôi tờ biểu kia. Chờ siêu thị Dài ra làm ăn tốt thì cậu sẽ thấy mình không thức thời. Văn Dương nhíu mắt thành hình tam giác, lạnh lùng nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không hề có ý nhân nhượng, hắn không trả lời câu của Văn Dương mà hỏi lại một câu. Giám đốc Lý muốn theo chính trị, bảo anh tiếp nhận công ty, vì sao anh không biết điều? Văn Dương tức giận đập bàn. Hạ Tưởng, mời cậu chú ý thân phận của mình. Đây là thái độ gì mà dám nói với tôi như vậy? Hạ Tưởng ngồi dựa lưng vào ghế, thuận tay lấy quyển sách mở ra và nói. Phó giám đốc Văn, anh khác với giám đốc Lý. Giám đốc Lý là người có lý tưởng và có nguyên tắc. Anh lại là kẻ hám tiền, vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn. Anh không thích hợp với quan trường. Quan trường chỉ hại anh sẽ không thể phát triển.
Anh năm nay đã 36 tuổi mà mới là cấp phòng, nếu xuống huyện thì làm một trưởng phòng có tiền đồ gì? Anh nếu có năng lực theo chính trị thì sẽ không thể mãi không phát triển lúc ở tỉnh đoàn. Thực ra bây giờ anh có lựa chọn tốt nhất là tiếp quản công ty, là người đứng đầu. Nếu công ty kinh doanh tốt thì anh còn được ít lợi ích sao? Hạ Tưởng cười cười rất tự nhiên, như có như không, không hề e ngại nói ra. Lời của hắn như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim Văn Dương. Văn Dương lộ rõ vẻ tức giận, người như hóa đá không nhúc nhích, mắt như tóe lửa nhìn chằm chằm Hạ Tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Miệng há hốc một lúc không nói thành lời. Hạ Tưởng biết Lý Đình Sơn có trái tim hơi mềm, không thể nhẫn tâm với người quen, không thể nói lời ác nên mới giao việc thuyết phục Văn Dương cho hắn làm. Hạ Tưởng cũng hiểu Văn Dương là kẻ có lợi là muốn dính vào. Chỉ cần có lợi thì y sẽ thuận thế mà lên, không cần biết liêm sỉ. Muốn thuyết phục y thì có khác gì bảo con chó bỏ khúc xương trong miệng. Cho nên hắn không nói lý với Văn Dương mà ra đòn cảnh cáo. Kẻ ác phải dùng biện pháp ác. Còn một điều làm Hạ Tưởng biết là tuyệt đối không thể để Văn Dương đi theo bên cạnh Lý Đinh Sơn. Cái khác không nói, chỉ từ việc hắn viết trộm thư là có thể kết luận Văn Dương là quả bom bên cạnh Lý Đinh Sơn. Với sự tham lam của y, ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện và sẽ kéo Lý Đinh Sơn xuống nước. Tống Chiêu Độ thất thế, Lý Đinh Sơn bảo vệ bản thân còn phải cẩn thận. Nếu xảy ra chuyện thì không phải cho Cao Thành Tùng cơ hội trả đũa sao? Phải loại Văn Dương ra khỏi vòng tròn của Lý Đinh Sơn, việc này không có lựa chọn khác. Văn Dương tức giận run lên, không ngờ thằng Hạ Tưởng mà y nghĩ là con kiến lại dám chỉ trích mình không biết điều, nỗi nhục này sao có thể nhịn. Y cầm chén trà ném đi, bóp một tiếng, nước trà làm ướt bàn, ướt ống tay áo y mà y không phát hiện ra. Y đứng dậy chỉ vào mặt Hạ Tưởng mà hung dữ nói. Mày là gì mà nói này nói nọ tao? Trong mắt tao mày không là gì cả. Tao nói một câu là có thể để công ty đuổi mày, là có thể khiến Phùng Húc Quang không cần mày. Mày còn dám tinh tướng với tao xem tao có cho mày chết không? Hạ Tưởng ngồi không động, thậm chí còn bắt chân lên không hề sợ hãi, hắn không thèm để ý đến sự uy hiếp và điên cuồng của Văn Dương. Đối với một kẻ ngu dốt, không có trình độ thì không để ý đến còn hiệu quả hơn là đánh trả. Quả nhiên Văn Dương càng tức hơn. Hạ Tưởng, mày cút ra khỏi phòng cho tao. Lập tức thu dọn các thứ của mày và cút. Hạ Tưởng đứng lên và sửa lại quần áo, sau đó thản nhiên nói. Tôi có phải đi hay không là do giám đốc Lý quyết định. Siêu thị Giai Gia là do tổng giám đốc Phùng quyết định. Cho nên tôi khuyên anh đừng phí công, bớt giận đi, phó giám đốc Văn, tức sẽ hại người đó. Văn Dương thấy Hạ Tưởng không coi mình vào đâu thì rất tức. Y túm lấy hắn, gần như hét lên. Thằng danh, mày có giỏi thì đừng đi. Tao bây giờ gọi cho Phùng Húc Quang, mày chờ. Nếu có người ngoài thấy người đàn ông trung niên gần 40 bị tên thanh niên 23 tuổi làm tức đến luống cuống tay chân. Càng làm người ta ngạc nhiên là thanh niên kia có vẻ không giận mà bình tĩnh đứng đó, để mặc người đàn ông kia gọi điện, còn rất kiên nhẫn bảo đối phương đừng gấp, không nên ấn nhầm. Đúng là không thể hiểu nổi. Văn Dương gần như tức nổ phổi. Phùng Húc Quang vừa nghe điện, y lớn tiếng nói. Phùng Húc Quang, tôi là Văn Dương. Hạ Tưởng lần trước tôi giới thiệu cho anh có quyết định dùng hắn không? Nghe tôi nói, thằng này chọc tức tôi, hắn chẳng là con mẹ gì mà còn dám ra vẻ với tôi, dám uy hiếp tôi. Anh lập tức đuổi hắn, còn nói với tất cả bạn bè kinh doanh của anh không ai được thuê Hạ Tưởng. Nó là thằng khốn. Văn Dương nói mà nước bọt bay tung tóe, lớn tiếng nói với điện thoại. Hạ Tưởng đứng bên thấy thế thì khẽ lắc đầu. Văn Dương như vậy mà cùng Lý Đinh Sơn đến huyện mà không thành một tên ác bá thì còn gì nữa. Có Văn Dương ở bên, con đường chính trị của Lý Đinh Sơn càng thêm khó khăn. Văn Dương ngoài việc làm loạn thì không có tác dụng gì. Lúc trước khi Lý Đinh Sơn lập công ty thì sao lại nhìn chúng người này? Bị Hạ Tưởng nói vài câu đã tức như vậy, không biết nhẫn nhịn gì cả thì bảo sao thất bại ở tỉnh đoàn. Nói đi lại nói lại. Tính cách của y như vậy thì dù là kinh doanh hay quan trường mà thành công mới là lạ. Giao công ty rối ren này cho y một vòng tròn mà nhảy loạn. Hạ Tưởng vốn không đành lòng, chẳng qua thấy Văn Dương như vậy, chút cảm thông trong lòng hắn đã biến mất. Hạ Tưởng khoanh tay đứng đó xem Văn Dương có thể làm gì. Văn Dương nói một tràng, cơn giận vẫn chưa hết. Văn Dương cười cười đầy hung ác, hưng phấn nói. Chơi tao ư, tao cho mày chết. Hạ Tưởng gật đầu. Tôi đang chờ xem Tổng Giám Đốc Phùng nói gì.
Văn Dương đổi điện thoại từ tay phải sang tay trái. Có thể thấy rõ vết đỏ trên tay trái y, đây là ép mic vào tay quá mạnh gây ra. Y không nói gì, vẻ mặt từ tức giận sang thành ngạc nhiên, không thể tin nổi. Đột nhiên, y dập mic vào điện thoại, dầm, một tiếng. Điện thoại và một vài văn bản bị y gạt xuống đất, y đá vào ghế và mắng. Cái mẹ gì thế này, giở trò với tao sao? Nói cái gì bạn là bạn, kinh doanh là kinh doanh, hai chuyện khác nhau. Hai cái mẹ mày. Hạ Tưởng có thể nhịn nhưng cũng không chịu nổi Văn Dương không có bản lĩnh mà lại tinh tướng. Hắn xa sầm mặt nói. Văn Dương, đừng trách tôi không nhắc anh. Anh nhận công ty là việc rất tốt đối với anh, vừa lúc có thể che giấu hành vi phạm pháp của anh. Nếu không anh mà rời khỏi công ty hoặc để kẻ khác tiếp nhận và tra rõ các khoản tiền thì cẩn thận anh sẽ chết đó. Chương 28, làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút. Nếu đã trở mặt thì không việc gì phải nhân nhượng. Đối với loại người như Văn Dương chỉ có thể đánh cho đau, đánh phải sợ, túm lấy nhược điểm của y thì mới khống chế được y. Hạ Tưởng không thèm để ý đến vẻ mặt hoảng sợ và bị ổi của Văn Dương, lạnh lùng nói như đâm vào tim đối phương. Còn nữa, về sau đừng có ý đồ với Thiếu Giai, chỉ cần chúng ta dựa theo quy định làm việc thì sẽ bình an vô sự, nếu không. Từ văn phòng Văn Dương đi ra, Hạ Tưởng hít sâu một hơi và thấy vừa nãy có chút kích động, thiếu chút nữa đã cãi nhau với Văn Dương. Loại người này không đáng để hắn tức, xem ra phải chú ý một chút, kiềm chế một chút. Chiêu lợi hại nhất không phải la hét mà là đánh giá sau lưng. Nếu không phải hắn âm thầm nắm giữ việc Văn Dương viết thư, sớm đạt được quan hệ tốt với Phùng Húc Quang, lại được Lý Đinh Sơn tin thì Văn Dương muốn xử lý một thằng sinh viên mới ra trường sẽ tạo cho hắn một tổn thương không nhỏ. Hạ Tưởng lên tầng thì mới phát hiện cả Lý Đinh Sơn và Cổ Hợp đều ở đây, thấy Hạ Tưởng bọn họ không nhịn được cười. Lý Đinh Sơn không tiện cười Hạ Tưởng, Cổ Hợp lại khác, y nắm vai Hạ Tưởng. Được đó ông em, làm Văn Dương tức đến độ nhảy lên nhảy xuống mà còn bị chú xử lý. Giám đốc Lý nói đúng, quen Văn Dương lâu như vậy nên không tiện nói với hắn, chỉ có chú mới làm hắn phải ngoan ngoãn. Đúng là giám đốc Lý nói chuẩn. Nhìn Lý Đinh Sơn đang bình tĩnh hút thuốc, trên mặt nở nụ cười đầy ẩn ý, Hạ Tưởng không khỏi có chút lo lắng và thầm nhắc mình tuyệt đối không được thấy Lý Đinh Sơn chỉ có vẻ yếu đuối. Y dù sao cũng là người phụ trách một tỉnh của tòa soạn cấp quốc gia. Hàng năm quan hệ tốt với lãnh đạo tỉnh, thành phố, không phải người trong quan trường nhưng vẫn hơn người trong quan trường. Bề ngoài là người bên truyền thông nhưng thực sự đã là nửa quan. Có thể ngồi ổn ở chức phụ trách một tỉnh của tòa soạn 5-6 năm, đây không phải nhân vật bình thường. Nếu về sau tiền đồ của mình gắn chặt với Lý Đinh Sơn thì trước mặt đối phương nhất định phải giữ sự kính trọng và khiêm tốn. Cho dù mình có năng lực, lại có thể nhìn xa nhưng tất cả phải lấy Lý Đinh Sơn làm chủ. Tất cả phải suy nghĩ cho lợi ích của Lý Đinh Sơn. Nếu không trước khi mình có thể bay mà lại bị Lý Đinh Sơn ghét bỏ vậy đúng là trò cười cho thiên hạ. Tất cả những gì hắn vất vả làm lụng sẽ thành trò cười. Không thể nói Lý Đinh Sơn bảo hắn thuyết phục Văn Dương là cố ý lợi dụng hắn, trong này còn có ý thử năng lực và cách làm việc của hắn. Còn Lý Đinh Sơn có ý khác nữa thì hắn không thể hiểu. Chẳng qua hắn cũng càng thêm cẩn thận. Mọi người có cùng lợi ích là đúng nhưng thân là cấp dưới thì lúc nào cũng phải nhớ ai là người cầm quyền. Hạ Tưởng đẩy Cổ Hợp rồi cười hì hì nói. Đừng cười tôi, nếu không có ánh mắt sắc của giám đốc Lý, tất cả mọi việc đều do giám đốc Lý khống chế, tôi sao dám chống đối với Văn Dương. Hơn nữa có chút việc nhỏ phải do chúng ta ra mặt. Nếu mọi việc đều cần giám đốc Lý ra tay thì cần cấp dưới như chúng ta làm gì? Cổ Hợp cười ha hả nói. Chỉ một câu này của chú, tối nay tôi mời chú ăn cơm. Lý Đinh Sơn lúc này rất hài lòng. Câu nói của Hạ Tưởng rất dễ nghe làm y yên tâm, nhìn Hạ Tưởng càng thêm khen ngợi. Y ra hiệu cho Cổ Hợp đóng cửa văn phòng, đứng lên và ngồi xuống ghế sofa, lại bảo Hạ Tưởng và Cổ Hợp ngồi trước mặt mình. Y nói với giọng rất bình đẳng và nghiêm túc. Hạ Tưởng, Cổ Hợp, chuyện coi như đã xong. Nếu không có gì bất ngờ thì trong vòng 2 tháng tôi sẽ đến huyện bá của thành phố chương trình làm bí thư huyện ủy. Bí thư có thể mang vài người đến, tôi tin hai người các cậu. Cổ Hợp làm lái xe, Hạ Tưởng đi theo tôi với thân phận thư ký. Hạ Tưởng tốt nghiệp đại học, Cổ Hợp tuy không có bằng cấp nhưng các cậu đi theo tôi sẽ không bị thiệt. Trong vòng nửa năm sẽ tranh thủ biên chế cho Cổ Hợp. Còn về Hạ Tưởng thì ít nhất cũng phải bước đến cánh cửa cấp phó trưởng phòng. Đây là lần đầu tiên Lý Đinh Sơn hứa hẹn, vẻ mặt y rất kiên quyết,
trên người phát ra khí thế không thể nghi ngờ. Hạ Tưởng gật đầu tỏ thái độ. Cảm ơn giám đốc Lý tin tưởng, tôi nhất định dốc hết sức thay giám đốc Lý giải quyết một số việc nhỏ. Ý của Hạ Tưởng chính là Lý Đinh Sơn làm chủ. Cổ Hợp quen tùy tiện nên không quen thấy Lý Đinh Sơn đột nhiên uy nghiêm như vậy, chẳng qua hắn vẫn nghiêm túc nói. Tôi theo giám đốc Lý nhiều năm, đường về sau còn dài cứ xem hành động của tôi là được. Lý Đinh Sơn đứng lên, cầm lấy ấm nước đi tưới cho cây thu hải đường mà nói. Đáng tiếc tôi nuôi cây này 2 năm, tôi đi chỉ sợ không ai cẩn thận chăm cho nó. Y quay đầu nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, cậu cho rằng Văn Dương có thể tiếp nhận công ty không? Chắc là có. Hạ Tưởng biết quả bom cuối cùng hắn tung ra nhất định sẽ khiến Văn Dương sợ hãi. Vì không bị người phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật của mình, chọn tiếp nhận công ty là tốt nhất, y không có đường lui. Không phải chắc là, mà nhất định. Lý Đinh Sơn bỏ ấm nước xuống rồi dùng khăn lau tay và châm một điếu thuốc lá. Hắn viết một số thư kiếm không ít tiền, tôi không trách hắn. Đi theo tôi mà không được lợi gì, hắn khó chịu là bình thường, tôi thả hắn một lần. Chẳng qua nếu dám lấy trộm danh nghĩa của công ty, còn lấy danh nghĩa tòa soạn báo mà viết thư thì phải dám làm dám nhận trách nhiệm. Giao công ty cho hắn khiến hắn biết thế nào là đau đầu. Trừng phạt như vậy đối với hắn không đáng gì, còn tốt hơn nhiều so với ngồi tù. Cái gì, trong lòng Hạ Tưởng dậy sóng, thì ra Lý Đinh Sơn sớm biết Văn Dương thầm viết thư mà không nói gì. Nhìn như rộng lượng nhưng thực tế là chờ cơ hội tốt nhất. So sánh với Văn Dương vẫn luôn tinh tướng tự cho mình giỏi đúng là càng đáng thương và nực cười. Lý Đinh Sơn ngồi xuống bàn làm việc, dựa vào ghế. Ánh mặt trời buổi chiều không quá sáng, trong làn khói thuốc làm mặt y có chút mơ hồ. Y nói tiếp. Lý Đinh Sơn, cậu gần đây đi lại khá gần Thiếu Giai thì biết chuyện Văn Dương viết thư là rất bình thường. Hạ Tưởng giật mình, chẳng lẽ Lý Đinh Sơn đã biết Thiếu Giai cũng viết thư? Lẽ ra việc này tôi không nên khuyên cậu, dù sao đây là việc riêng của cậu chẳng qua cậu về sau theo tôi, lại rời khỏi thành phố Yến, Thiếu Giai là người quá linh hoạt khác so với sự bình tĩnh của cậu. Có lẽ hai người cùng nhau sẽ không có kết quả tốt. Tôi là người từng trải nên lấy thân phận trưởng bối khuyên cậu, Thiếu Giai không thích hợp với cậu. Hạ Tưởng thầm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Lý Đinh Sơn lo việc hắn yêu Thiếu Giai, sợ hắn không chịu nổi sức hấp dẫn của Thiếu Giai. Nếu hắn là Hạ Tưởng chưa biết gì trước đây thì đúng là không chịu nổi sức quyến rũ từ cơ thể của Thiếu Giai. Nhưng bây giờ hắn lại khác, sẽ không dễ dàng bị Thiếu Giai quyến rũ, càng đừng nói yêu cô ta. Giám đốc Lý không cần lo lắng, tôi và Thiếu Giai chỉ là quan hệ bình thường, không yêu đương. Hạ Tưởng thấy Cổ Hợp ở bên có chút khá kỳ quái liền biết Cổ Hợp âm thầm nói chuyện này. Hắn liền cười mắng. Cổ Hợp, có phải anh nhìn chúng Thiếu Giai? Cổ Hợp vội vàng xua tay nói. Đừng kéo tôi vào, Thiếu Giai rất đẹp, tôi không dám nhìn chúng. Dù cô ta chú ý tôi cũng không dám cưới. Có bà vợ đẹp như vậy thì để đâu cũng không yên tâm, tổn thọ. Lý Đinh Sơn cũng cười nói. Cổ Hợp còn chưa có đối tượng thích hợp phải không? Đi theo tôi nhiều năm như vậy đúng là làm ảnh hưởng đến việc kết hôn của cậu. Một thời gian nữa tôi nhất định thu xếp giúp cậu. Cổ Hợp kêu lên. Sao lại lôi tôi vào, đây là nói tốt cho Hạ Tưởng. Tôi thấy cậu ta và Thiếu Giai đong đẩy nhau, có lẽ hai người đều có ý. Cổ Hợp 27 tuổi mà vẫn độc thân, cứ nói giới thiệu bạn gái cho là y rất khẩn trương, có khi còn xấu hổ khiến Hạ Tưởng nghi ngờ y có phải vẫn còn nguyên. Hạ Tưởng là người đàn ông bình thường. Đàn ông bình thường tiếp cận gái đẹp có suy nghĩ là chuyện bình thường. Chẳng qua có suy nghĩ không chứng minh được là có hành động. Bây giờ, Hạ Tưởng biết rõ hắn đang đi trên một sợi dây, vốn mỗi bước đi đã rất nguy hiểm, nếu như còn có một chút quan hệ gì với Thiếu Giai thì đó chính là tự nhiên thêm một cơn gió, không chừng cuốn lấy hắn vào không thể nhảy ra được. Cổ Hợp trêu đùa mấy câu, Hạ Tưởng nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của Lý Đinh Sơn liền yên tâm. Bọn họ không biết những gì Thiếu Giai làm. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên khiến ba người im lặng. Một giây sau vang lên tiếng gõ cửa, Văn Dương đẩy cửa đi vào. Không khí vốn vui vẻ nhưng vì Văn Dương đến nên trở nên tinh tế. Vẻ mặt Văn Dương có chút xấu hổ, ánh mắt ác độc nhìn Hạ Tưởng rồi lộ vẻ tươi cười nói với Lý Đinh Sơn. Giám đốc Lý, tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết định tiếp nhận công ty. Cảm ơn lãnh đạo tòa soạn báo và giám đốc Lý tin tưởng, tôi nhất định sẽ không phụ tin tưởng của lãnh đạo. Dùng hết năng lực của mình để phát triển công ty. Văn Dương không ngồi,
nói xong liền đi xuống tầng. Lý Đình Sơn lấy ra một tập tài liệu trong ngăn đưa cho Hạ Tưởng. Quyết định về đất đã có, nếu Văn Dương nhận trách nhiệm thì cũng phải cho hắn một món quà. Tiểu Hạ cậu đưa quyết định này cho Văn Dương. Hạ Tưởng không hứng thú với chuyện làm việc tốt, cũng không cho rằng cần cải thiện quan hệ với Văn Dương. Chẳng qua nếu Lý Đình Sơn bố trí như vậy, hắn cũng không tiện nói gì. Khi Hạ Tưởng xuống lầu, Lý Đình Sơn đột nhiên nói một câu. Tối cùng đi ăn với Cao Hải, anh ta sau đây sẽ thành trưởng. Phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố Cao Hải. Trong suy nghĩ của Hạ Tưởng thì không có tin tức liên quan đến Cao Hải. Không biết y suy sụp hay là ngã xuống. Dù sao trong các lãnh đạo xuất hiện trên TV của tỉnh Yến, thành phố Yến cũng không có người này. Chương 29, lần đầu gặp phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố. Lý Đình Sơn nhìn Hạ Tưởng xuống tầng, trong lòng các suy nghĩ ngổn ngang. Hạ Tưởng chững chạc, nhiều kinh nghiệm, tuy còn trẻ nhưng làm việc chín chắn, một lòng hoạt động vì mình, lại không mất vẻ kính cẩn và cẩn thận, khiến mình đúng là không tìm ra được sơ hở. Muốn thực sự tìm ra khuyết điểm của Hạ Tưởng thì chỉ một điều mà Lý Đình Sơn thấy không đúng, đó là năng lực ứng biến và cư xử của Hạ Tưởng quá lão luyện, giống như một ông lão lăn lộn nhiều năm ở quan trường. Đâu có giống một thanh niên mới hơn 20 tuổi bồng bột cơ chứ. Chẳng qua khuyết điểm này cũng có thể coi là ưu điểm. Người tiến vào quan trường thì đó lại là ưu thế. Lý Đình Sơn thậm chí còn có chút may mắn có Hạ Tưởng đi theo bên mình. Chẳng những kịp thời phát hiện việc Lý Khai Lâm giấu giếm, bảo y thoát ra khỏi công ty trong vũng lầy, còn có thể đưa ra ý tưởng rời khỏi tỉnh thành đến huyện xa xôi nhận chức, tránh khỏi Cao Thành Tùng. Trí tuệ chính trị sắc bén mà thành thục này sao có thể chạy ra từ miệng thanh niên 23 tuổi. Ngay cả Tống Chiêu Độ nghe xong ý này cũng khen ngợi, cho rằng biện pháp này khả thi, bây giờ là lúc rất quan trọng, lùi một bước hợp lý là thể hiện sự thành thục trong chính trị. Tống Chiêu Độ thậm chí cũng nghĩ đến việc gặp Hạ Tưởng. Lý Đình Sơn vội vàng từ chối, y sợ Tống Chiêu Độ vừa thấy sẽ đề xuất Hạ Tưởng sang giúp Tống Chiêu Độ. Với tình hình hiện nay Lý Đình Sơn cũng không muốn Hạ Tưởng rời khỏi mình. Cổ hợp làm lái xe thì có thể nhưng không có chút suy nghĩ chính trị, không thể dùng. Văn Dương càng không thể tin, y một mình đi xuống huyện bá, bên cạnh không có người giúp là quá thảm. Thật sự muốn tìm người có thể dùng lại đáng tin đâu phải dễ. Lý Đình Sơn quyết định trong thời gian này không thể để Tống Chiêu Độ gặp Hạ Tưởng, phải nắm chắc Hạ Tưởng trong tay, để hắn phục vụ mình. Chẳng qua để Hạ Tưởng đi gặp Cao Hải thì có thể. Y không thể thường xuyên về tỉnh thành, có thể để Hạ Tưởng trực tiếp gặp Cao Hải. Hạ Tưởng không lập tức giao văn bản cho Văn Dương. Dù sao cũng không gấp. Hắn về phòng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ vài ngày mà quả nho lúc đầu còn bé bây giờ đã to hơn, từng cành nho răng kín cả giàn. Nho là loại quả mà Dương Bối thích ăn nhất, đồng thời cô cũng có đôi mắt như quả nho, mỗi lần nháy mắt thường xoay tròn không ngừng, khi cười ánh mắt liền như hình trăng lưỡi liềm, hơn nữa khuôn mặt tròn rất đáng yêu. Cô trông như ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc Giang Nara, cô vừa vào đại học đã làm Hạ Tưởng bị quyến rũ. Sau một phen theo đuổi, hắn tốn rất nhiều công sức mới thành công ôm được người đẹp vào lòng, trong khi có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Bây giờ nhớ đến Dương Bối, Hạ Tưởng không khỏi cảm thấy nỗi đau âm ỉ. Bởi vì khi chia tay, Dương Bối còn thề sẽ đợi hắn 3 năm. Hạ Tưởng cũng thề phấn đấu 3 năm để đạt được một mảnh không gian cho mình, rồi đưa cô từ huyện bá về, sau đó lấy nhau và lập nghiệp ở thành phố Yến. Đáng tiếc lời thề hôm trước vẫn còn văng vẳng bên tai mà nay người đẹp đã dựa vào lòng người khác, chỉ để lại một câu nói nhẹ nhàng, hẹn gặp lại. Mối tình đầu, Hạ Tưởng coi như đã dồn hết tình cảm, từng nghĩ nó mãi mãi vững bền. Nhưng ai ngờ được xa cách chưa đầy nửa năm, tình yêu không vượt qua nổi hơn 500 km và 180 ngày xa cách. Mặc dù hắn đã trải qua hơn 12 năm nhưng hắn vẫn không muốn chia tay Dương Bối. Càng không ngờ được hắn sắp cùng Lý Đình Sơn đến huyện bá, đến quê hương huyện bá của Dương Bối. Sau 12 năm tái sinh lại, trải qua một phen cố gắng thay đổi vận mệnh, chẳng lẽ còn không thể tránh khỏi việc đối mặt với Dương Bối sao? Đột nhiên tiếng máy điện thoại vang lên làm Hạ Tưởng tỉnh giấc. Hắn lắc đầu vứt mấy suy nghĩ kia đi khỏi đầu và phát hiện ra Phùng Húc Quang gọi hắn. Hắn nghe điện thì Phùng Húc Quang hỏi về cuộc điện của Văn Dương. Phùng Húc Quang không nhiều lời. Chỉ nói hắn không cần để ý thái độ của Văn Dương. Hắn và tôi trước đây là đồng nghiệp, hôm nay hắn nói thật quá đáng. Đừng nói hai anh em ta có quan hệ thân thiết,
chỉ là bạn bè bình thường cũng sẽ không vì câu nói của hắn mà đuổi người của tôi. Bạn bè quan hệ cũng có giới hạn. Đúng rồi Hạ Tưởng, tôi cho người mua cho chú một cái di động, chú không được từ chối, tôi phái người mang tới cho chú. Không có di động sẽ không tiện, đừng nói khách khí gì cả, như vậy sẽ xa cách. Nếu Phùng Húc Quang mắng Văn Dương thì Hạ Tưởng sẽ coi thường y. Kết quả Phùng Húc Quang chỉ nhẹ nhàng nói qua chuyện này, lại tỏ thái độ và đưa một máy điện thoại di động đến cho hắn, nói rõ quan hệ giữa hai người rất gần gũi. Cách nói chuyện và làm việc này so sánh với Văn Dương là biết ngay cao thấp. Năm 1998 thì một máy điện thoại di động cũng phải 3-4 ngàn tệ, coi như quà không nhỏ. Chẳng qua Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, không nói hắn đưa biện pháp cho Phùng Húc Quang, chỉ bằng việc Tào Thù Lệ dọa được Lý Hồng Giang lập tức thi công, nếu Phùng Húc Quang không tỏ vẻ gì thì đó là người không biết điều. Điện thoại di động hắn lấy là được, dù sao về sau còn có cơ hội báo đáp Tào Vĩnh Quốc mà. Dù là đời sau hay là sau khi sống lại, Hạ Tưởng rất cảm kích Tào Vĩnh Quốc. Bởi vì có Tào Vĩnh Quốc giúp nên hắn mới có thể ở lại thành phố Yến, mà Tào Vĩnh Quốc thậm chí không nhận quà. Về cơ bản từng thành phố đều có một khách sạn cấp quốc tế. Bữa tối với Cao Hải được tổ chức trong nhà hàng Tĩnh Tâm Các trên tầng 10 khách sạn quốc tế. Hạ Tưởng vốn nghĩ chỉ có mình Cao Hải đến, không ngờ Cao Hải còn mang theo một người khách nữa. Cao Hải vừa lùn vừa béo, đứng cạnh Lý Đinh Sơn đúng là thấp hơn một cái đầu. Có lẽ do rất quen với Lý Đinh Sơn nên nụ cười trên mặt y cũng khá thân thiết. Y bắt tay Hạ Tưởng rồi nói. Hạ Tưởng, tên rất hay. Nghe Đinh Sơn nói cậu rất được, thanh niên có triển vọng. Bởi vì đây là cuộc gặp riêng nên cổ hợp không cùng tiếp khách. Bạn Cao Hải là người không thấp chỉ là mặt khá gầy, mũi và mắt đều nhỏ lộ ra vẻ khôn khéo và lạnh lùng. Nghe giới thiệu thì biết y là Sở Tử Cao, là ông chủ của Sở Phong Lâu. Sau khi mọi người ngồi xuống, Sở Tử Cao không ngừng lăng xăng, hết đưa thuốc lá lại cẩn thận hỏi mọi người thích gì. Hạ Tưởng có thể nhìn ra Sở Tử Cao là người thanh toán. Ngẫm lại thì đúng là Lý Đinh Sơn tốt xấu gì cũng là người phụ trách của tòa soạn cấp quốc gia ở tỉnh Yến, Cao Hải là phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố Yến. Hai người này ăn cơm thì phải có người chủ động đến thanh toán mà. Lý Đinh Sơn và Cao Hải nói cười cười, kể một vài chuyện thú vị trước đây. Đám người Hạ Tưởng chỉ có ngồi nghe, cổ hợp biết thân phận nên sau khi ngồi xuống liền đoạt lấy ấm từ tay Sở Tử Cao, phụ trách rót nước cho mọi người. Sở Tử Cao cũng không tranh còn gật đầu cảm ơn cổ hợp. Sau đó y nói chuyện với Hạ Tưởng. Qua vài lượt rượu, không khí bắt đầu náo nhiệt, Cao Hải cũng không ngại Sở Tử Cao ở đây, giơ chén mời Lý Đinh Sơn. Lúc quan trọng vẫn là quan hệ của ông bạn chắc chắn, lần này lên trường thì ít nhiều cũng nhờ ông chỉ điểm. Lời dễ nghe tôi không nói nhiều, đều ở trong chén. Nói xong y uống cạn. Lý Đinh Sơn có quan hệ trong thành phố. Theo Hạ Tưởng nhớ thì hình như có quan hệ thân nhất với Lý Đinh Sơn ở thành phố là Cao Hải, nếu không cũng không đến mức không được phê duyệt mảnh đất kia. Hạ Tưởng có chút khó hiểu nhìn Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn cũng uống cạn chén, xua tay nói. Cao Hải, ông khách khí với tôi làm gì, cần như vậy sao? Ông ở trong cuộc nên không tỉnh táo bằng tôi ở ngoài cuộc. Trần Phong từ khi nhận chức đến nay đã muốn cải thiện vấn đề giao thông của thành phố Yến. Bây giờ đã thông được nhiều đoạn. Sửa đường cũng đến lúc kết thúc. Sau đây muốn làm gì không khó đoán, là bất động sản. Đây cũng là theo phương hướng phát triển mạnh bất động sản của quốc gia, cho nên. Lần này, Lý Đinh Sơn lên Bắc Kinh, khi ở văn phòng của lãnh đạo cao cấp tòa soạn báo, thì thấy một bản dự thảo phương hướng tuyên truyền sau này, trong lòng biết được chính sách quốc gia, lại nghĩ đến tình hình cụ thể ở thành phố Yến, còn có việc Tống Chiêu Độ hơi lộ ra công tác quan trọng trong tỉnh, y liền mở miệng nhắc Cao Hải vài câu. Cao Hải thuận thế mà viết thành tài liệu giao cho Trần Phong. Kết quả Trần Phong rất tán thành và đưa Cao Hải lên cấp trưởng. Mặc dù bắt đầu từ năm 1990, tỉnh Hải Nam có cơn sóng bất động sản đầu tiên rất nóng thành bệnh. Đến năm 1995, Hải Nam vốn có 5.000 nhà đầu tư bất động sản chỉ còn có 200 người sống sót. Tiền hết, người đi, Hải Nam còn 4,55 triệu mét vuông nhà ở bỏ không. 16,31 triệu mét vuông công trình đang làm, còn 23.800 hecta đất bỏ hoang. Hải Nam nho nhỏ chẳng qua chỉ có 6-7 vạn dân mà các công trình bỏ hoang chiếm 1 phần 10 cả nước. Đến năm 1998, 4 ngân hàng lớn của Trung Quốc là Công Thương, Nông nghiệp, Đầu tư, Xây dựng còn đóng rất nhiều vốn tại Hải Nam.
một nửa công trình và đất bỏ hoang mất hơn 43 tỷ, thêm cả tài chính xã hội thì tổng cộng là hơn 80 tỷ, hoạt động tín dụng bất động sản phi pháp có lãi suất đến 80%. Ít nhất 5 tổ chức cho vay nặng lãi bị phá sản. Hạ Tường còn nhớ rõ chùm bất động sản đầu tiên của tỉnh Yến là Thành Đạt Tài. Đây vốn là một phóng viên của tòa soạn tỉnh Yến từ trước mà thành lập một đế quốc buôn bán khổng lồ. Năm đó vì đầu tư sai nên một món tài chính lớn bị đọng ở Hải Nam. Bởi vì tài chính lưu động nên thiếu chút nữa gây phản ứng dây chuyền khiến tập đoàn Đạt Tài thiếu chút nữa phá sản. Tỉnh Yến là tỉnh trong đất liền, kinh tế so sánh với các thành phố duyên hải còn có chênh lệch không nhỏ. Cho nên năm 1998, bất động sản lại bắt đầu nóng lên. Trên thực tế bắt đầu từ năm 1990 đến tận năm 2010, bất động sản trong nước vẫn đang không ngừng phát triển theo hướng tăng lên, bong bóng càng lúc càng lớn, cuối cùng sẽ có ngày ngã theo hiệu ứng dây chuyền. Chương 30, lời thật sau bữa rượu. Hạ Tưởng nhớ rõ bắt đầu từ bây giờ đến đời sau, bất động sản thành phố Yến bắt đầu phát triển rất mạnh, gần như chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cải tạo thôn nội đô khiến xây dựng rất nhiều nhà cửa, một loạt tiểu khu trong thôn nội đô được dựng lên, giá nhà cũng từ 2.000 tăng lên đến 4.000, 5.000 tệ, luôn cao gấp 10 lần thu nhập của dân chúng. Giai đoạn thứ hai là khi thành phố Yến đưa ra chiến lược phát triển toàn thành phố về phía Đông Nam, kết quả đại quân bất động sản do Thành Đạt Tài cầm đầu toàn lực tiến về các khu Đông Nam của thành phố Yến mà khai thác, rất nhiều tiểu khu mới được xây dựng. Kết quả mãi đến mười mấy năm sau Đông Nam phát triển vẫn không hợp ý người. Đường phố khu khai phát này rất rộng rãi nhưng cỏ mọc đầy. Trong đó ngoài mấy trường cao đẳng và mấy công ty không ra hồn thì toàn bộ dân cư ở đây không đến 100.000, đưa mắt nhìn thì thấy đây là nơi yên tĩnh hiếm có ở các thành phố trong cả nước, thành nơi tốt nhất cho những đôi yêu nhau và tập xe. Rất nhiều tiểu khu lúc ấy nói quá là rất đẹp nhưng để đó không dùng đạt đến tỷ lệ 70%. Yên tĩnh thì yên tĩnh nhưng ở đây đi mua đồ ăn nấu cơm cũng phải lái xe mất gần tiếng, cuộc sống không phải là theo đuổi việc hư ảo, mà cần ăn, mặc, ở, đi lại. Dù là ai cũng không thể chấp nhận sự yên tĩnh mà xa rời chốn phồn hoa của thành phố. Cuối cùng là các công ty bất động sản ở khu khai phát này đóng cửa, thậm chí còn dẫn đến rất nhiều cuộc tranh cãi, còn có việc sở hữu nhà nhưng không thể chứng minh. Cuối cùng việc áp đảo toàn bộ các nhà đầu tư bất động sản chính là một quyết định của chính quyền tỉnh. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh sau khi trải qua nghiên cứu và thấy thành phố Yến do nguyên nhân địa hình nên chính sách phát triển về phía Đông Nam là không phù hợp khoa học và sự phát triển của thời đại. Thành phố Yến nên phát triển về phía Tây Bắc, kết quả chính sách vừa ban hành thì lập tức đào thải rất nhiều nhà đầu tư bất động sản cũ, lại có một đám nhà đầu tư bất động sản mới mọc lên, bắt đầu cuộc tiến quân về phía Tây Bắc. Vì thế xuất hiện giai đoạn nóng bỏng về bất động sản thứ ba của thành phố Yến. Hậu quả của giai đoạn này như thế nào thì Hạ Tưởng không biết. Bởi vì hắn còn chưa thấy thành tựu của giai đoạn này thì đã sống lại vào năm 1998. Cho nên hắn nghe thấy Lý Đinh Sơn nhắc tới thành phố Yến, nhắc tới phương hướng phát triển của thành phố Yến sau này, lại đề cập đến Trần Phong thì hắn liền lưu ý. Cao Hải dựa vào Trần Phong, chẳng lẽ về sau Trần Phong rơi đài sẽ liên quan đến tiền đồ chính trị của Cao Hải. Cho nên y về sau mới không thấy Cao Hải trong danh sách cán bộ lãnh đạo tỉnh, thành phố. Giám đốc sở, Sở Phong Lâu của anh kinh doanh thế nào? Hạ Tưởng động tâm và nhân cơ hội hỏi Sở Tử Cao. Giọng Sở Tử Cao khá khàn, nghe như nói chuyện gần vậy. Số khách quá ít, giao thông không tiện, lại không có chỗ đỗ xe, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mà thôi. Tôi hôm nay chính là muốn thử hỏi ý của trưởng ban thư ký xem trong 2 năm có thể cải tạo đường bằng hữu không. Nếu đến năm 2000 mà không có hành động gì thì Sở Phong Lâu của tôi đành phải đóng cửa. Sở Tử Cao lộ rõ vẻ lo lắng nhưng trong đó cũng có vài phần thành thật. Nhưng Hạ Tưởng cũng có thể đoán ra bây giờ y rất không tự tin. Vị trí Sở Phong Lâu ở phía bắc đường bằng hữu, phía tây có sông Bách Tính, phía đông có bãi rác, phía nam cách con đường Tân Hưng Phồn Hoa không xa. Chẳng qua phía bắc lại là con đường chết, không thông xe thì sẽ không có xe cộ qua lại, rất nhiều ô tô đều đi qua phía bắc đường bằng hữu mới đến được đường Tân Hưng, thường là rẽ phải hoặc rẽ trái, rất ít khi đến Sở Phong Lâu. Hơn nữa phía sau còn có bãi rác rất thối, có khách đến mới là lạ. Không biết lúc ấy Sở Tử Cao sao lại nhìn chúng mảnh đất này, lựa chọn xây dựng Sở Phong Lâu ở đây. Bây giờ đã hơn năm trôi qua, cảnh vật xung quanh không có chút dấu hiệu cải thiện. Y cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Hạ Tưởng nhìn Cao Hải. Cao Hải và Lý Đình Sơn không biết đang nói chuyện gì mà mặt rất nghiêm túc, vẻ mặt suy nghĩ gì đó. Có lẽ là vài tin tức trong cuộc. Y đoán Sở Tử Cao muốn từ miệng Cao Hải hỏi về công tác trọng điểm của Ủy ban Nhân dân thành phố 2 năm tới, có kế hoạch cải tạo phía Bắc đường Bằng Hữu không? Chẳng qua xem ra Cao Hải vẫn chưa lộ tin. Hạ Tưởng và Sở Tử Cao chạm chén. Mặc dù hắn không thích rượu Mao Đài vì hương quá nồng làm hắn đau đầu, chẳng qua vì lễ phép nên hắn vẫn cạn. Bãi rác sau Sở Phong Lâu rất nhanh sẽ rời đi, nếu không sẽ không phù hợp quy hoạch phát triển toàn thành phố. Bãi rác rời đi mà được duyệt thì giám đốc Sở có ý tưởng gì không? Hạ Tưởng tung mồi. Sở Tử Cao do dự một chút rồi nói. Chủ yếu là ở chính sách ủng hộ của thành phố, có thể mở thông đường cụt ở phía Bắc, tất nhiên có thể đưa tới xe cộ và người qua lại. Giá trị buôn bán ở đoạn phía Bắc phố sẽ tăng lên nhiều, là có thể làm sống tất cả nhà hàng, khách sạn ở đây. Có thể nói ra lời này có lẽ là Cao Hải đã lộ chút tin tức. Đây là thành phố có ý cải tạo phía Bắc đường. Đời sau phía Bắc đường Bằng Hữu đúng là đến năm 2000 mới thông đoạn đường cụt, qua đó cứu sống tất cả các khách sạn, nhà hàng bao gồm cả Sở Phong Lâu. Đồng thời hình thành đoạn đường ẩm thực dài 500 mét. Nhưng bởi vì đường không rộng, mở rộng khó khăn nên vừa tới giờ ăn cơm là hai bên đường đỗ đầy xe khiến đi lại khó khăn. Đến trước khi Hạ Tưởng tái sinh lại thì vấn đề giao thông ở đoạn đường này vẫn chưa được cải thiện. Bởi vì cửa khách sạn đỗ xe chiếm mất lòng đường nên thường xuyên xuất hiện tranh cãi. Theo Hạ Tưởng thấy thông đoạn đường cụt phía Bắc là việc làm quá kém. Sau này khi thành phố Yến xây dựng nhiều cầu vượt trong thành phố, làm như vậy giảm áp lực giao thông từ Nam sang Bắc thì đoạn đường này bị hạn chế tác dụng. Hơn nữa khi mạnh mẽ giải tỏa khiến cho các nhà bị giải tỏa bị tổn thất, khiến Ủy ban Nhân dân thành phố đau đầu. Theo hắn nhớ thì hình như cải tạo công trình này là thành tích cuối cùng của Trần Phong. Ngày thông đường là ngày Trần Phong xong đời. Chẳng lẽ đoạn đường gần 500 mét này làm cho mâu thuẫn của Cao Thành Tùng và Trần Phong hoàn toàn bộc phát? Hạ Tưởng không có đánh giá với cách làm của Trần Phong. Nhưng Trần Phong có năng lực làm việc, mặc dù cách làm hơi thô bạo một chút nhưng đúng là làm nhiều việc vì dân. Nếu có thể thì hắn nguyện giúp Trần Phong làm được nhiều cống hiến cho thành phố Yến. Thông đoạn đường cụt tuy rằng sẽ đả thông phía Bắc phố nhưng tốn quá nhiều, cũng rất mất thời gian. Thành phố có lẽ đang khó khăn quyết định, nếu phải chờ đến khi thành phố quyết tâm ra tay thì ít nhất cũng phải đến năm 2000. Bởi vì bây giờ tất cả tâm trí của thành phố chủ yếu là cải tạo thôn nội đô, trong lúc nhất thời không thể quan tâm đến đoạn đường 500 mét ngắn ngủi này. Nếu đợi 2 năm nữa thì giám đốc Sở có kiên nhẫn nổi không? Sở Tử Cao cũng không đơn giản. Về sau y kiên trì 2 năm, đến năm 2000 đường phía Bắc được thông, Sở Phong Lâu của y cũng thành một trong những nhà hàng có ảnh hưởng ở thành phố Yến. Đến cuối cùng còn mở ra vài chi nhánh coi như kiếm được một món lớn. Sở Tử Cao mặt mày nhăn nhó, ánh mắt liếc nhìn Cao Hải mà bất đắc dĩ nói. Chúng tôi làm kinh doanh nhỏ thì làm sao có nhiều tài chính mà kiên trì lâu như vậy. Chỉ sợ dù kiên trì được cũng không thể dậy nổi. Hạ Tưởng cười thầm một tiếng, Sở Tử Cao có quan hệ với Cao Hải, muốn dựa vào Cao Hải để lộ ra chút chính sách của thành phố, muốn y ảnh hưởng tới thị trường để đưa ra quyết định cải tạo, đây là nằm mơ. Điều này không quan hệ tới sức ảnh hưởng của Cao Hải. Mặc dù là Trần Phong cũng sẽ không dễ dàng thay đổi các luận chứng trên nhiều khía cạnh trong quyết định. Hơn nữa chính quyền là một người quản gia, phải suy xét nhiều mặt, làm sao đạt được nhiều lợi ích cho mọi người đó mới là quan trọng nhất. Tôi học xây dựng nên bình thường cũng thích suy nghĩ, có một ý tưởng cũng chưa được chỉnh chu lắm có thể nói cho giám đốc Sở nghe. Nhưng đây là nói trong bàn rượu, nếu nói không đúng thì cứ coi như uống vào nói say. Hạ Tưởng liền đưa ra một tấm bia trước. Hắn không muốn Lý Đình Sơn và Cao Hải cho rằng hắn quá kiêu ngạo, chẳng qua vừa khiêm tốn vừa phải lộ ra điều mình suy nghĩ. Thực ra quan trọng nhất của đoạn đường đó là bãi rác. Chỉ cần bãi rác chuyển đi là có thể làm sống lại cả con phố. Thông đoạn đường cụt tuy rằng sẽ tạo thành nhiều chỗ tốt đối với giao thông Nam Bắc thành phố Yến, nhưng từ lâu dài sẽ không cần thiết bởi vì với cục diện thành phố bây giờ thì tương lai tất nhiên phải phát triển cầu vượt. Hạ Tưởng còn chưa nói hết câu thì mặt Cao Hải đã hơi tái. Dừng lại cuộc nói chuyện với Lý Đình Sơn. Y có chút hứng thú nhìn Hạ Tưởng. Ý tưởng rất sáng tạo. Tiểu Hạ nói tiếp. Hạ Tưởng không ngờ Cao Hải thính như vậy, có chút xấu hổ nói. Tôi chẳng qua chỉ là tùy tiện nói mà thôi, sao dám lọt vào tai của trưởng ban thư ký Cao. Trưởng ban thư ký Cao không nên chú ý.
tôi chỉ là nói chuyện với giám đốc sở mà thôi. Nếu chẳng may nghe xong mà vui thì cho tôi thẻ giảm giá là tốt rồi, tôi không dám nói lung tung trước mặt ngài. Cao Hải sờ bụng nói. Chẳng lẽ Đinh Sơn nho nhã nên anh cảm thấy anh ta có tài? Còn tôi tai to mặt lớn là người rất tầm thường. Tiểu Hạ, không được từ hình dáng mà đoán con người. Tôi rất muốn nghe cao kiến của cậu. Hạ Tưởng có ấn tượng tốt đối với Cao Hải, hắn cười cười khiêm tốn rồi gật đầu với Lý Đinh Sơn, thấy đối phương có vẻ khen ngợi liền mở miệng nói. Chỉ cần thành phố quyết định chuyển bãi rác đi, sau đó biến đoạn đường đó thành đường dành cho người đi bộ. Sau đó giám đốc sở có thể kết hợp với ông chủ mấy khách sạn, nhà hàng cùng bỏ ra vài trăm ngàn làm một quảng trường nhỏ ở khu vốn là bãi rác, rồi trồng hoa, cây xanh ở bãi đất ven sông Bách Tính, đặt ghế dài. Nếu tài chính nhiều thì xây dựng vài ba cái đình, có hoàn cảnh đẹp thì tự nhiên sẽ hấp dẫn dân xung quanh đến đi dạo, dòng người đông đúc thì không bao lâu sẽ hóa thành dòng khách đến khách sạn. Hạ Tưởng có thể khẳng định bãi rác nhất định đang được đề cập để chuyển đi, muộn nhất là đầu năm sau sẽ đưa ra ngoài. Thực ra ở đoạn đường này quan trọng nhất là bãi rác nhưng bởi vì do ảnh hưởng của thời đại và hoàn cảnh nên cho dù là thị trưởng có đầu óc rất giỏi cũng không thể có suy nghĩ xây dựng đường dành riêng cho người đi bộ. Thành phố Yến vốn lạc hậu hơn chục năm so với các thành phố phát triển ven biển mà. Chương 31, báo đáp không có gì bất ngờ. Cao Hải không rời mắt khỏi Hạ Tưởng, mắt y lóe lên, trong lòng không khỏi có một tia chua xót. Bao chuyên gia luận chứng, sở quy hoạch cũng nghiên cứu mà đưa ra kết luận còn không đúng trọng tâm như lời nói trên bàn rượu của thanh niên này, càng thêm phù hợp lợi ích nhiều mặt. Đúng thế, bãi rác nhất định phải rời đi. Thành phố chỉ cần một quyết định biến đoạn đường cụt này thành đường dành riêng cho người đi bộ, xe qua lại không nhiều, không cho ô tô qua lại cũng sẽ không tạo ra nhiều ý kiến phản đối. Sau đó lại để mấy công ty đang rất cần cải thiện môi trường kinh doanh bỏ vốn xây dựng quảng trường. Thành phố thậm chí không cần bỏ ra một đồng mà có thể tạo rất nhiều chỗ tốt cho hơn 10 nhà kinh doanh trên con đường này và dân chúng xung quanh. Biện pháp này nếu nói là biến đá thành vàng cũng không có gì là quá. Hạ Tưởng không biết Cao Hải đang rất giật mình và than thở, hắn nói tiếp. Sau khi các nhà hàng do sở Phong Lâu cầm đầu kinh doanh tốt, thành phố có thể lại đưa ra chính sách ưu đãi xây dựng đoạn đường 500 mét này thành phố ẩm thực. Không biết chừng nơi này về sau sẽ thành địa điểm nổi tiếng của thành phố Yến. Câu cuối cùng Hạ Tưởng nói với giọng trêu đùa nghe ra thì nghĩ là thuận miệng nói chuyện cười, có thể để người nghe thấy đây là một thanh niên không biết trời cao đất rộng nên nói loạn. Sở Tử Cao và Cổ Hợp thì không nghĩ nhiều, nhưng Lý Đinh Sơn và Cao Hải nghe vào tai thì rất sợ hãi. Bọn họ nhìn nhau và thấy rõ sự kinh ngạc và khó hiểu trong mắt đối phương. Một thanh niên hơn 20 tuổi, chưa được tiếp xúc với các chính sách trọng tâm của thành phố mà có giải thích như vậy, có năng lực nhìn xa như vậy, đây chẳng lẽ là thiên tài? Cổ Hợp ở những buổi ăn nhậu chưa bao giờ nói. Sở Tử Cao dù sao cũng là nhà kinh doanh nên tầm mắt không đủ rộng và không ý thức được lời của Hạ Tưởng. Nhưng nếu để thị trưởng Trần Phong nghe được thì cũng sẽ rất khiếp sợ. Hắn chỉ nhìn Cao Hải với ánh mắt chờ đợi, cẩn thận hỏi. Trưởng ban thư ký Cao, biện pháp của Hạ Tưởng rất được, không biết có thể thực hiện không? Hạ Tưởng không đợi Cao Hải trả lời liền vội vàng giơ chén lên. Chỉ là mấy lời nói đùa sau khi uống rượu, không thể coi là thật. Nào, tôi mời giám đốc Lý và trưởng ban thư ký Cao một chén. Lý Đinh Sơn và Cao Hải đều cười cười và giơ chén lên uống cạn. Đây là rất nể mặt Hạ Tưởng, cũng coi như khen ngợi hắn kịp thời giải vây. Cao Hải không thể tỏ thái độ với lời nói vừa rồi của Hạ Tưởng, dù sao y cũng là phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố, chuyện liên quan tới quyết định hạng mục lớn thì sao có thể dễ dàng mở miệng nói. Tuy Cao Hải có thể nhẹ nhàng bỏ qua câu hỏi của Sở Tử Cao, nhưng từ việc Hạ Tưởng tự bào chữa, lấy câu nói đùa khi uống rượu mà qua thì càng thêm có hiệu quả. Sở Tử Cao cũng thông minh nên lập tức hiểu ra câu hỏi này không ổn nên vội vàng đứng lên, xấu hổ nói. Tôi cũng mời trưởng ban thư ký Cao và giám đốc Lý một chén. Tôi tự phạt ba chén. Nói xong uống cạn ba chén. Lý Đinh Sơn không nói gì, cũng không chạm chén mà chỉ cười hì hì nhìn Cao Hải. Trên mặt Cao Hải đúng là không thể nhìn ra điều gì. Chẳng qua vẫn từ từ giơ chén lên uống hơn nửa và cười mắng. Lão Sở, anh dù như thế nào cũng phải cho Tiểu Hạ thẻ giảm giá đi chứ. Tôi thấy ít nhất là thẻ vàng. Lý Đinh Sơn cũng nhấp một ngụm rồi nói. Lão Sở cho tôi một thẻ bạc, cho Tiểu Hạ một thẻ vàng, có phải là bên nặng bên nhẹ không?
Sở Tử Cao nghe thấy thế liền vội vàng lấy trong cặp mang theo bên người hai thẻ vàng, phân biệt ký tên rồi đưa cho Lý Đinh Sơn một thẻ đưa cho Hạ Tưởng. Trong vòng một năm chỉ cần tiêu không quá 2.000 tệ thì với thẻ này sẽ được giảm 30%. Lúc Lý Đinh Sơn và Cao Hải đi vào WC, Cao Hải lay vai Lý Đinh Sơn mà nói. Đinh Sơn, nhặt được bảo vật từ bao giờ vậy? Hạ Tưởng này đúng là không đơn giản, tôi nói trước đó, nếu cậu ta muốn đi theo tôi thì ông phải thả người. Tôi đảm bảo trong vòng một năm để cậu ta lên làm phó trưởng phòng. Lý Đinh Sơn đẩy Cao Hải mà nói. Nói nghiêm chỉnh nhỉ, đừng có cướp người của tôi. Tôi xuống huyện mà bên người không có người dùng được thì triển khai công tác kiểu gì? Một năm lên phó trưởng phòng thì đáng gì, một năm tôi đưa cậu ta lên làm trưởng phòng, đến vị trí trưởng phòng số 1 của huyện. Cao Hải thấy xung quanh không ai nhưng vẫn cúi đầu nhỏ giọng nói. Tôi không tiện mở miệng nói nhưng trước mặt ông thì không ngại. Tôi sẽ căn cứ ý của Hạ Tưởng mà sửa lại rồi báo lên cho thị trưởng Trần. Tôi đoán khả năng thị trưởng Trần đồng ý là rất cao. Ông đừng nhìn tôi với vẻ mặt đó. Tôi không phải vì Sở Tử Cao kia mà thật sự muốn làm việc gì đó cho nhân dân thành phố Yến. Lý Đinh Sơn cười nói. Đừng có mạnh miệng với tôi. Ông và Sở Tử Cao có quan hệ gì thì tôi mặc, ông muốn theo Trần Phong cũng chỉ là muốn tiến bộ. Muốn lấy ý tưởng của Hạ Tưởng thì tôi cũng không có ý kiến. Cậu ta nếu ngay mặt nói ra là cho ông một cái ơn. Chẳng qua có một điều này bạn học, ông còn có không gian tiến bộ, chú ý tay đừng đưa ra dài quá, cẩn thận bị người nắm được chuôi. Cổ Hợp gật đầu rồi đột nhiên thở dài nói. Cùng là bạn học, vì sao Chiêu Độ vẫn cứ lạnh nhạt với tôi nhỉ? Lý Đinh Sơn biết sao Tống Chiêu Độ lại bên nặng bên nhẹ nhưng không tiện phát biểu ý kiến, y chỉ lắc đầu không nói. Trong căn phòng, Sở Tử Cao nhân cơ hội đi tính tiền, phòng chỉ còn Hạ Tưởng và Cổ Hợp. Hạ Tưởng đưa thẻ vàng cho Cổ Hợp rồi nói. Tiểu Cổ, thẻ này anh cầm đi, tôi cầm cũng không có tác dụng. Cổ Hợp xua tay nói. Người một nhà không cần khách sáo như vậy, tôi đi theo giám đốc Lý đến các nơi thì càng không cần, chú cứ giữ. Ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Khi thấy Hạ Tưởng gần đây tiến lên rất mạnh nhưng vẫn không hề coi thường mình, vẫn đối xử với mình như trước. Hai hôm sau Hạ Tưởng mới đưa quyết định phê duyệt mảnh đất cho Văn Dương. Văn Dương mặc dù cố giữ bình tĩnh không biểu hiện quá mức trước mặt Hạ Tưởng. Nhưng Hạ Tưởng vẫn cẩn thận phát hiện khi Văn Dương cầm quyết định thì tay hơi run run. Hạ Tưởng đột nhiên nghĩ đến Lý Khai Lâm phải đi, không biết Lý Đinh Sơn có nói với Văn Dương không. Có lẽ có quyết định, Văn Dương còn cho rằng hạng mục màn tinh thể lỏng nhất định thành công, có thể khiến y thi thố tài năng. Chẳng qua có lẽ Văn Dương cũng đã biết vốn vay từ ngân hàng là rất khó. Nhưng có quyết định này trong tay thì sẽ làm y thêm tự tin. Mấy ngày sau đó không có việc gì, Hạ Tưởng liền mở điện thoại di động T28 mà Phùng Húc Quang đưa cho. Đây là chiếc điện thoại di động rất tinh xảo, còn mời Lưu Đức Hoa làm quảng cáo, ưa chuộng cả một thời gian. Tuy rằng nó không thể so sánh với các điện thoại di động nhiều tính năng đời sau nhưng chiếc máy màn hình đen trắng trông như máy tính này mất hơn 3.000 tệ mới mua được, đúng là khó có thể ngờ điện thoại di động đời sau phát triển mạnh như vậy. Qua mấy ngày, Hạ Tưởng có vẻ đã quen với thân phận bây giờ. Về việc sao hắn lại tái sinh vào thời điểm này, hay chỉ là nằm ngủ gật trên bàn và mơ thì giới hạn trong đó bắt đầu trở nên mơ hồ. Mơ cũng tốt, tái sinh cũng tốt, sống tốt mới đúng. Lý Đinh Sơn cũng đã có quyết định ngày đến huyện bá nhận chức là ngày 15 tháng 7, còn một tuần nữa. Cùng lúc đó y thông qua quan hệ điều Hạ Tưởng đến tỉnh đoàn. Tạm thời chưa thể đến huyện bá nên chỉ có thể chờ một thời gian. Đồng thời y cũng từ chức phụ trách tòa soạn báo tại tỉnh Yến, do một phóng viên khác tên Từ Thắng chỉ đảm nhiệm. Văn Dương sau khi chính thức nhận công ty thì cũng không được tòa soạn ủy nhiệm làm giám đốc, vẫn lấy thân phận phó giám đốc chủ trì công việc. Nhưng rất rõ ràng tòa soạn tạm thời không tính phái người xuống nên y cũng bắt đầu triển khai công việc, thông báo tuyển dụng nhân viên. Mỗi ngày thấy Hạ Tưởng còn ở công ty thì Văn Dương rất tức giận mà không tiện phát tác, đành tỏ vẻ không thấy. Chủ yếu là do Lý Đinh Sơn và Cổ Hợp còn ở công ty. Chỉ chờ thời gian tới là ba người cùng nhau rời khỏi. Tiếu Giai sau khi xin thôi việc thì không tạo thành tiếng động nào, mà còn làm ầm một trận. Nghe nói Lý Đinh Sơn đến huyện bá làm bí thư huyện ủy, cô kích động lên tầng ngẩn ra một lúc, sau đó mặt tái mét xuống tầng thu dọn đồ của mình rồi đóng sầm cửa mà đi. Văn Dương coi như không thấy sự xuất hiện của cô, chỉ có điều thi thoảng nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt lạnh lùng.
Tiếu Giai chắc đang bận viết thư. Hạ Tưởng nghĩ đến Tiếu Giai thì thấy cô bên ngoài cứng rắn nhưng trong lại có trái tim yếu ớt. Nghĩ tới không lâu nữa sẽ đến huyện bá, trong lòng không ngờ lại có một chút nhớ nhung. Viết thư kiếm được một khoản rồi nên mong cô thu tay lại và phát triển ở việc chính đáng. Tuy rằng mạng bây giờ chưa phát triển nhưng Hạ Tưởng rảnh rỗi vẫn lên mạng tìm tin tức liên quan đến huyện bá để hiểu rõ hơn. Dương Bối là người huyện bá nên từ miệng cô làm hắn hiểu ít nhiều tình hình huyện bá. Chẳng qua cũng chỉ là một chút mà thôi, chỉ biết huyện bá rất rộng, rất nghèo, ở khu lạnh giá, mùa đông cực lạnh, mùa hè rất ngắn. Đến chiều Hạ Tưởng thu dọn đồ đạc xong và chuẩn bị về thì nhận được điện của Sở Tử Cao. Không biết Cao Hải ảnh hưởng tới Trần Phong như thế nào mà Trần Phong rất nhanh có quyết định. Bãi rác trong thành phố yêu cầu phải rời đi trong 15 ngày, đồng thời đoạn đường đó biến thành đường cho người đi bộ. Sở Tử Cao hợp sức với các nhà hàng góp vốn 500 ngàn, xây dựng một quảng trường. Y gọi tới có một mục đích là muốn dùng tiền lớn để mời Hạ Tưởng làm nhà thiết kế quảng trường. Hạ tiên sinh, lần này anh nhất định phải giúp tôi. Tôi muốn quảng trường này thành một cảnh đẹp của thành phố Yến. Phải làm cho người đến đều mê say và nói đó là thứ mới, cũng chỉ có anh mới có tài như vậy. Anh nếu không giúp thì tôi chết chắc, nếu chẳng may xây dựng quảng trường không ai thích thì tôi sẽ làm trưởng ban thư ký Cao mất mặt. Không thấy Sở Tử Cao nhưng Hạ Tưởng có thể nghĩ ra vẻ mặt phô trương của đối phương. Hơn nữa giọng khàn khàn của y như là đóng kịch vậy. Sở Tử Cao là nhà kinh doanh khôn khéo, mặc kệ mời Hạ Tưởng làm nhà thiết kế có phải là Cao Hải ám chỉ không. Nếu đối phương mở miệng thì chứng minh y có ý tiếp cận Hạ Tưởng, cũng cho rằng Hạ Tưởng có tài. Sở Tử Cao đúng là rất khôn khéo nhưng là người đang quan hệ. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Cũng được, tôi cố hết sức, chẳng qua tôi học ngành xây dựng dân dụng nên không sở trường trong việc quy hoạch này. Tôi giới thiệu một người cho anh, tuyệt đối có thể thiết kế ra quảng trường hàng đầu. Chương 32, hòa hợp thêm bước nữa. Điện thoại vang lên. Bên trong truyền tới giọng lạnh nhạt của Tào Vĩnh Quốc. Ai đó? Nghe thấy là Hạ Tưởng, giọng Tào Vĩnh Quốc không đổi mấy. Nói vài câu khách sáo, Hạ Tưởng nói. Thù lê có đó không bác? Tào Vĩnh Quốc ngập ngừng một chút rồi có vẻ không vui nói. Tìm nó có việc gì? Hạ Tưởng nhận ra sự đề phòng của Tào Vĩnh Quốc nên có chút khó chịu. Đối với Tào Thù Lê, hắn không hề có suy nghĩ gì khác cả. Chẳng qua nghĩ một chút cũng hiểu xuất phát từ sự bảo bọc của ông bố đối với cô con gái nên biểu hiện của Tào Vĩnh Quốc cũng là bình thường. Hạ Tưởng liền nói qua việc thiết kế quảng trường của Sở Tử Cao ra, cũng đề xuất muốn Tào Thù Lê cùng thiết kế với hắn. Tào Vĩnh Quốc nghe xong liền bảo hắn tới nhà rồi bàn lại. Tào Thù Lê đứng bên đi lại lại xung quanh, rất buồn mình nói với Tào Vĩnh Quốc. Bố quá hống hách, rõ ràng là gọi cho con, bố vì sao không cho con nói. Tào Vĩnh Quốc nghiêm túc nói. Bố thay con giữ cửa. Giữ cửa cái gì? Hạ Tưởng thì không phải bố không biết, mọi người quen như vậy, bố còn hỏi này hỏi kia. Con là con gái bố, không phải con cún con bố nuôi mà cái gì cũng phải nghe lời bố. Tào Thù Lê ngồi xuống ghế, giơ tay lấy quả táo rồi cắn như muốn xả cơn bực tức. Cái gì mà quen, bố càng lúc càng không thấu Hạ Tưởng. Cảm thấy cậu ta trưởng thành hơn bố nghĩ nhiều. Tào Vĩnh Quốc suy nghĩ rồi nói. Dù cậu là Hạ Tưởng hay là ai, chỉ cần là con trai muốn tìm con thì phải qua cửa bố trước. Con là con gái bố phải nhìn con thật chặt. Tào Vĩnh Quốc như một ông lão ngang bướng, không chịu lùi bước. Tào Thù Lê nhỏ giọng nói. Con nếu muốn thì bố có thể giữ được sao? Mặc kệ bố. Tào Vĩnh Quốc không nghe thấy cô nói gì, đột nhiên như nghĩ ra gì đó nên hỏi. Lê Nhi. Vừa nãy con nói là có ý gì? Quan hệ giữa con và Hạ Tưởng rất thân, sao nói như vậy? Hai má Tào Thù Lê đỏ lên, ném nửa quả táo đang ăn xuống và xoay người đi vào trong. Con gặp nhiều bạn học như vậy, bố thì lại suốt ngày bận. Quả táo này không gọt vỏ đúng là khó ăn. Tào Vĩnh Quốc nhìn nửa quả táo, một lúc sau vẫn không phản ứng được. Lê Nhi, trước đây con không phải thích ăn nhất là táo không gọt vỏ sao, sao vừa nãy lại nói cái gì thế? Mở cửa cho Hạ Tưởng là Tào Thù Quân, vừa thấy là Hạ Tưởng, y liền châm chọc. Gần đây không ngừng gọi điện, chăm chỉ tới nhà, nói xem tiến triển với chị tôi đến đâu rồi. Tôi nói thật với anh, muốn lấy chị tôi thì thái độ bố mẹ tôi là gì tôi mặc kệ. Anh có giỏi thì để tôi ít phấn đấu 20 năm, nếu không tôi sẽ tìm mọi cách phá vỡ chuyện tốt của anh. Tin không?
Hạ Tưởng nhìn khuôn mặt thiếu niên bồng bột này, nhớ đến khi mình 17, 18 tuổi thì cũng có vẻ ông trời là nhất, mình là nhì. Hắn không hề tức Tào Thù Quân mà còn cười nói. Được, cứ quyết định như vậy đi. Nếu tôi có thể làm cho cậu ít phấn đấu 20 năm, cậu phải không được lùi bước trước khó khăn, đẩy hết tất cả người cản đường tôi, đưa chị cậu đến bên cạnh tôi. Tào Thù Quân cười ha hả nói. Lớn lối nhỉ, khoác lác không tính thuế mà, cẩn thận lại thụt lưỡi. Cấp của anh bây giờ là gì? Phó phòng hay là gì? Nếu bây giờ anh là cấp phó có thực quyền thì tôi lập tức ngoan ngoãn đưa chị tôi vào lòng anh. Tào Thù Lê đá mạnh vào chân Tào Thù Quân mà nói. Làm loạn, sang bên, muốn bán chị mày ư, mày chưa đủ tư cách, cho dù chỉ có lấy chồng có quyền có thế cũng không thèm để ý đến mày. Cả ngày chỉ nghĩ làm như thế nào bớt phấn đấu 20 năm. Ai cũng như mày thì loài người sẽ không phát triển. Tào Thù Quân mặc dù không muốn nhưng vẫn bị Tào Thù Lê đuổi về phòng. Sau đó đóng cửa lại, cảnh cáo không được ra nếu không chuốc lấy hậu quả. Hạ Tưởng nói với Tào Thù Lê về việc thiết kế quảng trường, cô vui vẻ nhảy dựng lên. Thật sao, Hạ Tưởng, anh đừng đùa em. Nếu thật sự có thể để em thiết kế quảng trường, em nhất định sẽ thiết kế một quảng trường đẹp nhất, lãng mạn nhất thành phố Yến. Ban ngày hoa tươi rực rỡ, buổi tối xa hoa lộng lẫy. Trước mắt đừng làm như vậy, tài chính có hạn không thể để em phát huy hết khả năng. Hạ Tưởng cắt ngang ý tưởng không thực tế của Tào Thù Lê, nhắc cô một vài điểm cần chú ý. Phải cố gắng giảm chi phí đồng thời cũng phát huy được không gian em tưởng tượng. Thiết kế ra quảng trường vừa nhỏ vừa tinh tế, đây mới là hiệu quả tốt nhất mà bên đầu tư muốn. Tào Thù Lê mặc chiếc váy ngủ, hai dây ở trên vai lộ một mảng da thịt trắng như tuyết, ngực cô còn rung rung lên khi cô nói chuyện, tất nhiên không mặc áo lót. Vạt váy ngủ mới đến đùi, lộ ra đôi chân trắng nõn của cô. Hạ Tưởng lần đầu tiên có thể nhìn thấy chân một người đẹp như vậy, tròn tròn, trắng nõn làm người ta chỉ muốn véo một cái. Tào Thù Lê rất không có hình tượng ngồi trước mặt Hạ Tưởng, gác chân lên, đôi chân kéo theo váy chút nữa lộ ra quần lót làm tim hắn đập mạnh hơn, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Giờ cho gì vậy, Tào Vĩnh Quốc ngồi bên như hổ rình mồi, hắn đâu dám có hành động khác người để vị giám đốc sở này đề phòng. Cũng may Tào Vĩnh Quốc cũng đồng ý lời Hạ Tưởng nói. Không chú ý đến việc con gái quý báu và việc Hạ Tưởng đang nhìn trộm. Ông nhíu mày nói. Đây là việc tốt, để Lê Nhi đi vào thực tế cũng tốt, thử các nội dung đã học, trong thực tiễn mới hiểu ra bản chất. Chẳng qua bác nói trước, Hạ Tưởng, dù Sở Tử Cao kia có quan hệ gì với cháu và Lê Nhi có thể giúp anh ta, tốt nhất không nên lấy tiền, càng không được nhắc đến tên bác trước mặt anh ta. Tào Thù Lê bĩu môi nói. Con gái bố dựa vào bản lĩnh thật. Đâu cần dựa vào giám đốc bố. Con chỉ học Hạ Tưởng, bố nhìn anh ấy toàn bộ đều dựa vào chính mình, một mình ở thành phố Yến, một mình xông xáo, đúng rất khí phách. Hạ Tưởng cảm thấy ngồi đây nói chuyện đã thoải mái hơn trước nhiều, biết mình lại tiến thêm một bước để dung nhập với Tào gia. Hắn chủ động cầm quả táo rồi gọt vỏ. Thù Lê, em đừng khen anh. Nếu không phải Tào bá bá giúp anh ở lại thành phố Yến, anh có lẽ đã về quê, đang làm nhân viên cho công trường xây dựng rồi. Thực ra trong lòng anh vẫn rất cảm ơn Tào bá, thân là giám đốc mà lại hết lòng giúp anh. Người ở trên cao nhìn thiên hạ, đây là ý chí mà anh kính nể nhất. Hạ Tưởng rất nhanh gọt táo xong, chia làm 3 miếng đưa cho Tào Vĩnh Quốc và Tào Thù Lê một miếng, hắn giữ lại miếng có hạt ở giữa. Tào Vĩnh Quốc cười cười, tất nhiên là thích nghe Hạ Tưởng nịnh. Ông cầm miếng táo mà nói. Nói khách sáo như vậy làm gì? Tào Thù Lê trừng mắt nhìn Hạ Tưởng, mắng. Nịnh bợ. Hạ Tưởng cười cười, nhân lúc không khí hòa thuận hắn liền nói việc đi theo Lý Đinh Sơn đến huyện Bá Gia. Tào Vĩnh Quốc nghe xong liền rất chú ý, cầm lấy khăn giấy lau tay rồi nói. Đây là việc rất nguy hiểm. Tào Thù Lê há to miệng, nửa miếng táo còn trong miệng. Hạ Tưởng, anh chạy xa như vậy làm gì? Huyện Bá là vùng khỉ ho cỏ gáy. Có tương lai gì chứ? Bố điều Hạ Tưởng về sở xây dựng đô thị đi, đừng để anh ấy xuống huyện. Tào Vĩnh Quốc trừng mắt nhìn cô. Đừng xen vào, bố và Hạ Tưởng nói chuyện chính, con đừng quấy rối. Tào Thù Lê ấm ức. Quan liêu. Sau đó cô lại nói với Hạ Tưởng một câu. Hạ Tưởng, em ghét anh. Hạ Tưởng xua tay với Tào Thù Lê, ra hiệu cho cô im lặng, sau đó mới nói phân tích của mình để Tào Vĩnh Quốc nghe. Hùng tâm của Lý Đinh Sơn bị ngăn cản, Tống Chiêu Độ thất thế,
hơn nữa do hắn cố gắng xúc tiến nên mới có tình hình như thế này. Nếu không dựa theo lịch sử phát triển thì Lý Đinh Sơn cuối cùng thất bại xong đời, lãng phí mất cơ hội rất lớn là 2 năm sau quan trường tỉnh Yến dung chuyển, đến lúc đó một loạt cán bộ ngã xuống là cơ hội tốt một bước lên đời. Lý Đinh Sơn từ bí thư huyện ủy một bước lên phó giám đốc sở không nói chơi, thậm chí cũng có thể trực tiếp thành giám đốc sở. Đương nhiên hắn không thể nói ra điều này, hắn cố gắng nói một cách đầy ẩn ý. Quả thật có hơi nguy hiểm nhưng là bất đắc dĩ ạ. Trưởng ban thư ký Tống sau khi mất vị trí thường vụ cũng không biết khi nào có thể lên. Công ty của Lý Đinh Sơn đang rơi vào khó khăn nên muốn đổi hoàn cảnh, thời cơ lại đến nên liều mạng cũng đáng. Cho dù trưởng ban thư ký Tống lặng lẽ 3-4 năm nhưng dù sao vẫn còn trẻ, hình như năm nay mới 43 tuổi. Hơn nữa Lý Đinh Sơn là người của giới truyền thông Bắc Kinh, có mạng lưới quan hệ rất tốt. Một số chuyện phức tạp thì có thể đối phó được. Hạ Tưởng nói tới đây liền suy nghĩ Tống Chiêu Độ mới 43 đã là thường vụ tỉnh ủy đúng là không đơn giản, bên trên nhất định có người. Tuy nói như vậy, chẳng qua trong quan trường chú ý chính là tập đoàn lợi ích. Tống Chiêu Độ và Lý Đinh Sơn hợp lại thì lực lượng vẫn nhỏ yếu. Tuy rằng bên trên có người, chỉ cần không phải vị trí quan trọng thì chỉ làm người ta e ngại chứ không có tác dụng nhất định. Dù sao là đứng đầu tỉnh. Trừ phi động đến vấn đề căn bản của y thì không ai có thể lay chuyển vị trí của y. Tào Vĩnh Quốc nói chuyện mà mặt hơi buồn bã. Ông nói đến lực lượng yếu thì ít nhiều cũng là tự than thở. Hạ Tưởng ra vẻ ngé con không sợ hổ. Dù là bí thư tỉnh ủy cũng không thể nào một tay che trời mà. Huống chi nước chảy trong quan trường thì không có lý nào một người mãi đứng ở vị trí cao cấp. Nói dễ quá. Tào Vĩnh Quốc liền nói ra bí mật quan trường. Cháu còn nhỏ nên không hiểu quan hệ lợi hại trong đó. Cao Thành Tùng có chỗ dựa rất mạnh, tuổi y cũng không cao, năm nay mới 52 tuổi, làm một lần bí thư tỉnh ủy thì có thể tiến lên nữa. Hơn nữa y ở tỉnh Yến không phải không có ai ủng hộ, ngay cả chủ tịch tỉnh Diệp cũng không thể làm gì y, mọi việc đều phải nhịn. Các thường vụ khác thì không dám nói một tiếng chất vấn Cao Thành Tùng. Cao Thành Tùng không phải một tay che trời thì là gì? Hạ Tưởng tự nhiên không phải không biết với sức của hắn hiện nay mà cho rằng có thể thầm đối phó Cao Thành Tùng. Chẳng qua hắn muốn thông qua Tào Vĩnh Quốc từ từ tiếp xúc với cấp cao hơn. Sau lưng Tào Vĩnh Quốc nhất định có người chống đỡ tốt hơn Tống Chiêu Độ, nếu không cũng không bảo vệ được chức giám đốc sở của ông không ngã. Tuy rằng điều đến sở xây dựng đô thị nhưng ít nhất còn tốt hơn làm một phó chủ nhiệm quản lý hậu cần của Ủy ban xây dựng. Hạ Tưởng gãi gãi đầu cười nói. Nếu Tào Bá lên làm thường vụ thì tốt quá, cho dù không làm thường vụ thì đến bên ngoài làm thị trưởng cũng tốt. Nếu không thì đến làm giám đốc sở giao thông cũng được. Chương 33, khó khăn ở đâu cũng có. Đàn ông không chê chức quan lớn giống như phụ nữ luôn thấy ngực nhỏ. Tào Vĩnh Quốc bị Hạ Tưởng chọc cười. Cháu nghĩ bác không muốn tiến thêm bước nữa sao? Rất khó, bác cũng giống cháu, đều xuất thân học kiến trúc, nhưng ngay từ đầu vẫn công tác ở công ty xây dựng. Sau này từ quản lý hạng mục lên làm giám đốc công ty con, rồi làm giám đốc tổng công ty, tiến từng bước lên làm giám đốc sở xây dựng đô thị, Thủy Chung vẫn không rời khỏi ngành xây dựng, luôn luôn quanh quẩn trong ngành này, tầm nhìn rất hạn hẹp. Muốn ra ngoài làm thị trưởng gần như không thể, ít nhất là kinh nghiệm không đủ. Tổ chức chỉ nói một câu thiếu kinh nghiệm phụ trách một phương là chặt đứt đường. Cho nên Hạ Tưởng, lựa chọn của cháu là đúng, trực tiếp đến địa phương rèn luyện, ánh mắt sẽ rộng hơn nhiều. Hạ Tưởng gật đầu ra vẻ khiêm tốn nghe lời. Tào Vĩnh Quốc hôm nay có thể nói nhiều tin tức quan trường như vậy làm Hạ Tưởng rất hài lòng. Điều này nói rõ ông đã bắt đầu nhận hắn. Đương nhiên nếu thật sự muốn tiếp cận vòng tròn lợi ích của Tào Vĩnh Quốc thì cần có thời gian. Trừ khi hắn có đủ tư cách nếu không chỉ là nói nhảm. Chẳng qua hắn cũng biết Tào Vĩnh Quốc tuy nói nhiều nhưng thực ra sức ủng hộ ở bên trên không đủ. Nếu thực sự có một thường vụ toàn lực ủng hộ. Để ông đến địa phương làm phó thị trưởng 1-2 năm, sau đó đưa lên làm thị trưởng, rồi tiếp nhận chức bí thư thị ủy, cũng có thể tiến lên từng bước một. Cái gọi là tầm nhìn hẹp hòi, kinh nghiệm không đủ, luôn quanh quẩn ở bên xây dựng chỉ là lý do của ban tổ chức cán bộ mà thôi. Cũng có thể nói ngược lại Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm chức giám đốc sở xây dựng đô thị nhiều năm, coi như là nửa chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng. Đảm nhiệm chức phó thị trưởng chủ quản xây dựng chẳng phải rất phù hợp sao? Chỉ cần bên trên có người thì chuyện gì cũng có hai mặt. Hạ Tưởng cũng muốn mượn cơ hội thử Tào Vĩnh Quốc, tuy trong lòng hắn rất cảm kích Tào Vĩnh Quốc nhưng phải cẩn thận quan sát cách đối xử của ông,
có đáng để lúc quan trọng hắn ra tay giúp ông không? Vương Vũ Phân mặc đồ ở nhà đi ra, có vẻ như mới ngủ dậy, bà cười nói với Hạ Tưởng. Tiểu Hạ đến à, gần đây không thấy cháu đến, về sau nên thường xuyên đến chơi. Bà dọn đồ trên bàn, cầm lấy hạt táo và nói với Tào Vĩnh Quốc. Không cần đoán em cũng biết nhất định là Tiểu Hạ gọt táo. Anh một miếng, Lê Nhi một miếng, Tiểu Hạ ăn miếng ở giữa có hạt, đúng không? Anh nhìn coi, Tiểu Hạ vừa biết điều lại quan tâm người khác, đúng là chàng trai hiếm có. Lão Tào, anh đừng coi nhẹ việc nhỏ này. Anh nhận đám trẻ vào sở thì có mấy ai làm việc cẩn thận như vậy. Ai cũng nghĩ mình là ông lớn. Da mặt Hạ Tưởng dày đến mấy cũng không chịu được ánh mắt của Vương Vũ Phân nhìn hắn với vẻ mẹ vợ nhìn con rể, càng lúc càng vui. Hắn xấu hổ trêu Tào Thù Lê. Bị bác khen làm ngượng quá. Em mau nói xấu anh đi, để anh kiềm chế chút tự kiêu. Tào Thù Lê nhe hai răng cửa rất đáng yêu mà nói. Anh cứ đắc ý đi, mẹ em không thích khen người, cả năm cũng hiếm khi thấy mẹ khen em vài câu. Anh coi như được mẹ thích, nếu anh là con của mẹ thì em và Tiểu Quân chắc ra rìa rồi. Tào Vĩnh Quốc cười phá lên không nói gì, chẳng qua ánh mắt nhìn qua hạt táo và rõ ràng có vẻ hài lòng. Lần này Tào Vĩnh Quốc chủ động bảo Hạ Tưởng ở lại ăn tối. Ăn xong Hạ Tưởng cũng không ngồi lâu nói muốn về. Tào Thù Lê muốn đưa hắn xuống tầng. Đến dưới tầng, Tào Thù Lê nhìn quanh một chút rồi đi lên cầm tay Hạ Tưởng, nhỏ giọng nói. Nói thật cho em biết, có phải anh lấy danh nghĩa thiết kế quảng trường mà tiếp cận em? Hạ Tưởng bị bàn tay nhỏ bé mềm mại và mát mẻ cầm tay mình, tuy lo Tào Vĩnh Quốc ở trên thấy nhưng vẫn rất thích. Hắn thấy đôi mắt Tào Thù Lê mở trong bóng tối rất lớn, còn lóe sáng nên không nhịn được trêu chọc. Em nghĩ mình có sức hấp dẫn như vậy sao? Cô bé, đừng nghĩ đâu đâu. Anh tìm em vì ngành em học chính là quy hoạch, có thể cùng hợp tác với anh để hoàn thành bản thiết kế. Nhớ kỹ nếu em thiết kế không tốt thì khi có chuyện tốt khác, anh sẽ không tìm em. Tia sáng trong mắt Tào Thù Lê lập tức mở đi, chẳng qua tay cô vẫn không buông tay Hạ Tưởng, đi ra đến cổng khu nhà của ủy ban xây dựng, cô có vẻ không cam chịu buông tay Hạ Tưởng ra. Sáng mai anh đến đón em. Hạ Tưởng giơ tay nói. Anh chỉ có xe đạp, không mời nổi Thiên Kim tiểu thư đâu. Bảo anh đến thì cứ đến, nói nhiều gì vậy? Tào Thù Lê có vẻ không vui, mặt mày ủ rũ. Lê Nhi, đi ra hóng gió à? Sao thế, cãi nhau với bạn trai à? Một người phụ nữ trung niên từ ngoài đi vào rồi có chút khó hiểu nhìn Hạ Tưởng. Tào Thù Lê giật mình nhảy dựng lên như muốn tránh xa Hạ Tưởng một chút. Cô, a, một tiếng, thấy rõ người kia liền có chút xấu hổ nói. Dì Lưu, cháu chỉ là đi dạo một chút. Nói xong tay cô còn giấu ra đằng sau xua xua với Hạ Tưởng, ý là muốn hắn mau rời đi. Hạ Tưởng có chút buồn cười rồi xoay người rời đi, rất nhanh biến mất trong màn đêm. Chờ Hạ Tưởng đi xa, Tào Thù Lê không lập tức lên lầu mà đi vòng vo vài vòng dưới tầng, tiện tay cầm nhánh cây viết tên Hạ Tưởng lên mặt đất, sau đó dùng sức đá. Hạ Tưởng chết tiệt, Hạ Tưởng xấu xa, cho anh đến huyện bá, có giỏi anh chạy xa nữa coi. Anh cố ý có phải không? Hạ Tưởng không biết sau khi hắn đi không lâu, Tào Vĩnh Quốc liền gọi điện rồi ngồi xe chạy đến một tiểu khu bí mật ở phía tây thành phố Yến, ở cửa bảo vệ xác nhận rồi ô tô tiến vào tiểu khu, vòng vo vài vòng rồi dừng trước căn nhà số 3. Người bình thường không biết tiểu khu không tên này. Ở tỉnh ủy thì trong này được gọi là khu nhà tỉnh ủy số 3, bên trong ở đều là thường vụ tỉnh ủy. So sánh với khu nhà tỉnh ủy số 1, số 2 thì khu nhà số 3 chưa bao giờ được người ngoài biết. Nhưng người bên trong đều biết nhà số 1, số 2 ở đều là cán bộ tỉnh ủy bình thường, nhân vật trung tâm cao cấp lại ở khu nhà số 3. Từ bên ngoài nhìn vào thì thấy đây là tiểu khu không có gì bắt mắt. Tào Vĩnh Quốc lên tầng 3, đến phòng 302 rồi đi vào thư phòng, nói với giọng rất kính cẩn. Trưởng Ban Lô. Trưởng Ban Lô có thân hình trung bình, không béo không gầy, mặt chữ điền, bắt mắt nhất là đôi tai rất lớn. Y đứng lên chủ động đưa tay ra. Vĩnh Quốc, anh và tôi là bạn nhiều năm, nói bao lần rồi, đến chỗ tôi thì cứ tự nhiên. Tào Vĩnh Quốc đang định nói chuyện, trưởng Ban Lô đã xua tay rồi dùng hai tay day day thái dương. Anh phải chuẩn bị tâm lý trước, Vĩnh Quốc, chỉ sợ chức giám đốc sở xây dựng đô thị khó giữ, kết quả lý tưởng nhất là sở đo vẽ bản đồ, tôi sẽ hết sức nhưng áp lực bên trên quá lớn. Tính cách bí thư cao đúng là, ha ha, làm người ta đau đầu. Tào Vĩnh Quốc ngồi trên ghế.
hai tay theo bản năng bám lấy tay vịn, trên mặt lộ rõ một tia bất đắc dĩ. Sáng hôm sau Hạ Tưởng cưỡi xe đạp đến khu nhà ủy ban xây dựng, thấy Tào Thù Lê sớm chờ hắn ở cửa tiểu khu. So sánh với Lý Đình Sơn không ngừng đi quan hệ, Cổ Hợp làm lái xe cũng phải đi cùng và bận không kém. Chỉ còn vài ngày là đến huyện Bá, Hạ Tưởng lại là người thoải mái nhất. Hắn quyết định trước khi đi phải giúp Sở Tử Cao hoàn thành hạng mục quảng trường. Đương nhiên khoản tiền 20.000 để thiết kế quảng trường mà Sở Tử Cao nói cũng là khoản tiền không nhỏ. Hắn và Tào Thù Lê mỗi người một nửa thì cũng đã là 10.000. Ở thành phố Yến năm 1998 thì thu nhập bình quân mới là hơn 500 tệ. Tào Thù Lê mặc chiếc quần bò màu lam che khuất đôi chân thon dài nhưng càng lộ rõ dáng người quyến rũ hơn mặc váy. Trên người mặc chiếc sơ mi màu đen càng làm cho da thịt trắng nõn bắt mắt. Bên eo còn buộc chiếc áo khoác giống như cố ý khoe eo của cô. Cô từ xa xa giơ tay phải lên vẫy Hạ Tưởng, năm ngón dưới ánh mặt trời gần như trong suốt. Từ khu nhà ủy ban xây dựng đến Sở Phong Lâu không gần, may là Tào Thù Lê không nặng. Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, Hạ Tưởng ra sức đạp xe mà cũng không thấy mệt. Tào Thù Lê rất cẩn thận lấy tay túm áo hắn, không ôm eo hắn, có thể là do cô đang giận hắn. Mấy hôm trước Hạ Tưởng gọi điện cho bố mẹ nói mình theo Lý Đình Sơn đến huyện Bá, bố mẹ không phản đối mà chỉ dặn dò hắn cẩn thận làm việc. Bố hắn làm công nhân cả đời tuy chưa từng làm quan nhưng không biết nghe từ đâu mà nói rằng quan trường nguy hiểm, một bước sống một bước chết, bảo hắn phải cẩn thận làm việc, đừng có nông nổi, làm tốt chuyện phân công là được. Từ lúc tái sinh, hắn chưa gặp lại bố mẹ, nói không nghĩ các cụ là giả, chẳng qua gần đây rất nhiều việc lại không yên tâm về quyết định của Lý Đình Sơn nên kéo dài tới hôm nay. Hắn vốn tính toán dùng thời gian 2 ngày thiết kế cho Sở Tử Cao, sau đó có thể về nhà. Không ngờ hôm qua gọi điện, bố mẹ không cho hắn về, nói ở nhà vẫn tốt, không cần phải hành hạ mình, bảo hắn yên tâm công tác. Trong lòng bố mẹ thì đúng là nhớ con, không cho con về nhà cũng là sợ hắn vất vả, cũng xuất phát từ tình thương. Hạ Tưởng đang suy nghĩ linh tinh, lúc đi đến chỗ đèn đỏ thì bên cạnh vừa vặn đỗ xe Toyota, mấy thanh niên hạ cửa kính xuống trêu chọc Tào Thù Lê. Người đẹp, trời nắng như vậy ngồi xe đạp thì khổ sở em quá. Nếu ra em đen đi thì anh rất đau lòng, hay là lên xe với bọn anh. Thằng danh đi xe đạp đúng là mất dạy, người đẹp như vậy không nên để phơi nắng mới phải, đúng là không biết thương hương tiếc ngọc. Củ cải trắng tươi ngon mọng nước như vậy sao lại để lợn ăn, đúng là đau lòng. Này, thằng danh kia, đưa bạn gái mày cho anh cho mày 100, được chứ? Tao đưa 500, sao thằng danh, đã thấy nhiều tiền như vậy bao giờ chưa? Hạ Tưởng còn chưa có phản ứng thì Tào Thù Lê đã nhảy xuống xe đi vài bước tới trước cửa kính, mở chai nước trong tay đổ vào người mấy tên kia, trầm giọng nói. Cho mấy người mắt này, cho các người biết cái gì là nói lý với kẻ xấu. Người trên xe chửi ầm lên, một thằng thanh niên gầy như que củi mở cửa xuống xe, giơ tay muốn kéo Tào Thù Lê vào xe. Chương 34, sau chuyện gì đều có ẩn tình. Thằng gầy vừa đưa tay ra thì đột nhiên thấy xuất hiện một nắm đấm đánh vào cổ tay. Mặc dù nắm đấm không mạnh nhưng lại đánh vào giữa cổ tay, y chỉ thấy một cơn đau thấu xương truyền tới, cổ tay như bị chặt đứt. Y đau đớn dậm chân kêu toáng lên. Dám đánh tao, tao sẽ giết mày. Trên xe còn có hai người, thấy tình hình có vẻ không đúng liền xuống xe giúp. Hạ Tưởng kéo Tào Thù Lê ra phía sau rồi nhỏ giọng nói. Lát nữa bọn chúng dám xông lên thì em hét to lên là lưu manh sàm sỡ. Tào Thù Lê không hề sợ hãi mà trên mặt đầy vẻ hưng phấn. Đánh rất hay, Hạ Tưởng, đánh đám lưu manh này đi. Anh yên tâm, tiếng của em rất lớn, đảm bảo trong vòng 100 mét đều có thể nghe thấy rõ ràng. Đúng là cô bé không sợ trời không sợ đất, Hạ Tưởng cười khổ trong lòng nhưng hai tay không nhàn rỗi. Nhân cơ hội lấy con dao nhỏ mang theo bên người ra rồi lặng lẽ đá tới bánh xe của đối phương nhân lúc đối phương không chú ý. Hai người vừa mới xuống xe sắn ống tay áo định xông lên bao vây thì đèn xanh bật sáng, các ô tô phía sau rú còi inh ỏi, cảnh sát giao thông thấy đoạn này khác thường nên lập tức vừa dùng bộ đàm nói chuyện vừa đi về phía này. Tên gầy do dự một chút, thấy người lái xe mấy ô tô phía sau không nhịn được thò đầu ra mắng liền phải thôi. Hắn hung dữ nói. Tao nhớ mày đó, tao gặp lại mày mà không giết mày mới lạ. Mày chờ đó. Hạ Tưởng cứ đứng đó, trên mặt đầy vẻ tự tin và nói với giọng coi thường. Chỉ bằng cái cơ thể gầy gò của mày mà dám nói loạn. Bộ dạng mày khác gì que củi,
mau nhường đường cho người đằng sau, đừng đứng đó mà mất mặt. Thằng gầy căm nhất là người khác nói mình gầy, bị hạ tưởng mỉa mai là que củi làm hắn đỏ mặt. Mẹ nó chứ, dám trêu ông không tha cho mày. Không xử lý mày ông không phải họ Trịnh. Có không ít người đứng xung quanh mà xem, hạ tưởng kéo Tào Thù Lê tách ra khỏi đám người, đạp xe rời đi và tạo khoảng cách với phía sau. Sau đó nghe thấy Tào Thù Lê không nhịn được cười hì hì, đôi tay của cô cũng ôm eo hắn. Que củi, thế mà anh cũng nghĩ ra. Chẳng qua anh nói đúng, đúng là giống thế. Đám người này là ai mà giống rác rưởi, trên đường phố đông người thế mà dám làm bậy. Lần sau em lấy nước nóng tạt bọn họ. Hạ tưởng đành phải khuyên Tào Thù Lê rằng về sau nếu gặp chuyện này mà cô đi một mình thì rời đi là tốt nhất. Dù sao nếu có tra ra đám người này, muốn làm chuyện gì đó để xử lý chúng, kể cả nhét chúng vào tù một vài hôm thì cũng không có tác dụng. Tào Thù Lê đương nhiên biết ý của hạ tưởng, cô trêu chọc nói. Em không ngốc nên đương nhiên biết, trước đây gặp thì luôn tránh đi, hôm nay không phải có anh sao, thử xem anh có can đảm đứng ra bảo vệ người đẹp không. Hạ tưởng có chút buồn bực, hóa ra mình mắc mưu Tào Thù Lê. Cô bé tinh nghịch này đúng là khó đối phó. Hạ tưởng chẳng qua chỉ là hơi bực mà thôi. Sở Tử Cao lại đang đầy hưng phấn, cả người đầy vui vẻ và kích động. Y một lát lại từ phòng giám đốc đi xuống sảnh hỏi nhân viên phục vụ. Sao còn chưa đến? Chốc lát lại chạy lên tầng 2 cầm máy tính tính một chút. Dùng nhiều tiền một chút cũng không sao, quan trọng là phải đẹp, bắt mắt. Khi Sở Tử Cao hỏi nhân viên phục vụ lần 3, một cô bé trên mặt có mấy vết tàn nhang rụt rè nói. Giám đốc Sở, không ai tới cả. Ngài không nói bọn em đón ai mà. Sở Tử Cao lúc này mới nghĩ ra cười nói. Một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, các cô thấy cũng không nên thích. Đúng rồi, nhất định phải nhớ anh ta về sau là khách quý của Sở Phong Lâu. Tầng 2 mỗi ngày đều phải giữ lại phòng tốt nhất, chỉ cần anh ta đến là có thể vào. Còn nữa, chỉ cần anh ta đến ăn cơm thì dù hết bao nhiêu cũng miễn phí. Mấy nhân viên phục vụ cùng khom người đáp. Vâng, giám đốc Sở. Chờ Sở Tử Cao xoay người lên lầu, cô bé kia mới có phản ứng. Giám đốc Sở nói một lúc, rốt cuộc là ai? Chúng ta không biết, lại không biết tên, họ. Giám đốc Sở hôm nay sao thế nhỉ? Mấy người nhìn nhau không ai biết nguyên nhân. Trong mắt các cô thì giám đốc Sở luôn bình tĩnh vậy mà hôm nay lại biểu hiện khác thường như vậy. Hơn nữa bây giờ chưa đến thời gian ăn cơm, lại không có việc gì nên mấy người túm tụm lại nói chuyện. Cô gái mặt tàn nhang rất tinh mắt, đột nhiên thấy có một thanh niên cao ráo, đẹp trai mà trầm ổn đi vào, mắt sáng lên và vội vàng nhỏ giọng nói với mấy người bên cạnh. Mau nhìn, một anh đẹp trai tới, có phải người giám đốc Sở nói không? Đẹp như ánh mặt trời, nhìn tuổi không lớn nhưng sao lại có vẻ của một người đàn ông chín chắn. Nói linh tinh gì thế? Cô gặp qua mấy người đàn ông, biết cái gì là đàn ông chín chắn hay không? Đừng nói loạn, phía sau người ta còn một cô bé đẹp đi theo. Các cô đừng nói linh tinh, đúng là kim đồng ngọc nữ trong truyền thuyết, hâm mộ chết được. Một đám mê trai, mau báo với giám đốc Sở. Giám đốc Sở vừa về phòng giám đốc, mông còn chưa ngồi ổn thì nhận được điện thoại từ tầng 1 liền vội vàng lao xuống. Động tác rất nhanh làm cho lái xe của Y Mạnh Khánh Văn giật mình không biết xảy ra chuyện gì. Y sợ có gì sơ sót nên vội vàng theo sát Sở Tử Cao xuống tầng. Sở Tử Cao từ đầu không coi trọng hạ tưởng, chỉ coi hắn là nhân viên bình thường của Lý Đinh Sơn mà thôi. Lúc ấy ở trong nhà hàng tuy rằng nghe hạ tưởng nói có lý, chẳng qua Cao Hải không tỏ thái độ. Chờ đám người Lý Đinh Sơn đi, Cao Hải cũng không hề ngồi thêm mà vội vàng rời đi. Chuyện này làm Sở Tử Cao gạt sang một bên và không cho rằng biện pháp mà hạ tưởng nói trong bàn rượu là có hiệu quả. Chính hạ tưởng lúc đó cũng nói đấy là lời nói đùa trên bàn rượu, không thể coi là thật. Sở Tử Cao cũng không để ở trong lòng. Sau khi về y bắt đầu tính toán làm như thế nào khuyết đại quán ăn lên, làm thế nào để vượt qua cửa ải khó khăn này. Tính tới tính lui vẫn không có biện pháp. Nếu theo quy hoạch bình thường thì năm 2000 thành phố mới thông con đường đó, y ít nhất còn phải kiên trì hơn năm. Một tháng bây giờ nhà hàng thua lỗ hơn 10.000. Vậy ít nhất phải ném ra gần 200 ngàn mới có thể kinh doanh có lãi. Sở Tử Cao không biết mình có thể kiên trì đến ngày thắng lợi không. Y không nhịn được mối lo trong lòng nên gọi đến dò ý Cao Hải, xem thành phố có thể mở con phố trước thời hạn không. Gọi 3 lượt mà Cao Hải không nghe, Sở Tử Cao tức giận mắng Cao Hải lấy tiền mà không làm, là đồ đều.
y đã đưa cho Cao Hải ít nhất 50, 60 ngàn, không thể nói không được chút ưu đãi nào từ Cao Hải, nhưng mà cái thu hoạch lại không bằng thứ bỏ ra khiến y đau xót, tiền bỏ ra quá oan. Mấy hôm sau, khi Sở Tử Cao quyết định phải bán Sở Phong Lâu đi, sau đó đổi sang đoạn đường tốt hơn xây nhà hàng mới thì Cao Hải gọi tới, nói cho y quyết định của thành phố. Thành phố đã quyết định lấy con đường này làm thí điểm, xây dựng phố ẩm thực và khu đi bộ, bảo Sở Tử Cao chủ động hợp sức mấy nhà hàng báo cáo lên thành phố, công bố chủ động xây dựng khu quảng trường, đầu tư các công trình công ích tạo hình ảnh công ty. Càng nhanh càng tốt, chỉ cần có thể lưu lại ấn tượng tốt cho thành phố, lúc quan trọng có thể chia sẻ lo lắng với chính quyền, đến lúc đó chỉ cần Trần Phong thuận miệng khen trong hội nghị vài câu thì còn hiệu quả hơn quảng cáo trên báo nhiều lần. Cao Hải cười cười nhấn mạnh như vậy. Sở Tử Cao mừng như điên, y lập tức tìm 5 công ty, mỗi nhà bỏ ra 100 ngàn, không có công ty nào muốn ở phía sau, đều nói sẽ bỏ tiền, thậm chí còn có 2 nhà bởi vì vấn đề xếp hạng mà tỏ ý bỏ thêm 20 ngàn đến thuê người thiết kế. Sở Tử Cao ở trong thời gian ngắn đã hoàn thành nhiệm vụ Cao Hải giao cho, báo cáo nộp lên thành phố, vài hôm sau đã có quyết định phê chuẩn hạng mục quảng trường do Sở Phong Lâu đề nghị. Sở Tử Cao quyết tâm xây dựng nơi này làm quảng trường đứng đầu thành phố Yến. Đầu tiên y nghĩ đến chính là phải mời được chuyên gia của Viện Thiết kế Kiến trúc tỉnh đến thiết kế, không ngờ hỏi giá làm y nhảy dựng lên. Giá 100 ngàn, hơn nữa thiết kế trong 3 tháng. 3 tháng thì mọi thứ đã nguội, càng không nói tới giá tiền 100 ngàn làm người ta chùn bước. Sau đó y cẩn thận suy nghĩ và đột nhiên động tâm. Tuy Cao Hải không lộ ra điều gì nhưng quyết định của thành phố quá giống những gì Hạ Tưởng nói trong bàn rượu, không sai chút nào. Sở Tử Cao đúng là nhà kinh doanh nhưng y cũng có suy nghĩ chính trị, hơi suy nghĩ một chút là hiểu ra. Hạ Tưởng lúc ấy nói trên bàn rượu không phải nói đùa mà là có ý để Cao Hải nghe. Ít nhất Cao Hải thuyết phục thị trưởng như thế nào thì y không quan tâm. Y suy nghĩ và cuối cùng nghĩ thông một việc. Hạ Tưởng đã nói ra điểm quan trọng và Cao Hải sử dụng điều này để được thành phố đồng ý, gián tiếp giúp mình. Về phần Hạ Tưởng xuất phát từ mục đích gì, là giúp mình hay thầm giúp Cao Hải, Sở Tử Cao không rõ ràng. Y chỉ nhìn chuẩn một điểm thằng danh Hạ Tưởng không đơn giản, chẳng những nhìn xa hơn đám bạn cùng trang lứa, có ý tưởng, ngay cả phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố cũng phải dùng ý tưởng của hắn. Sở Tử Cao chẳng qua chỉ là ông chủ cửa hàng nhỏ. Quan hệ với Hạ Tưởng không phải là thiệt thòi, thậm chí còn là trèo cao. Hạ Tưởng không phải học kiến trúc sao? Sở Tử Cao như đang đi trong bóng đêm đột nhiên phát hiện ra đèn đường, lập tức tỉnh ra. Bảo sao Hạ Tưởng còn trẻ như vậy mà lại có kiến thức rộng, nắm rõ đoạn đường này đến thế, hóa ra y học kiến trúc. Nếu y có thể đề xuất xây dựng quảng trường, nói vậy trong lòng nhất định có suy nghĩ thiết kế quảng trường, vì sao không tìm y thiết kế? Có thể tiết kiệm một khoản phí lớn không nói mà còn có thể kết bạn. Nói không chừng Hạ Tưởng còn có thiết kế nằm ngoài suy nghĩ của mọi người. Sở Tử Cao rất hưng phấn vì ý tưởng đột nhiên này. Chương 35, Sở Tử Cao hiểu ra. Nếu không có cuộc điện thoại sáng nay do Cao Hải gọi tới thì Sở Tử Cao sẽ không hưng phấn như uống thuốc kích thích như vậy. Cao Hải gọi tới hỏi y về tiến triển hạng mục quảng trường như thế nào, nhất định phải thiết kế tốt, tranh thủ đưa ra hiệu quả làm mọi người sáng mắt. Nói câu cuối cùng xong, Cao Hải hình như có vẻ tùy ý nhắc đến Hạ Tưởng. Tôi nhớ Hạ Tưởng học kiến trúc, thật trùng hợp, bảo sao cậu ta lại hiểu như vậy về quy hoạch thành phố. Sở Tử Cao nếu còn không hiểu ý trong lời Cao Hải thì có thể vui mừng về nhà dưỡng già. Cao Hải gọi điện làm Sở Tử Cao hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Y đóng cửa phòng và kêu to 3 tiếng với suy nghĩ trước đó của mình. Nếu không phải do giọng y không tốt thì sớm cất giọng hát để thể hiện sự sung sướng trong lòng. Hạ Tưởng mới hơn 20 mà đã được trưởng ban thư ký Cao coi trọng như vậy, hơn nữa nghe nói Lý Đinh Sơn cũng rất coi trọng y. Lý Đinh Sơn lập tức thành bí thư huyện ủy và trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố đều coi trọng thì người đó còn không có tiền đồ sao. Sở Tử Cao càng nghĩ càng không thể ngồi yên, hận không thể lập tức tạo quan hệ vượt mức bình thường với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đương nhiên không biết Sở Tử Cao nghĩ nhiều như vậy. Hắn và Tào Thù Lê vừa đến sảnh thì thấy Sở Tử Cao như cơn gió lao xuống, từ xa đã vẫy vẫy Hạ Tưởng giống như bạn lâu năm vậy. Tào Thù Lê khó hiểu hỏi. Sở Tử Cao là bạn tốt của anh à, quen mấy năm rồi. Sở Tử Cao nhiệt tình quá mức khiến Hạ Tưởng đoán được nhất định là do Cao Hải ám chỉ y gì đó. Hắn cũng rất nhiệt tình bắt tay Sở Tử Cao.
Khi giới thiệu Tào Thù Lê thì hắn cũng không nói nhiều, chỉ nói là bọn hắn, hai người cùng nhau thiết kế. Sở Tử Cao lộ ra vẻ hiểu và cười nói. Bạn học, hiểu, hiểu, bạn học rất tốt, nữ bạn học càng tốt hơn. Nữ bạn học xinh đẹp càng tốt nữa. Tào Thù Lê chớp chớp đôi mắt, có vẻ nghi hoặc giống như không hiểu. Hạ Tưởng cũng không buồn giải thích, hắn cùng Tào Thù Lê đi đến hiện trường xem xét. Sau khi bãi rác được đưa đi thì còn lại mảnh đất trống khoảng 30 mẫu, tuy không lớn nhưng ở chỗ giao nhau, nếu thiết kế tốt thì chẳng những hấp dẫn không ít dân cư xung quanh đến đây giải trí, đối với các xe qua lại thì đây cũng là nơi có cảnh đẹp. 7, 8 năm sau thành phố Yến bắt đầu xây dựng nhiều quảng trường, công viên như vậy, gần như từng con đường lớn đều có xây dựng một quảng trường. Cho nên đối với việc thiết kế quảng trường, Hạ Tưởng có thể nói vung bút là thành. Nhưng hắn không biết vẽ, cho nên chỉ có thể nhờ Tào Thù Lê làm giúp. Lần trước khi đến công trường siêu thị Giai Gia, hắn cảm thấy Tào Thù Lê tuy là con giám đốc sở nhưng trên người không có sự nuông chiều và kiêu ngạo, hơn nữa còn có sự kiên định và khả năng. Hơn nữa lần trước Tào Thù Lê ghi chép các trọng điểm ở công trường làm hắn cảm thấy cô bé này cũng có suy nghĩ. Đi cùng Sở Tử Cao, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đi quanh hiện trường một vòng, Tào Thù Lê thi thoảng viết vào sổ, xem ra hiểu được gì đó. Cô lúc cắn bút và suy nghĩ rất đáng yêu, có khi làm Hạ Tưởng có cảm nhận Tào Thù Lê sao giống như mới học lớp 11 vậy. Thực ra Hạ Tưởng cũng không muốn Sở Tử Cao đi theo bên mình, chẳng qua Sở Tử Cao quá nhiệt tình nên hắn đành chịu. Gần như một tiếng xem xét rồi dùng thước đo cụ thể, Hạ Tưởng coi như đã có ý tưởng. Hắn chỉ vào mảnh đất đối diện rồi nói với Sở Tử Cao. Giám đốc Sở, phía đối diện bên cạnh sông Bách Tính cũng có một mả đất trống. Tính ra cũng hơn 1.000 mét vuông, bên trên cỏ dại mọc đầy, rác rưởi thành đống sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh đường dành riêng cho người đi bộ. Điểm này nếu chờ thành phố giải quyết thì không biết chờ đến năm nào. Theo tôi thấy thì cũng nên làm đẹp mảnh đất đó, coi như kết hợp với quảng trường. Làm như thế nào Tiểu Hạ, cậu nói tôi nghe xem. Sở Tử Cao bắt đầu lo lắng và tính toán không biết phải dùng bao tiền. Không cần thêm bao tiền đâu. Hạ Tưởng đầu tiên cắt ngang lo lắng của Sở Tử Cao. Khi xây dựng quảng trường thì nhất định sẽ dư ra hoa cỏ, cũng dư ra nhiều đất. Đến lúc đó bảo công nhân mang đất sang kia tạo thành một vùng đất xốp, rồi dùng số hoa, cỏ còn lại trồng bên trên là có thể tiến hành xanh hóa chỗ đó, rồi bố trí ít ghế đá ở đấy. Người đi lại trên quảng trường mệt thì có thể tới khu vực đó ngồi nghỉ, như vậy dòng người qua lại có thể thấy rõ Sở Phong Lâu vào trong mắt. Càng quan trọng là tiết kiệm được chi phí xử lý rác của công trình, lại được dân chúng ấn tượng tốt. Một công đôi việc. Hạ Tưởng quá lợi hại, em đúng là phục anh. Sở Tử Cao còn chưa mở miệng thì Tào Thù Lê đã sờ sờ đầu Hạ Tưởng, véo tai hắn mà nói. Sao đầu anh lại dài vậy, sao lại thông minh đến thế? Sao có thể thông minh như vậy? Mau nói cho em, anh làm như thế nào mà nghĩ được biện pháp tốt đến vậy? Em cảm thấy giáo sư Trần chưa chắc đã có thể nghĩ ra ý tưởng thiết kế tuyệt như ý tưởng của anh. Giáo sư Trần Hương Quốc dạy ở Học viện Kiến trúc, là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch của tỉnh. Hạ Tưởng tự nhận không thể so sánh với giáo sư Trần. Hắn chỉ là đi trước thời đại, nghe Tào Thù Lê khen nên xấu hổ nói. Anh sao có thể so sánh với giáo sư Trần? Đừng nói linh tinh, bản thiết kế mảnh đất ven sông giao cho em, có vấn đề gì không? Tào Thù Lê ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng như nữ binh được huấn luyện. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Sở Tử Cao thầm nghĩ Hạ Tưởng đúng là giỏi, chẳng những được trưởng ban thư ký Cao coi trọng, ngay cả bạn gái xinh đẹp cũng huấn luyện thành ngoan ngoãn. Xem ra về sau phải học tập cậu ta nhiều mới được. Học cậu ta cách dạy vợ, tránh tình trạng con cọp cái ở nhà cứ rảnh rỗi là dạy mình như con cái. Chẳng qua làm y vui nhất chính là biện pháp xanh hóa đất trống của Hạ Tưởng. Y biết rõ xử lý rác của công trình cần bao tiền, dù sao trước kia đã xây dựng nhà hàng, không ngờ một khoản tiền không nhỏ mà qua lời Hạ Tưởng nói chẳng những không mất, còn biến rác thành bảo bối, lại có thêm một khu đất xanh tươi. Anh chàng này đúng là không bình thường, đầu óc quá tốt, quá linh hoạt. Nếu kinh doanh nhất định kiếm món lớn, nếu Hạ Tưởng có thể quản lý nhà hàng giúp y thì không bao lâu sẽ tiền đầy túi, có thể làm nhà hàng phát triển mạnh. Nhìn Hạ Tưởng. Mắt Sở Tử Cao sáng lên như con sói đói nhìn chằm chằm con mồi. Nghe cậu, Tiểu Hạ, lão Sở tôi sống hơn 40 năm nhưng lần đầu phục một thanh niên nhỏ hơn tôi 20 tuổi. Rất tốt, tôi là người phía Nam, đừng thấy tôi nói chuyện không hào sảng như người phương Bắc, nhưng mà trong lòng lại rất thành thật.
Về sau nếu tiểu hạ cậu không chê thì gọi tôi một tiếng sở thúc, chuyện lớn tôi không xử lý được, nhưng mấy việc nhỏ như vay tiền thì chỉ là một câu nói. Mặt Sở Tử Cao đỏ bừng mà nói. Mặc dù biết Sở Tử Cao nói chuyện và vẻ mặt hơi quá, chẳng qua Hạ Tưởng cũng có thể từ vẻ mặt kích động của y thấy vài phần chân thành. Có thêm bạn thì có thêm con đường. Hắn vội vàng bắt tay Sở Tử Cao rồi nói. Sở thúc nói quá, cháu nhỏ tuổi, kiến thức còn ít, về sau còn có rất nhiều điểm cần Sở thúc chỉ điểm và giúp đỡ. Sở Tử Cao có thể nhìn ra Hạ Tưởng rất thành tâm, y vui vẻ vung tay lên. Tiểu Hạ, chú rất vui. Cháu chẳng những giúp chú tiết kiệm tiền mà còn suy nghĩ cho sự phát triển của Sở Phong Lâu. Chú không thể để cháu phí công. Tiền thiết kế ban đầu là 20.000, một câu vừa nãy của cháu làm chú ít nhất tiết kiệm 20, 30.000. Chú bỏ ra thêm 10.000 coi như thiết kế khu đất xanh hóa kia. Thấy Hạ Tưởng muốn từ chối, Sở Tử Cao giả vờ trầm giọng nói. Không cho chú mặt mũi phải không? Cháu vừa tốt nghiệp nên có nhiều việc phải dùng đến tiền. Lại nói cháu giúp chú nhiều như vậy, thiết kế hai khu đất mà có 30.000 là không cao, không nói là vẫn ít mà. Hay là chú trả cháu 50.000? Tào Thù Lê ở bên giật mình há hốc mồm, không biết nói gì. Hạ Tưởng đành nhận 30.000 tiền thiết kế, Sở Tử Cao mới hài lòng gật đầu. Y quay đầu nhìn Tào Thù Lê. Thù Lê muốn ăn gì, chú bảo nhà bếp phục vụ riêng cho cháu. Y nói đúng với giọng trưởng bối quan tâm con cháu. Tào Thù Lê ngoan ngoãn nhìn Hạ Tưởng, xấu hổ nói. Sở thúc khách khí quá, không cần phiền như vậy, làm món gì cũng được ạ. Cháu nghe Hạ Tưởng. Sở Tử Cao càng kiên định với cái nhìn lúc nãy, Tào Thù Lê là bạn gái của Hạ Tưởng, hơn nữa cực kỳ nghe lời. Y nghĩ đến địa vị trong nhà của mình liền thở dài một tiếng. Một người đàn ông thành công không chỉ là ở bên ngoài, về nhà cũng không thể bị coi nhẹ mới phải. Y lén giơ ngón cái lên với Hạ Tưởng rồi nói. Được rồi, chú đi bố trí một chút, chờ lát nữa trực tiếp vào phòng 666 tầng 2. Giỏi cho Hạ Tưởng, anh đúng là lừa đảo. Anh dùng quỷ kế gì mà để ông chủ này ngoan ngoãn đưa cho anh 30.000 tiền thiết kế. 30.000 tệ, nhiều tiền quá, tim anh đen thật. Sở Tử Cao vừa đi, Tào Thù Lê liền khẽ đánh Hạ Tưởng rồi nói. Không phải là tim anh đen, mà là bản thiết kế của anh tuyệt đối đáng giá từng đó tiền. Hạ Tưởng rất tin vào ý tưởng thiết kế của mình, đồng thời hắn cũng rõ 30.000 nhìn như không ít nhưng so sánh với việc tìm viện thiết kế thì không đáng là bao. Hơn nữa hắn có thể khẳng định bản thiết kế do viện quy hoạch làm ra không có lợi ích thực tế và thực dụng như hắn. Tiền đó chúng ta mỗi người một nửa, anh đưa ý tưởng, em vẽ, phân chia lao động. Tào Thù Lê cầm sổ tre lên trán để tránh ánh nắng chói chang mà lắc đầu nói. Không cần tiền của anh. Hơn nữa em lấy tiền làm gì? Em không phải vì tiền mới đi thiết kế với anh, em muốn từ lý thuyết liên hệ với thực tế. Anh cho em tham tiền của anh. Cô đột nhiên nhớ ra gì đó liền lấy quyển sổ che nắng đánh Hạ Tưởng. Anh quá thông minh, về sau em phải đề phòng anh mới được. Nếu không có khi bị anh bán cũng không biết, không chừng còn ở bên ngây ngô mặc cả giúp anh. Em không dễ bán đâu. Tào Vĩnh Quốc dù liêm khiết và kiềm chế bản thân thì thu nhập ngầm cũng không ít. Nếu không sẽ không đạt tới vị trí cao như vậy. Hơn nữa giám đốc sở xây dựng đô thị cũng là chức quan béo. Tào Thù Lê là con gái giám đốc sở, từ bé không thiếu tiền tiêu nên không có khái niệm kiếm tiền khó khăn, không biết nỗi khổ khi thiếu tiền. Hạ Tưởng không muốn nói nhiều ở vấn đề này nên rời chủ đề. Ai cần em? Em đánh anh, dám chủ em không ai muốn. Em đâu có xấu, người cũng không ngu ngốc, dựa vào cái gì mà không ai muốn. Tào Thù Lê ra vẻ muốn đánh. Hạ Tưởng vội vàng xin tha. Nghe anh nói xong câu được không? Anh nói là giá trị của em rất cao, phải bán thì ít nhất cũng là 10 triệu. Em nghĩ xem, tỷ phú rất ít, tỷ phú đẹp trai lại càng không có. Anh chạy đi đâu tìm tỷ phú như vậy mà bán em? Mặc kệ anh, nhìn anh trông khá thành thật mà miệng lưỡi cũng dẻo quẹo. Tào Thù Lê đang cảm thấy rất ngọt ngào. Nghe Hạ Tưởng nói mình có giá trên trời thì nói rõ cô là vô giá trong mắt hắn, không thể thay thế. Xem xong hiện trường, Hạ Tưởng liền có tự tin, thấy không còn sớm, hắn liền cùng Tào Thù Lê đi vào Sở Phong Lâu ăn cơm. Không ngờ vừa lên tầng liền gặp mấy người không ngờ tới. Chương 36, xung đột nhỏ. Trong sảnh tầng 1 Sở Phong Lâu có mấy tên đang làm ầm lên đòi gặp giám đốc.
Quản lý cười cười giải thích mãi mà đối phương không nghe, chỉ nói một câu. Cô không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Mau gọi giám đốc của cô xuống lầu, nếu không tự chuốc lấy hậu quả. Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đi vào thì thấy ba người đứng ở cửa đang đầy ngang ngược nói chuyện với mấy nhân viên phục vụ. Vẻ mặt đám người này đều ra vẻ bực bội, trông giống ông trời số 1, bọn họ số 2. Ba người một gầy như que củi, một cao to thô kệch và đen ngòm, một tên béo trắng còn đeo kính. Trong ba người thì tên gầy đang làm ầm lên mà nói. Sao thế này, lâu như vậy rồi, giám đốc các người đi đâu? Mau bảo hắn đến nhận lỗi với bọn tao, sau đó bày bàn chuộc lỗi nếu không Sở Phong lâu bọn mày cứ chờ đóng cửa chỉnh đốn đi. Lớn lối như vậy có lẽ có chỗ dựa rất mạnh. Hạ Tưởng nhận ra tên gầy trêu chọc Tào Thù Lê ở trên đường. Thấy y chẳng qua chỉ hơn 20, cũng không biết đang học đại học hay là không thi đỗ đại học đây. Trong sảnh mặc dù không nhiều khách ăn nhưng cũng có hơn 10 bàn. Khách ngơ ngác nhìn nhau và lộ ra vẻ hoảng sợ. Không ai ra mặt khuyên, thậm chí còn có mấy người lén lút trốn sang bên. Mấy người này có quan hệ gì mà lại cố ý làm loạn, hay là có mâu thuẫn với Sở Tử Cao? Hạ Tưởng xoay người hỏi một nhân viên phục vụ bên cạnh thì mới biết ba người này tới ăn, cầm chiếc thẻ vàng hết hạn đòi phòng tốt nhất. Nhà hàng quyết định thẻ vàng quá thời hạn thì sẽ không được đãi ngộ như khách VIP, đây cũng là thủ đoạn buôn bán mang tính đào thải. Nếu cứ động tí là tặng một thẻ vàng thì dần dần khách sạn lớn đến đâu cũng không chịu nổi. Mấy người này không chịu nghe theo, đòi dựa theo đãi ngộ khách VIP mà cho bọn họ phòng tốt nhất và giảm giá. Nhân viên phục vụ không làm chủ được nên hai bên cứ giằng co. Sớm có người gọi điện cho Sở Tử Cao nhưng mãi không thấy y xuất hiện. Hạ Tưởng biết Sở Tử Cao cũng bất đắc dĩ nên muốn kéo dài thời gian, chờ đám người này làm loạn chán rồi sẽ tự động rời đi. Sở Tử Cao cũng quen biết một số nhân vật ở thành phố Yến nhưng không thể việc lớn việc nhỏ gì cũng nhờ bọn họ. Nợ nhân tình càng nhiều càng khó trả cho nên y chấp nhận làm con rùa rụt cổ. Hạ Tưởng kéo Tào Thù Lê với ý bảo cô cùng hắn lặng lẽ lên lầu. Tào Thù Lê không biết là hiểu sai hay cố ý mà tách mọi người ra rồi đứng trước mặt ba người kia, chống nạnh nói. Ba người đàn ông mà cãi nhau với nhân viên phục vụ, đúng là không có tương lai. Tên gầy đang định chửi, quay đầu nhìn thấy là Tào Thù Lê, mắt y híp lại, cười hì hì như kẻ trộm. Cô em, sao lại là em? Có phải là nghĩ đến anh? Trên đường anh không ít lần nhắc tới em, nghĩ đến về sau không biết còn gặp em không? Không ngờ em lại chủ động tới. Tao nói Hắc Tử, Từ Kính, hôm nay không thể tiếp tục để em bé này đi. Hạ Tưởng lắc đầu thầm nghĩ Tào Thù Lê này không phải là người ngu có gan lớn thì sao lại chủ động chọc mấy tên này. Hắn đi ra khỏi đám người, đứng bên Tào Thù Lê mà nói. Ai dám động đến sợi tóc cô ấy? Tào Thù Lê thè lưỡi với Hạ Tưởng giống như đứa bé làm sai trốn ra sau lưng Hạ Tưởng, còn khoác tay hắn, nhỏ giọng nói vào tai hắn. Em biết anh không bỏ mặc em. Lại bị lừa, Hạ Tưởng cười khổ một tiếng. Chẳng qua biết thì cũng đã mắc câu. Hắn nếu không ra mặt bảo vệ Tào Thù Lê thì còn là đàn ông sao? Thấy Hạ Tưởng, tên gầy trầm giọng nói. Hắc Tử, Từ Kính, đánh cho tao. Đánh chết nó, xảy ra chuyện do tao chịu. Hạ Tưởng vốn khinh thường tên gầy ỷ thế ức hiếp người, cho rằng đối phương chỉ là tên ăn chơi trác táng, chọc phá xóm làng. Không ngờ đối phương lại mở miệng nói đánh chết mình nên rất tức giận. Hắn vốn chỉ định dọa ba tên này, làm bọn chúng thấy khó mà lui, ai ngờ bọn chúng lại ngông cuồng như vậy. Lại nghĩ tới y hai lần trêu chọc Tào Thù Lê, hắn rất tức giận. Hạ Tưởng khẽ đẩy Tào Thù Lê, trừng mắt nhìn cô mà nói. Tránh xa một chút nếu không bị thương đó. Giọng Hạ Tưởng rất nghiêm khắc mang theo một tia khó chịu và trách cứ nhưng tình cảm thân thiết cũng lộ rõ, Tào Thù Lê rất thích nghe. Cô cúi đầu dùng đôi mắt vô tội nhìn Hạ Tưởng, gật đầu. Vâng, nếu đánh ở trong sảnh, làm hỏng đồ là việc nhỏ, làm khách bị thương sẽ có ảnh hưởng không tốt, vì thế Hạ Tưởng giơ tay lên nói. Đi, ra ngoài đánh, trong này quá hẹp, tao sợ đánh bọn mày không đã tay. Mấy thằng đúng là rất tức giận, đều la lên. Mẹ nó chứ, mày giỏi, một đánh ba mà còn khoác lác. Ra ngoài cũng tốt, hôm nay xem bọn anh xử mày như thế nào. Mẹ nó chứ, hôm nay tao phải đánh cho mày quỳ xuống đất xin tha, rồi chơi bạn gái của mày. Mẹ nó chứ, hôm nay lãi rồi. Tào Thù Lê sợ không đủ loạn nên không biết cô lấy một chai rượu trắng trên quầy ra từ lúc nào, đưa về trước rồi nói. Muốn uống hớp rượu rồi ra tay không?
uống lấy thêm can đảm. Tên gầy đoạt lấy chai rượu trong tay Tào Thù Lê, mở nắp uống một hớp lớn, cười ha hả nói. Cô bé được đó, anh càng lúc càng thích cưng rồi đấy. Chờ đó, chờ anh xử thằng mặt trắng của em rồi xử em. Tào Thù Lê như con thỏ thấy con sói đói, vội vàng trốn ra sau lưng Hạ Tưởng với vẻ đầy khiếp sợ. Điều này làm ba tên thanh niên cười phá lên giống như mình có lợi vậy. Ba tên mỗi thằng một ngụm, vài ngụm là hết chai rượu. Tên gầy uống hết hớp rượu cuối cùng, rượu đúng là làm người ta can đảm hơn. Y ném mạnh chai rượu xuống ven đường, vung chân đá vào bụng Hạ Tưởng, vừa nhanh vừa độc. Nếu trúng cú đá này thì Hạ Tưởng dù như thế nào cũng phải ngã lăn quay xuống đất. Tào Thù Lê sợ đến độ tái mặt lại. Sao nói đánh là đánh, không chờ một lát rồi mới ra tay ư? Hạ Tưởng, em xin lỗi. Em không ngờ bọn họ lại không biết phải trái, là em hại anh. Hạ Tưởng sao còn tâm trí nghe Tào Thù Lê nói gì, hắn nhẹ nhàng nhảy sang bên tránh được cú đá của tên gầy, thuận thế vung chân trái đá vào chân trái tên gầy, sau đó dùng chân phải đá tới chân phải chưa kịp thu về của tên gầy. Tên gầy mất trọng tâm ngã bịch xuống đất, mông ngồi thẳng xuống. Hắc Tử thấy Hạ Tưởng ra tay đánh ngã Hạ Tưởng, y liền dựa vào cơ thể cao lớn mà vung tay đánh tới Hạ Tưởng. Muốn dựa vào ưu thế thể lực dùng cứng đối cứng với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đâu ngu như vậy, hắn hơi cúi người tránh được một đấm của Hắc Tử, lách người ra phía sau Hắc Tử, khuỷu tay phải giật ngược về phía sau đánh trúng lưng hắn. Hắc Tử đang lao tới thì bị trúng đòn, mất đà y liền loạng choạng tiến lên phía trước mấy bước, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất. Từ Kính nhìn như trí thức không biết lúc nào đã đi đến sau lưng Hạ Tưởng, trong tay cầm viên gạch nhân lúc Hạ Tưởng không chú ý liền nhảy lên vung tròn cánh tay đập vào đầu Hạ Tưởng. Thằng khốn, tao đánh chết mày. Hạ Tưởng không ngờ Từ Kính nhìn như trí thức lại nham hiểm nhất. Hắn lao về trước tránh khỏi đòn đánh lén và rất tức giận. Tuy rằng hắn tự nhận công phu bình thường nhưng đối phó ba bao cát này thì thừa sức, chỉ có điều vừa nãy không chú ý bỏ qua Từ Kính, không ngờ thiếu chút nữa trúng đòn của đối phương. Hạ Tưởng vung tay phải lên chém vào cổ tay Từ Kính. Từ Kính kêu thảm một tiếng, đau đến độ run lên, viên gạch rơi xuống mặt đất, ôm cổ tay ngồi xổm xuống, không đứng dậy được. Lúc này Tào Thù Lê đã chạy đến trước mặt Hạ Tưởng, cô chảy nước mắt mà nói. Hạ Tưởng, anh không sao chứ? Em không cố ý, em không có ý hại anh. Em chỉ muốn cho bọn chúng một bài học mà thôi. Không ngờ Tôn An đến giờ vẫn chưa tới, đáng ghét. Em nhất định phải mắng anh ta một trận. Hạ Tưởng tuy không biết Tào Thù Lê định làm gì, chẳng qua đánh thì đã đánh, bảo vệ người đẹp cũng không sao. Hơn nữa mấy tên khốn này cũng không phải thứ tốt gì. Vừa nãy hắn ra tay vừa phải là do không muốn làm lớn chuyện. Nếu bây giờ Sở Tử Cao còn không xuất hiện thì không còn gì để nói, điều này làm ấn tượng của Hạ Tưởng với Sở Tử Cao giảm mạnh. Sở Tử Cao vội vàng chen đám người mang theo hai thanh niên cao to đi đến trước mặt Hạ Tưởng. Đầu y đầy mồ hôi. Có chút xấu hổ nói. Xấu hổ quá Tiểu Hạ, mấy thằng này gây rối sao có thể để cháu ra mặt giúp chú? Có bị thương không? May quá, nếu chẳng may cháu bị thương thì tội chú quá to. Chỉ riêng giám đốc Lý Trách là đã chết chú. Xin lỗi, chú đến chậm chủ yếu là không tìm được người. Ra mặt cho Tào Thù Lê mà Sở Tử Cao lại hiểu lầm Hạ Tưởng ra mặt cho y, Hạ Tưởng cũng không giải thích nhiều. Hắn chỉ nhỏ giọng nói với Sở Tử Cao. Mấy tên này có lai lịch như thế nào? Sở Tử Cao nhăn nhó mặt mày, nhỏ giọng nói. Thằng gầy tên Trịnh Kiệt, là con phó trưởng phòng công thương quận Bắc Thương. Thằng cao lớn tên Vệ Quốc, là con trai của trưởng phòng quản lý đô thị quận Bắc Thương. Thằng mang kính tên Từ Kính, mẹ nó là trưởng phòng giáo dục. Trước đây khi Sở Phong Lâu khai trương thì đã nhờ bố của Trịnh Kiệt và Vệ Quốc là Trịnh Tự Thành và Vệ Hưng làm giúp ít việc nên tặng bọn họ một người một thẻ vàng. Cháu cũng biết đó thời thế thay đổi, gần đây chú không qua lại với bọn họ, thẻ hết hạn cũng không đưa thẻ mới cho bọn họ. Ai ngờ ba thằng danh này dám đến ức hiếp chú. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi nói. Báo cảnh sát đi. Cảnh sát đến. Không biết ai hô lên như vậy, chỉ thấy một xe cảnh sát nhanh như chớp lao tới, vừa dừng đã vang lên tiếng phanh xe chói tai. Xe còn chưa dừng lại thì một cảnh sát đã nhảy xuống lớn tiếng nói. Thù Lê, Thù Lê, em có sao không? Anh đến có muộn không? Chương 37, Tào Thù Lê cũng có mạng lưới quan hệ. Tào Thù Lê ôm chặt tay Hạ Tưởng không bỏ rồi gọi cảnh sát đang lao tới. Tôn An, anh tới chậm như vậy làm tôi suýt bị người ta bắt rồi. Hừ, bây giờ mới đến,
anh không có tác dụng gì cả, anh về đi. Làm người ta mở to mắt đó là cảnh sát Tôn An ăn mặc đầy oai phong lại cười cười lấy lòng, nhã nhặn nói. Thù Lê, cho anh một cơ hội, anh đảm bảo không làm em thất vọng. Anh vừa nhận được tin nhắn của em liền lập tức đến đây. Nhưng bây giờ đang là tan tầm nên bị tắc đường, đến muộn 1-2 phút là bình thường mà, phải không? Lúc nói chuyện Tôn An nhìn lướt qua Hạ Tưởng, lại nhìn ba tên thanh niên có hai tên ngã kia, mặt khó hiểu hỏi. Ba người này là anh đánh ngã? Hạ Tưởng gật đầu không nói gì, Tào Thù Lê ở bên hưng phấn nói. Đây là tự vệ, một đánh ba, lợi hại không? Tôn An có thân hình trung bình chẳng qua khi đi lại thì luôn ưỡn ngực, thẳng lưng, tất nhiên đã được huấn luyện. Y quay đầu lại nói với hai người từ trên xe cảnh sát xuống. Ba người này say rượu gây rối, hành hung người khác, bắt. Từ Kính đeo kính thấy tình hình không ổn, biết cảnh sát là người quen của đối phương liền vội vàng đi tới trước một bước, lén nói với Tôn An. Hiểu lầm mà, ông bạn cho chút mặt mũi đi. Ba người chúng tôi ở quận Bắc Thương cũng có chút lai lịch, mọi người đừng làm căng quá, làm bạn được chứ. Hiểu lầm. Tôn An nhìn Hạ Tưởng và Tào Thù Lê tay trong tay, trong lòng rất khó chịu và tức giận. Khi ba người các anh đánh một thì sao không nói là hiểu lầm? Khi các anh trêu người ta thì sao không nói hiểu lầm? Nếu cảnh sát không đến, các người còn có thể tiếp tục hiểu lầm, đánh nam, cướp nữ, có phải không? Từ Kính nghe thấy cảnh sát cố ý tìm cớ liền cười khổ trong lòng, không ngờ đối phương là một tên đi xe đạp chẳng những biết đánh nhau, hơn nữa lại còn quen biết cảnh sát, nếu bị bắt vào đồn công an thì quá mất mặt. Y vội vàng lấy bao thuốc trên người ra, cười cười lấy lòng. Đồng chí cảnh sát, hút điếu thuốc, nghe tôi nói, mẹ tôi là trưởng phòng giáo dục quận. Hai người kia thì có một người bố là phó trưởng phòng công thương quận, đúng rồi, chuẩn bị lên chức. Người kia có bố là trưởng phòng quản lý đô thị, tất cả mọi người đều trong nhà nước, có phải chúng ta nên bỏ qua cho nhau không? Từ Kính thấy Tôn An chỉ là một cảnh sát bình thường, không chừng là người của đồn công an quận nhà, nói đi nói lại thì có thể tìm được người nói chuyện. Hơn nữa còn mang phụ huynh của ba nhà ra thì nhất định dọa cho tên cảnh sát nhảy dựng lên. Thuốc đưa tới một nửa, trong mắt y lộ ra vẻ đắc ý. Ý là dù ông bạn như thế nào không chừng lãnh đạo các người còn có việc nhờ phụ huynh nhà tôi. Tôn An ngẩn ra sờ sờ tai, không cầm thuốc mà bực bội nói một câu. Anh đợi một chút. Tôn An quay đầu lại nói với Tào Thù Lê. Thù Lê, có việc muốn hỏi em một chút, lại đây. Tào Thù Lê kéo Hạ Tưởng đi tới, mất hứng nói. Tôn An anh làm gì thế? Việc nhỏ này cũng không xử lý được, trực tiếp bắt giam không phải là được sao? Tôn An nháy nháy mắt, lộ ra nụ cười khá kỳ quái nhưng trông lại thật thà. Không phải, có chuyện anh mãi không rõ còn phải nhờ em giúp anh. Em nói chủ tịch quận thì có cấp bậc gì? Cấp quận? Tào Thù Lê hiểu là điều gì, vì thế liền nhìn Từ Kính. Vậy trưởng phòng giáo dục quận là quan lớn như thế nào? Tôn An hỏi. Cấp phòng? Cấp phòng có phải là quá nhỏ không? Tôn An ra vẻ mơ hồ nhìn Tào Thù Lê. Lại nhìn Từ Kính mặt đỏ bừng. Có làm quan lớn hơn bố anh không? Hạ Tưởng thiếu chút nữa không nhịn được cười. Thằng danh này đúng là biết giả vờ. Vừa thấy là biết y đóng kịch để trêu ba thằng kia. Lúc này tên gầy và tên hắc tử đã bị hai cảnh sát xách lên, hai người còn không phục và gào lên đòi gọi điện. Tào Thù Lê che miệng cười ra vẻ mưu kế đã thành. Bố anh là cán bộ cấp phó giám đốc sở, trên cấp trưởng phòng là cấp phó quận. Sau đó là cấp quận, sau đó mới là phó giám đốc sở. Tên gầy và tên hắc tử đang tinh tướng đòi gọi điện nghe vậy liền lập tức ngậm miệng. Người này nhìn người kia, mắt trợn trừng, mặt không thể tin nổi, không nói thành lời. Trời ạ! Tôn An vỗ đùi hô to. Quan tép siêu nhỏ hơn hạt đậu xanh còn ra vẻ con nhà quan lớn trước mặt anh, thiếu chút nữa làm anh sợ nhảy dựng lên. Cái này quá mất mặt, tôi nói Lịch Phi, Hà Minh. Đưa ba tên này lên xe cảnh sát cho đỡ chướng mắt. Lát nữa đưa về đội và thêm tội giả mạo con nhà quan lớn, xem nó ngoan ngoãn không. Từ Kính mặt mày ủ rũ, mặt như cho tàn. Còn nghĩ đưa phụ huynh ra là có thể dọa được người, không ngờ tên cảnh sát trước mặt có bố là phó giám đốc sở, so sánh thế nào chứ. Phải nhận thôi, chẳng qua không đúng, y nghe ra gì đó nên cẩn thận nhìn đồng phục của Tôn An rồi nói. Không đúng, chúng tôi chỉ là cãi cọ nhau. Phải do đồn cảnh sát công an quản, anh là cảnh sát hình sự, không nên xen vào việc của chúng tôi.
Tôn An vỗ vỗ vai Từ Kính, cười ha hả nói. Có ánh mắt, không hổ là đeo kính. Lịch Phi, nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, giao cho anh xử lý. Lịch Phi rất gầy, cũng đeo kính mắt, y đi tới trước mặt Từ Kính, nghiêm túc nói. Tôi là Lịch Phi đồn công an đường dân sinh, mời ba người các anh đi theo tôi. Hạ Tưởng có chút khó hiểu, Tôn An nhìn giống như lúc trái lúc phải nhưng trên thực tế lại làm việc rất cẩn thận. Hắn nhìn thoáng qua xe ô tô đỗ ngoài cửa sở Phong Lâu, nhận ra đúng là xe mấy tên gầy vừa nãy đi liền tiến về trước một bước. Đồng chí cảnh sát, là một người dân tuân thủ pháp luật, tôi xin phản ánh tình hình với đồng chí cảnh sát. Mắt Tôn An sáng lên, vội vàng dùng hai tay bắt tay Hạ Tưởng. Cảnh sát chúng tôi luôn hoan nghênh người dân tốt như anh phối hợp với công tác của chúng tôi. Đồng chí này, có tình hình gì xin cứ phản ánh. Nếu là thật thì chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý. Tào Thù Lê quay đầu sang bên, không nhịn được cười nữa. Hạ Tưởng chỉ ô tô trước cửa sở Phong Lâu. Đồng chí cảnh sát, ba người này chẳng những tụ tập hành hung, đùa cợt phụ nữ, còn vi phạm luật giao thông. Đi trên đường dành cho người đi bộ, theo quy định phải giam xe 3 ngày, phạt tiền 300 tệ. Còn nữa là tôi nghi ngờ bọn họ say rượu lái xe, đúng, lại còn không tuân thủ quy định trên đường, vi phạm nhiều quy định giao thông, những điều này đúng là làm người ta tức giận. Hy vọng đồng chí cảnh sát suy nghĩ vì an toàn của nhân dân, nghiêm khắc điều tra hành vi vi phạm pháp luật. Mày nói loạn gì thế, mày ngậm máu phun người. Tao không say rượu lái xe tao cũng ổn, toàn bộ phù hợp quy định. Tên gầy tức giận đến độ cả người run lên, dậm chân mắng to. Từ Kính không phục nói. Đây là việc của cảnh sát giao thông, các người là cảnh sát hình sự và cảnh sát dân sự mà cũng muốn xen vào chuyện người khác sao. Cảnh sát trẻ tên Hà Minh đi tới trước, y cao hơn 1m8 và béo, cười hì hì giơ tay chào. Đồng chí. Tôi là cảnh sát giao thông, mời đưa ra giấy phép lái xe của anh, ngoài ra bánh xe trước của các anh không còn hơi, theo quy định không thể đi. Còn nữa là anh toàn mùi rượu, tôi nghi ngờ anh uống rượu rồi lái xe. Bánh trước không còn hơi là tác phẩm của Hạ Tưởng, lúc xung đột ở trên đường hắn đã thầm ném dao gọt hoa quả đến dưới bánh xe trước của đối phương. Xe vừa lăn bánh liền thủng lốp, đến bây giờ mới hết hơi thì xem ra vết thủng không sâu. Từ Kính trầm giọng nói. Ba người các anh là thuộc các đơn vị cảnh sát khác nhau, sao lại đi cùng nhau? Có phải cố ý chơi đều chúng tôi? Tên gầy nhảy dựng lên hét lớn. Con bé kia có lai lịch gì? Ông bạn nói với tôi một tiếng, tôi sẽ nhận lỗi với cô ấy. Y đang rất sợ hãi, con bé mặc quần áo có vẻ không phải đồ hàng hiệu kia, thằng danh kia càng không cần phải nói, quần áo bình thường, còn đi xe đạp cũ, bọn họ sao có thể quen con cán bộ cấp phó giám đốc sở? Thằng danh cảnh sát kia có bố là cấp phó giám đốc sở, rốt cuộc là ông thần nào? Thành phố Yến nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cán bộ cấp phó giám đốc sở nhiều không đếm nổi. Tuy cùng là cấp phó giám đốc sở nhưng quyền lực cũng khác nhau rất nhiều. Bố thằng cảnh sát này không phải là lãnh đạo cấp phó giám đốc sở còn có thực quyền đấy chứ. Chương 38, con đường mênh mông, thời gian còn nhiều. Phó giám đốc sở nghiên cứu cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Phó giám đốc sở giáo dục cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở, phó thị trưởng thành phố Yến cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Cùng là phó giám đốc sở nhưng khác nhau rất lớn. Từ Kính hừ một tiếng rồi nói với tên hắc tử và tên gầy. Được rồi ông bạn, người ta dù là cấp bậc hay thủ đoạn đều cao hơn chúng ta nhiều, nhận thua thôi. Tôn An khịt khịt mũi không thèm để ý mấy người này. Y mặt mày nghiêm túc xua tay nói với mọi người xung quanh. Tản đi. Đừng đứng đây xem nữa. Sau đó y quay đầu lại thì mặt khác hẳn, cười hì hì nói với Tào Thù Lê. Thù Lê, có hài lòng với kết quả này không? Tào Thù Lê rất khó chịu hừ một tiếng. May là Hạ Tưởng không bị thương nếu không tôi không tha cho anh. Được rồi, mau đi đi, đừng làm vướng mắt tôi. Đúng, bạn học Hạ Tưởng của tôi về sau có chuyện gì thì anh cứ dựa theo tiêu chuẩn đối xử với tôi mà giúp anh ấy, đừng để anh ấy chịu thiệt. Tôn An ghen tị nói, bạn học, đừng giả vờ, lẩn lẩn trốn trốn không nói thật, nói thẳng là bạn trai không được sao. Anh bị em từ chối rất nhiều lần nên sớm quen chịu đả kích rồi. Chẳng qua nói đi lại nói lại, Thù Lê, chúng ta là bạn thuở ấu thơ, em thật sự không cân nhắc cho anh một chút sao. Tào Thù Lê giơ tay, nhấc chân đá. Anh còn muốn ăn đòn hả? Đã quên lần trước xử lý anh như thế nào sao?
trưởng thành nên dám trả đòn và dám không nghe lời sao? Tôn An giơ hai tay lên đầu hàng. Được rồi, em là đại ca, từ nhỏ đến lớn em vẫn là đại ca, luôn ăn hiếp anh sao cứ suốt ngày nghe lời em vậy nhỉ? Ôi, Nhiệt Xuyên, kiếp trước anh nợ em không được sao? Anh đi ngay đại ca, về sau cần gọi tới ngay, đuổi lập tức đi, tuyệt đối nghe lời. Tôn An gật đầu nói với Hạ Tưởng. Được đó ông bạn, đúng là có tài làm thù lê nghe lời như vậy. Tôi quen cô ấy mười mấy năm mà chưa bao giờ thấy cô ấy dịu dàng như vậy bao giờ. Đúng rồi, thân thủ của anh được đó, có rảnh thì chúng ta đấu chút. Tính cách vui thì cười, tức thì mắng của Tôn An rất hợp Hạ Tưởng. Hắn và Tôn An nói với nhau vài câu khách khí, lại trao đổi số điện thoại. Sở Tử Cao vốn còn muốn mời đám người Tôn An ở lại ăn cơm, chẳng qua Tôn An không có hứng thú với Sở Tử Cao, không thèm nhìn y một cái, xua tay rời đi. Sở Tử Cao dù không cam tâm cũng không có biện pháp. Vừa nãy y cũng nghe rõ và biết cảnh sát trẻ này có bố là cấp phó giám đốc sở. Cấp phó giám đốc sở dù là quan gì thì ít nhất cấp bậc không nhỏ, tương đương phó thị trưởng. Nếu có thể kết bạn thì tốt quá. Sở Tử Cao không khỏi thầm nghĩ. Chẳng qua y lập tức nghĩ bạn gái của Hạ Tưởng có thể gọi con trai phó giám đốc sở đến thì nhất định có thân phận. Theo cấp bậc bình thường phân tích thì bố cô ít nhất cũng là cán bộ cấp giám đốc sở. Cấp giám đốc sở không nhất định có quyền lớn hơn cấp phó giám đốc, quan trọng còn phải xem vị trí và quyền lực trong tay. Chẳng qua Sở Tử Cao đoán đúng rồi. Khi ăn, Sở Tử Cao tự mình tiếp khách, nói đủ lời xin lỗi. Thấy Tào Thù Lê không hề khách khí như với con phó giám đốc sở tên là Tôn An kia mà đang ngoan ngoãn ngồi bên Hạ Tưởng, nghe lời như người vợ, Sở Tử Cao đúng là rất bội phục Hạ Tưởng, đồng thời cũng kính sợ giống như cảm thấy không nhìn thấu hắn. Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi, không có căn cơ, không có chỗ dựa, cho dù hắn lập tức thành thân tín bên cạnh bí thư huyện ủy nhưng bí thư huyện ủy ở tại thành phố Yến thì không đáng gì. Ở đây nhiều cán bộ cấp sở và tỉnh không đếm hết, ai coi một bí thư huyện ủy vào đâu, lại càng không nói đến người mà bí thư huyện ủy dùng. Nhưng thanh niên bình thường này lại khiến trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố Cao Hải gọi điện tới ám chỉ cho y, trong đó đã rõ ý coi trọng. Hơn nữa bạn gái bên cạnh y lại khiến con cán bộ cấp phó giám đốc sở chạy tới chạy lui mà không hề coi vào đâu. Cô ta lại có thái độ rất nhẫn nhịn và dịu dàng với Hạ Tưởng. Mà Hạ Tưởng lại cứ thế chịu, không hề tỏ vẻ e sợ, rốt cuộc là y có chỗ dựa mạnh hay là kẻ ngốc gan to. Sở Tử Cao nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt ngoài nhiệt tình thì còn có ý lấy lòng. Ăn cơm xong, Sở Tử Cao rất sảng khoái thanh toán trước 20.000 tiền đặt cọc. Chỉ chờ bản thiết kế đưa tới là trả nốt 10.000. Hạ Tưởng đưa cho Tào Thù Lê 10.000, cô từ chối không lấy. Hạ Tưởng không đồng ý mà khuyên. Đây là công sức lao động của em mà, dựa vào cái gì mà không cầm. Em có thể dùng tiền này mua thứ mình muốn, có thể hợp tình hợp lý nói với Tào Bá rằng em có thể kiếm tiền bằng năng lực của mình. Tào Thù Lê từ chối mãi nhưng cuối cùng vẫn phải nhận. Hai người bàn nhau ngày mai tiếp tục thảo luận về vấn đề cụ thể của bản thiết kế, tranh thủ trong 3 ngày cho ra sản phẩm. Tào Thù Lê vừa đi vừa nói một vài suy nghĩ thiết kế của cô với Hạ Tưởng. Mặc dù Hạ Tưởng thấy còn có vài điểm ngây thơ và bảo thủ nhưng cũng có vài điểm sáng. Hạ Tưởng liền từng chút một nói điểm chưa chuẩn của cô làm cô hơi trầm tư rồi lộ ra vẻ ngạc nhiên và vui mừng, nhìn về Hạ Tưởng với ánh mắt thêm mấy phần cảm phục. Đưa Tào Thù Lê đến cửa khu nhà ủy ban xây dựng. Hạ Tưởng vẫy tay chào. Tào Thù Lê đột nhiên nhăn nhó đứng ở chỗ không có bóng đèn mà nói. Sao anh không hỏi Tôn An là ai? Hạ Tưởng không phải không muốn hỏi mà là không muốn mạo muội hỏi. Nghe Tào Thù Lê nói, hắn cười ha hả nói. Đúng rồi, Tôn An là ai? Anh! Tào Thù Lê trốn ở chỗ tối nên không thấy rõ mặt cô, chẳng qua từ giọng thì Hạ Tưởng có thể nghe thấy hơi kỳ quái. Hôm nay rất cảm ơn anh. Hạ Tưởng! Em chẳng qua là muốn Tôn An đến xử lý đám khốn đó mà thôi, để chúng phải vào khuôn khổ. Nhưng không ngờ bọn chúng quá xấu, lập tức ra tay. Nếu không phải anh đánh được thì nhất định đã bị thương. Thực ra anh không cần ra tay thì em có biện pháp chống được đến khi Tôn An đến. Hạ Tưởng cười nói. Cô bé ngốc, em đi cùng anh, có người ăn hiếp em, anh không ra tay thì còn là đàn ông sao? Đừng nói bọn chúng có 3 người, mà là 10 người anh cũng xông tới. Hy sinh mình anh, hạnh phúc của em mà, đúng không? Đáng ghét. Tào Thù Lê cười phì một tiếng, cô ra khỏi chỗ tối, đôi mắt trong sáng nhìn Hạ Tưởng,
giơ tay phải lên chào hắn. Mai 10 giờ đến đây cũng được, hôm nay em mệt nên ngủ dậy muộn, quên nói với anh, Tôn An quen em từ nhỏ, vẫn bị em ăn hiếp. Hắn rất sợ em, cũng rất nghe lời em và hắn rất trong sáng. Hắn tuy nói có ý với em, thực ra em biết hắn chỉ nói như vậy mà thôi, căn bản coi em là em gái. Em cũng coi hắn là người đi theo mình. Hạ Tưởng gãi đầu chỉ vào mũi mình mà nói. Em nói chuyện này với anh làm gì? Hình như không quan hệ gì với anh mà. Tào Thù Lê trầm giọng nói. Anh có phải cố ý làm em tức phải không? Không để ý tới anh nữa. Cô xoay người chạy vào trong như con bướm. Hạ Tưởng cười cười ngây ngô rồi sờ 10.000 trong túi mà tâm trạng rất vui vẻ. Hắn đạp xe về phòng mình thuê. Thu hoạch hôm nay có thể nói là không lớn. Hắn biết rõ cho dù là Tào Vĩnh Quốc nếu theo đúng trình tự thì Đường Chính Trị sẽ chuyển sang làm giám đốc sở đo vẽ bản đồ. Nhưng ông làm giám đốc sở mười mấy năm, quan hệ ở thành phố Yến là rất rộng, có rất nhiều ảnh hưởng. Riêng việc hôm nay Tào Thù Lê ở đó diễn trò cũng khiến hắn thấy rõ, người bình thường có vòng tròn, quan to cũng có vòng tròn lớn nhỏ. Hắn hôm nay thấy chẳng qua chỉ là một góc của quan hệ khổng lồ mà thôi. Chỉ là nghĩ đến quan hệ của hắn và Tào Thù Lê càng lúc càng gần gũi thì đúng là có chút đau đầu. Cũng không biết sâu trong lòng hắn đang từ chối điều gì. Hạ Tưởng suy nghĩ mãi không ra liền vứt đi, đi một bước tính một bước. Con đường phía trước mênh mông, còn nhiều thời gian. Chờ Hạ Tưởng đi xa, Tào Thù Lê mới từ trong bóng tối chui ra, nhìn Hạ Tưởng rời đi mà trong lòng lại có một tình cảm khó hiểu, một tình cảm không muốn xa rời. Hạ Tưởng, hắn mới xuất hiện đã phải đi tới tận huyện bá xa xôi, vì sao lại như vậy? Thật không còn sự lựa chọn khác sao? Tào Thù Lê khẽ bước đi về nhà, trong nháy mắt khi đẩy cửa, cô đã có quyết định. Chương 39, chuyện không ngờ bị lộ. Hôm sau Hạ Tưởng gọi điện cho Lý Đinh Sơn hỏi có việc gì giao cho mình không? Nghe giọng Lý Đinh Sơn có vẻ rất vui, nói cho hắn nghỉ vài ngày. Ngày 14 tháng 7 đến công ty tìm y là được. Hạ Tưởng dập máy rồi cười cười và cảm thấy Lý Đinh Sơn giống như đã thoát khỏi ám ảnh của công ty. Bây giờ y nhất định đang kết nối mạng lưới quan hệ khổng lồ của mình. Dù sao sẽ thành nhân vật đứng đầu huyện, ngoài hăng hái thì chỉ sợ chủ yếu nghĩ làm như thế nào tạo ra thành tích để lên chức. Hạ Tưởng muốn trước khi rời khỏi thành phố Yến phải cố gắng biến tài nguyên mình có đến mức lớn nhất. Ít nhất cũng phải củng cố quan hệ với Tào Vĩnh Quốc. Bây giờ Tào Vĩnh Quốc đang ở thời kỳ quan trọng nhất, một bước thuận lợi là có thể tiến thêm bước nữa, bước sai thì sẽ đến sở đo vẽ bản đồ dưỡng già. Xem ra ông cũng rất lo lắng. Nghĩ một lúc, hắn nhắn tin cho Tiếu Giai, không đầy phút sau Tiếu Giai gọi lại bằng số điện thoại di động. Tiếu Giai thuê một văn phòng ở bên ngoài. Tìm mấy sinh viên đại học nghỉ hè làm thêm giúp cô viết thư, dạy bọn họ cách viết sách, bây giờ đang ở giai đoạn thứ hai. Còn hai tháng nữa là chính thức xuất bản, giọng Tiếu Giai khá mệt mỏi, có mùi vị không nói thành lời. Cô nghe thấy Hạ Tưởng sẽ theo Lý Đinh Sơn đến huyện bá liền im lặng một chút, đột nhiên lớn tiếng cười nói. Tôi bây giờ mới biết hóa ra lý tưởng của anh là làm quan. Muốn làm quan thanh liêm hay quan tham? Hạ Tưởng không trả lời mà khuyên cô. Chỉ lần này thôi, đừng làm vậy nữa. Trong tay cô có tiền, với đầu óc của cô thì nhất định có thể kinh doanh hợp pháp, kiếm tiền hợp pháp, dù sao thời gian còn dài mà. Còn chưa làm quan đã dùng giọng của quan nói chuyện với tôi như vậy. Tiếu Giai cười hì hì nói. Anh quan tâm hay lo lắng cho tôi? Hoặc là có suy nghĩ gì? Không thể không nói giọng Tiếu Giai đầy quyến rũ. Hạ Tưởng không thấy vẻ mặt của cô nhưng có thể tưởng tượng ra đôi môi đỏ hồng. Khuôn mặt xinh đẹp đầy quyến rũ của cô, hấp dẫn tận xương tủy trời ban, lời này không sai. Không đợi Hạ Tưởng nói, Tiếu Giai đã vội vàng nói một câu. Tôi còn có việc, dập máy đây. Trước khi đi chúng ta sẽ gặp nhau, có việc muốn nói với anh. Khi đến Tào gia thì đã là 10 giờ sáng. Tào Vĩnh Quốc không có nhà, mở cửa là Vương Vu Phân. Vương Vu Phân rất nhiệt tình vì Hạ Tưởng đến, mời hắn ngồi xuống liền gọi với lên tầng. Lê Nhi. Hạ Tưởng đến, đừng ngủ nữa. Tào Thù Quân nghe thấy tiếng liền vội vàng từ phòng đi ra, mặc quần ngố, chân không đi giày, rất kích động nói với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng giỏi đó, không ngờ anh đúng là có tài, một ngày lãi 20.000, như vậy một năm sẽ kiếm được hơn 7 triệu. Giỏi, vậy sang năm anh chính là tỷ phú. Hạ Tưởng tuy không có ấn tượng tốt đối với Tào Thù Quân, nhưng cũng biết bệnh chung của đám người này là không có suy nghĩ.
thấy vẻ mặt y hưng phấn như vậy liền không đành lòng dội gáo nước lạnh. Không thể tính như vậy, cơ hội như vậy không phải thường xuyên có được. Trên thế giới làm sao có nhiều việc tốt cùng rơi vào một người. Chỉ có không ngừng cố gắng thì mới có thể thành công. Câu này đúng là làm Tào Thủ Quân mất đi nhiệt tình. Lúc nào cũng cố gắng, mệt quá, chẳng thú vị gì cả. Nói xong y liền ngồi xuống ghế và không có hứng thú nói chuyện. Hạ Tưởng cười thầm trong lòng, hắn chính là muốn Tào Thủ Quân ngậm mồm. Tào Thủ Lê mắt vẫn buồn ngủ đi xuống, cô mặc váy ngủ màu hồng nhạt, vừa đi vừa xoa xoa bên ngực phải và lẩm bẩm một tiếng. Sao ngủ cứ nằm nghiêng sang phải thế này? Nếu thường xuyên như vậy thì có phải bên lớn bên nhỏ không? Nếu hai bên to khác nhau thì sao gặp người được, xấu quá. Hạ Tưởng cố nhịn cười, cô bé đúng là không có hình tượng. Chẳng qua cô lại đáng yêu làm người ta muốn bảo vệ. Hắn đứng lên cười hì hì nói. Dậy sớm thế Thủ Lê. Tào Thủ Lê giống như vừa tỉnh ngủ, ngẩn ra và hô to. Hạ Tưởng xấu xa, Hạ Tưởng chết tiệt, háo sắc. Sau đó vội vàng chạy lên tầng nhưng vì động tác quá nhanh khiến váy bay lên lộ ra đùi trắng như tuyết. Nghe tiếng kêu của Tào Thủ Lê, Vương Vu Phân từ bếp chạy ra, kinh ngạc nói. Sao thế? Hạ Tưởng mặt mày vô tội định giải thích nhưng không biết nói gì, chỉ có thể xấu hổ nói. Vừa nãy Thủ Lê xuống, chưa rửa mặt. Vương Vu Phân không tin khó hiểu nhìn Tào Thủ Quân. Tào Thủ Quân không ngờ lần này lại đứng về phía Hạ Tưởng. Không có gì. Chị mê ngủ thôi ạ, không liên quan đến Hạ Tưởng. Vương Vu Phân còn chưa tin lên lầu hỏi Tào Thủ Lê. Tào Thủ Quân kể công với Hạ Tưởng. Thế nào ông anh, được chứ? Nhớ là nợ tôi một chầu rượu, khi nào có việc thì tôi sẽ tìm anh. Không vấn đề gì. Hạ Tưởng lập tức đáp ứng. Tào Thủ Quân này không phải người xấu, chỉ là trong mắt không coi ai vào đâu, còn có thể dậy lại. Có lẽ Vương Vu Phân không hỏi được gì. Bà xuống lầu cười cười với Hạ Tưởng rồi đi vào bếp nói gì đó. Phòng của Tào gia đủ lớn, có một phòng không ai ở vì thế được dùng làm phòng làm việc tạm thời của Tào Thủ Lê. Hạ Tưởng và Tào Thủ Lê bận 2 tiếng mới gần như hoàn thành một nửa bản thảo. Hai người thảo luận từng vị trí trồng cây, để ghế, trồng hoa. Tóm lại làm việc rất nghiêm túc, không khí khá sôi nổi. Hạ Tưởng, chưa rồi, ăn thôi. Làm mọi người giật mình là Tào Thủ Quân vốn không cho Hạ Tưởng mặt mũi lại chủ động bảo Hạ Tưởng ở lại ăn cơm. Sau khi ăn trưa xong, hai người không hề nghỉ mà tiếp tục làm việc. Các ý tưởng kỳ lạ của Hạ Tưởng không ngừng xuất hiện, rất nhiều ý tưởng thiết kế chưa bao giờ nghe thấy làm cho Tào Thủ Lê ban đầu không thể hiểu nhưng sau đó thường thường mắt sáng lên như phát hiện điểm tinh tế trong đó, làm cô rất vui mừng cảm nhận được sự kỳ diệu, khiến cho ý tưởng thiết kế của cô không ngừng bị công kích. Lại làm cô có thu hoạch vượt mức bình thường. Mất cả buổi chiều hai người mới hoàn thành bản thảo. Không thể không thừa nhận bản thiết kế quảng trường vượt dự tính của Hạ Tưởng, còn tốt hơn hắn nghĩ. Hắn dùng một số ý tưởng vượt quá chuẩn mực dẫn đường cho Tào Thủ Lê. Mà năng lực nhận biết của Tào Thủ Lê rất nhanh, có năng lực kết hợp giữa cụ thể của hiện trường và các ý tưởng Hạ Tưởng đưa ra. Có thể nói thiết kế do hai người hợp tác nếu đưa đến Viện Quy hoạch Thiết kế tỉnh thì cũng đạt tiêu chuẩn hàng đầu. Tào Thủ Lê cầm tác phẩm của mình mà rất tự hào và thỏa mãn. Khiến cô cảm nhận được thì ra mình cũng là một cô gái có tài, sao trước đây mình không phát hiện ra điều này nhỉ? Nghĩ đến sau khi Hạ Tưởng xuất hiện thì đã mang đến cho cô càng lúc càng nhiều niềm vui và ngạc nhiên, càng lúc càng cảm động, tim cô đập mạnh và lén nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lúc này cũng đang mê mẩn nhìn bản thiết kế. Nhìn nghiêng thì mũi hắn cao, đường cong trên mặt và cơ thể cường tráng mà không mất vẻ dịu dàng. Lông mi dày và đậm, dài và đen càng làm cho ánh mắt sáng chói. Tào Thủ Lê không khỏi cảm thấy bối rối, hóa ra hắn trông không hề khó coi, chỉ có da hơi đen mà thôi. Đàn ông mà trắng nõn thì ai thích, da Hạ Tưởng hơi đen, khuôn mặt đẹp trai, tính cách dịu dàng, chín chắn mà điềm đạm, tính cách trầm ổn, đám sinh viên lỗ mãng hay xúc động sao có thể so sánh. Hai mắt Tào Thủ Lê trở nên mê ly. Cô nghĩ đến lúc xuống tầng dùng tay sờ ngực bị hắn thấy liền đỏ mặt tận đến mang tai, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Dưới tầng vang lên tiếng mở cửa, Tào Vĩnh Quốc đã về. Chương 40, tiến gần thêm một bước trong quan hệ với giám đốc Sở Tào. Hạ Tưởng cũng không chú ý đến vẻ khác thường của Tào Thủ Lê. Hắn xuống tầng chào Tào Vĩnh Quốc, vẻ mặt Tào Vĩnh Quốc không tốt, trong mắt lộ ra một tia lo lắng.
Hạ Tưởng ngẩn ra, chẳng lẽ Cao Thành Tùng bắt đầu động đến Tào Vĩnh Quốc? Hạ Tưởng đã đoán đúng, Tào Vĩnh Quốc hôm nay vừa đi làm liền nghe thấy lời đồn ông điều đến làm giám đốc sở đo vẽ bản đồ. Tuy rằng trước kia cũng nghe được chút tin từ trưởng ban lô nhưng chỉ có lãnh đạo cao cấp biết. Bây giờ người trong sở đã công khai bàn tán, có thể thấy là có người cố ý lộ tin. Không có lửa sao có khói, đã có người lộ tin tức thì việc điều động đã là chắc chắn. Mặc dù sớm biết việc này là không thể thay đổi, trưởng ban lô cũng chính mồm nói mình đã cố hết sức, Tào Vĩnh Quốc cũng thấy không hy vọng. Dù sao với năng lực của ông thì còn chưa thể ảnh hưởng quyết định của hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Huống hồ trong các thường vụ tỉnh ủy thì không có mấy người đồng ý nói chuyện giúp ông. Hơn nữa càng làm người ta tức giận là nghe nói động vị trí của ông là nhường chỗ cho người của Cao Thành Tùng. Cao Thành Tùng sau khi có tiếng nói quyết định ở tỉnh Yến, không ai dám phản đối ý của y. Nếu biết điều nhường đường còn đỡ, nếu tỏ vẻ không hài lòng và phản đối, y tức giận thì có thể trực tiếp đưa ông đến ủy ban xây dựng làm người phụ trách hậu cần. Sở đo vẽ bản đồ, Tào Vĩnh Quốc cười khổ một tiếng, tuy là cùng cấp với sở xây dựng đô thị, nhưng sở xây dựng đô thị phụ trách hơn 100 công ty xây dựng lớn nhỏ trong cả tỉnh. Sở đo vẽ bản đồ chỉ có mỗi sở ở tỉnh, bên dưới không có chân rết, các thành phố bên dưới cũng không có cơ cấu, ông chỉ là một giám đốc sở cho có. Vốn trước khi Cao Thành Tùng đến, trưởng ban lô cũng đã vận động mấy thường vụ khác để chuẩn bị đề Tào Vĩnh Quốc lên làm chủ nhiệm ủy ban xây dựng. Nhưng bây giờ lại bị đưa đến sở đo vẽ bản đồ, Tào Vĩnh Quốc buồn bã là có thể hiểu. Đi đến sở đo vẽ bản đồ sao có thể so sánh với sở xây dựng đô thị? Tào Vĩnh Quốc quyết định không mang theo bất cứ ai đến đó làm việc, chỉ một mình đi. Chẳng qua ông dùng quen Lý Khiết Phu nên đã ẩn ý hỏi ý kiến. Lý Khiết Phu lập tức nói sẽ theo ông đến đơn vị mới. Tào Vĩnh Quốc cảm thấy an ủi vì Lý Khiết Phu nhớ ân tình cũ, quyết định đến sở đo vẽ bản đồ thì lập tức giải quyết vấn đề nhà cho y. Ông nghe nói sở đo vẽ bản đồ cái khác không có, nhưng thật ra có không ít nhà để đó không dùng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ông sẽ ở sở đo vẽ bản đồ dưỡng già, không hy vọng có công lao. Chẳng qua dùng quyền lực trong tay lấy mấy căn nhà thì cũng không có gì khó. Vừa về đến nhà và thấy Hạ Tưởng, trong lòng Tào Vĩnh Quốc đột nhiên có một suy nghĩ. Ông nhớ sau lưng Hạ Tưởng là Lý Đinh Sơn, sau lưng Lý Đinh Sơn là Tống Chiêu Độ, không biết sao trong đầu ông lại hiện ra một suy nghĩ không thực tế. Lẽ ra với tuổi và kinh nghiệm làm quan nhiều năm của ông thì sớm qua giai đoạn kích động và mạo hiểm, vì sao còn có thể xuất hiện suy nghĩ không bình thường này? Tào Vĩnh Quốc đi vào thư phòng và nói một câu. Hạ Tưởng, cháu vào đây một chút. Thư phòng của Tào Vĩnh Quốc không nhiều sách, nhiều nhất là sách về xây dựng, quy hoạch, bài trí đơn giản. Một giá sách lớn, một bộ sofa bằng da thật. Ông ngồi trên ghế, châm thuốc và ném bao thuốc cho Hạ Tưởng. Hút thì tự lấy. Hạ Tưởng xua tay, hắn không nghiện nặng nên có hút hay không cũng không sao. Đây là lần đầu Tào Vĩnh Quốc gọi hắn vào thư phòng, hơn nữa mặt mũi nghiêm túc, tuy rằng hắn vẫn mong chờ ngày này nhưng vẫn có chút khẩn trương. Hạ Tưởng lặng lẽ chờ Tào Vĩnh Quốc nói chuyện. Hạ Tưởng, con đường cháu đi là đúng, tốt hơn sự lựa chọn của bác nhiều. Trực tiếp cùng Lý Đinh Sơn đến cơ sở. Sau đó từ cơ sở tiến từng bước một, làm ở cơ sở tốt, ánh mắt nhìn xa, từ từ bồi dưỡng ra cái nhìn toàn cuộc. Một ngày nào đó sẽ có cơ hội làm chủ một phương. Không giống bác luôn luôn ở trong một ngành, tầm nhìn hạn hẹp, bình thường tiếp xúc nhiều nhất là lãnh đạo trong ngành, muốn tiến bộ cũng không dễ. Tào Vĩnh Quốc nói đây là thật, năm đó trưởng ban lô từng nghĩ giúp ông điều đến địa phương làm thị trưởng, cho dù là thành phố nhỏ và xa xôi. Nỗ lực vài lần nhưng không thành công, quan trọng nhất là ông không có kinh nghiệm là chủ một phương. Đương nhiên đây là do không có ủng hộ mạnh ở trên tỉnh. Trưởng ban lô cố gắng đẩy Tào Vĩnh Quốc lên nhưng một tay vỗ không thành tiếng vang, cuối cùng đành phải thôi. Lần nói chuyện tối hôm đó, Tào Vĩnh Quốc ra vẻ vô tình nhắc tới Tống Chiêu Độ. Trưởng ban lô cũng không hỏi nhiều, chỉ đơn giản nói một chút tình hình của Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ là người tỉnh Yến, trước khi 30 tuổi thì vẫn là một trưởng phòng ở cơ quan thống kê thành phố Yến. Nhưng không ngờ khi y đến 30 tuổi thì trực tiếp từ trưởng phòng lên làm bí thư huyện ủy huyện giao thành phố Yến, chẳng những thăng hai cấp mà còn trực tiếp thành bí thư huyện ủy, bước tiến to lớn làm mọi người há hốc mồm. Từ đó về sau con đường chính trị Tống Chiêu Độ rộng mở. Từ bí thư huyện ủy lên làm thị trưởng, rồi lên làm bí thư thành ủy, cuối cùng làm thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy.
trưởng ban Lô cũng nghe được tin Tống Chiêu Độ sắp mất thế, có dấu hiệu mất chức thường vụ tỉnh ủy, chuyển công tác đến là trưởng ban công nông nghiệp tỉnh ủy. Y cũng mơ hồ nghe nói Tống Chiêu Độ có người trên Bắc Kinh, về phần là ai thì không rõ. Không phải là do Tống Chiêu Độ giấu quá sâu mà do thân phận người sau lưng Tống Chiêu Độ quá thần bí. Tóm lại chỉ là nghe đồn, hơn nữa quan hệ của Y và Tống Chiêu Độ chỉ bình thường, không quá sâu nên không biết nhiều về việc của Tống Chiêu Độ là bình thường. Sau đó Tào Vĩnh Quốc cũng đoán nếu Tống Chiêu Độ có người trên Bắc Kinh thì vì sao không giữ được chức thường vụ tỉnh ủy. Càng nghĩ ông càng đoán hoặc là chỗ dựa của Tào Vĩnh Quốc không mạnh bằng của Cao Thành Tùng, hoặc là Tống Chiêu Độ lấy lui làm tiến, có tính toán khác. Tình hình liên quan đến Tống Chiêu Độ theo như lời Tào Vĩnh Quốc nói thì rất nhiều chuyện trước đây Hạ Tưởng không biết. Hạ Tưởng không dám khẳng định nguyên nhân chính thức mà Tống Chiêu Độ lui. Chỉ là đời sau nghe đồn là bị Cao Thành Tùng chèn ép, có lẽ chân tướng sự thật phức tạp hơn lời đồn nhiều. Tào Vĩnh Quốc hút hết thuốc liền đứng dậy mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài có mấy cây cao xanh tươi vừa lúc che chắn cảnh vật phía xa xa, chẳng qua cũng lấy được hoàn cảnh yên tĩnh. Lúc này đã là hoàng hôn. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm lá cây rung lên. Quan hệ giữa Lý Đình Sơn và Tống Chiêu Độ thế nào? Vẻ mặt Tào Vĩnh Quốc bị che ở bên ngoài cửa sổ, không thể thấy rõ mặt ông. Hạ Tưởng ngẩn ra rồi nói. Cháu vẫn chưa gặp Tống Chiêu Độ, chẳng qua thường xuyên nhận được điện của y gọi cho Lý Đình Sơn. Y và Lý Đình Sơn còn có Cao Hải là bạn học. Nhưng khi Lý Đình Sơn và Cao Hải đi ăn với nhau thì chưa từng nhắc đến Tống Chiêu Độ. Ý trong lời của Hạ Tưởng thì Tào Vĩnh Quốc hiểu, chẳng qua ông vẫn hỏi một câu không quá khẳng định. Cao Hải, trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố Cao Hải. Sau khi có câu trả lời chắc chắn của Hạ Tưởng, Tào Vĩnh Quốc càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Tống Chiêu Độ coi trọng Lý Đình Sơn hơn và giữ khoảng cách với Cao Hải. Nếu nói sau khi Tống Chiêu Độ thất thế mà muốn bồi dưỡng thế lực thì Cao Hải có ưu thế hơn Lý Đình Sơn nhiều. Vì sao y lại lựa chọn Lý Đình Sơn chưa có kinh nghiệm chính trị? Chẳng lẽ chỉ vì Lý Đình Sơn từng công tác ở tòa soạn cấp quốc gia? Có phải là do Lý Đình Sơn còn có chỗ dựa mà không ai biết? Không biết lúc nào Tào Vĩnh Quốc liền cố ý cho rằng ông đã có thể thông qua Lý Đình Sơn để tiếp xúc với Tống Chiêu Độ. Mà chiếc cầu quan trọng nhất chính là Hạ Tưởng. Cách đây không lâu, Hạ Tưởng trong mắt ông chỉ là một sinh viên mới ra trường còn mang theo sự ngây ngô và ngại ngùng. Thậm chí còn có chút tự ti, so với hắn bây giờ có thể nói hoàn toàn khác nhau. Hạ Tưởng bây giờ chẳng những chín chắn, điềm đạm, hơn nữa suy nghĩ rõ ràng, ứng phó trầm ổn. Chẳng những tạo quan hệ với Lý Đình Sơn, còn được Lý Đình Sơn coi trọng. Hơn nữa nghe giọng của hắn thì còn có quan hệ với Cao Hải. Tào Vĩnh Quốc còn có chút không tin Hạ Tưởng làm được như vậy. Nhất là đêm qua sau khi Tào Thù Lê về nhà. Nói cho ông biết Hạ Tưởng lấy được 30.000 tiền thiết kế từ tay Sở Tử Cao, ông càng khó hiểu. Hạ Tưởng tuy học ở học viện kiến trúc, nhưng sau khi tốt nghiệp thì hắn không làm trong ngành xây dựng, một ông chủ nhà hàng sao lại bỏ ra 30.000 mời một người không phải chuyên gia, không chuyên nghiệp thiết kế quảng trường. Hơn nữa nghe trong lời của Tào Thù Lê thì Sở Tử Cao này rõ ràng muốn lấy lòng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng dựa vào cái gì mà được như vậy? Chương 41, cán bộ cao cấp cũng là người bình thường. Tào Vĩnh Quốc không biết Hạ Tưởng dựa vào cái gì mà được chào mừng và coi trọng như vậy. Nếu ông biết Lý Đình Sơn bỏ kinh doanh theo chính trị là do Hạ Tưởng suối bẩy, Sở Tử Cao sở dĩ mời Hạ Tưởng thiết kế cũng là coi trọng tiềm lực của Hạ Tưởng và được Cao Hải ám chỉ thì không biết còn kinh ngạc tới đâu. Khi Tào Vĩnh Quốc 23 tuổi thì mới là một nhân viên bình thường ở công trường, đến năm 30 tuổi mới được đề bạt làm quản lý hạng mục. Đương nhiên ông mặc dù khó hiểu nhưng ngoài tò mò về Hạ Tưởng thì chủ yếu vẫn muốn có quan hệ mật thiết với hắn.